Lúc này, Nước Chiến Ưng và Vincent đều đã biết sự thật, trên du thuyền, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hắc Long. Anh ta không biết chuyện gì xảy ra nên nhìn mọi người với vẻ mặt mờ mịt, sao thế? Chính ông là người đã giết chết con trai ta. Liên minh báo thù bị tiêu diệt, Vincent nhị thế gào thét với Hắc Long như phát điên. À, làm gì có chuyện đó? Hắc Long đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Tự xem đi. Hóa ra là cậu giết con tôi sau đó đổ tội cho Lạc Việt. Lại còn chơi đùa tôi và toàn bộ Nước Chiến Ưng trong lòng bàn tay của cậu. Vincent nhị thế vô cùng tức giận. Sau khi Hắc Long xem hết tin tức thì mắt trợn ngược cả lên. Lại có người thấy hết tất cả. Anh ta có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch tội danh này. Đi chết đi, đền mạng cho con trai tôi. Vincent rút một cây súng chim ưng sa mạc màu vàng ra sau đó bắn đoàng đoàng về phía Hắc Long. Ông ta bắn mấy phát súng liên tục. Hắc Long trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Trên người anh ta có rất nhiều lỗ máu, anh ta dần dần nằm bẹp xuống. Trong đôi mắt của Hắc Long tràn ngập sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lâm Quân cũng không giết được mình, vậy mà mình lại chết trong tay của Vincent nhị thế. Giây phút đó, có lẽ là át chủ bài và chỗ dựa của Hắc Long cũng còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã chết rồi. Nhưng anh ta không biết rằng chuyện anh ta chết cũng nằm trong những gì Diệp Lâm Quân dự đoán. Diệp Lâm Quân hiểu rằng chỉ cần làm rõ chân tướng sự việc thì chắc chắn Nước Chiến Ưng và Vincent nhị thế đều sẽ không bỏ qua cho Hắc Long. Gã mặt nạ của cậu ta xuống xem sao. Vincent nhị thế ra lệnh. Khi mặt nạ của Hắc Long bị gỡ xuống thì tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không thể nào như thế được. Vincent nhị thế cũng rất kinh ngạc. Mỗi một thành viên của liên minh báo thù đều bị hủy mất gương mặt. Gương mặt của bọn họ bị phá hoại tới nỗi đến cả dụng cụ cũng không quét được tình trạng. Đây là quy tắc của liên minh báo thù. Tất cả mọi người nhất định phải sống dưới lớp mặt nạ, không thể để cho người khác phát hiện ra bộ mặt thật của mình. Vậy nên tiêu chuẩn khi muốn gia nhập liên minh báo thù đó chính là phá hủy gương mặt của mình. Nhưng gương mặt của Hắc Long lại vô cùng hoàn chỉnh, anh ta không phá hủy nó. Thậm chí cho dù một vết thương nhỏ cũng không có. Hơn nữa gương mặt của anh ta còn trắng trẻo nho nhã, nhìn như một chàng thư sinh. Đây là điều khiến cho đám người Vincent nhị thế bất ngờ. Đám người Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ tới điều này. Nếu không thì Hắc Chắn có thể dùng gương mặt của Hắc Long để điều tra ra thân phận chân thật của anh ta. Tôi không quan tâm anh ta là ai, giết con trai của tôi thì đừng hòng sống yên ổn. Ném anh ta xuống cho cá mập ăn đi. Còn những thành viên khác của liên minh báo thù, không thể buông tha dù là một người. Sau đó, Nước Chiến Ưng bắt đầu truy tìm và tiêu diệt liên minh báo thù. Điều này khiến cho bọn người còn sống của liên minh báo thù vô cùng tuyệt vọng. Đi tới đâu cũng bị đánh giết. Liên minh báo thù thật sự phải diệt vong rồi. Hiểu lầm giữa nước Lạc Việt và Nước Chiến Ưng cũng đã được giải trừ, Vincent nhị thế chỉ có thể rời khỏi đây. Diệp Lâm Quân nghe được tin tức Hắc Long bị giết thì cười một cái rồi quay về Giang Bắc. Đi về nhà tổ của họ Lý. Ở trước cổng, Hoàng Thanh Phong đang ngồi xổm với vẻ mặt vừa căng thẳng vừa phức tạp. Anh ta nhìn thấy Diệp Lâm Quân về thì sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Diệp Lâm Quân cũng không để ý tới Hoàng Thanh Phong mà đi thẳng vào trong nhà tổ của họ Lý. Hoàng Thanh Phong vội vàng đi theo. Trong phòng. Ba ơi! Bé Quân nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì vội vàng nhào tới. Bé Quân đừng sợ, có ba đây rồi. Diệp Lâm Quân ôm bé Quân vào lòng rồi anh còn nói không cho môn phiệt Tây Đường nhúng tay vào. Nếu không phải là có bọn họ thì có thể cứu được con bé về chắc. Đúng thế, mọi chuyện đều là vì có Thục Thiên Vương. Nếu không phải có ngài ấy thì có lẽ bây giờ bé Quân vẫn còn ngập trong nguy hiểm đói. Mấy người Lý Tử Nhiệm nhìn về phía Diệp Lâm Quân với vẻ oán trách. Anh rất bất ngờ. Hóa ra là do Hoàng Thanh Phong ôm bé Quân về nên mọi người đều tưởng rằng là do anh ta cứu. Lúc này Hoàng Thanh Phong cũng đi vào phòng. Chị Oánh vừa thấy anh ta thì bà nói ngay lập tức, Hạo Quân mau cảm ơn Thục Thiên Vương đi. Con dập đầu cảm ơn cũng là điều nên làm. Đúng vậy, mau dập đầu nói lời cảm tạ đi. Thục Thiên Vương cực khổ lắm mới có thể cứu bé Quân về cho anh, nếu không dập đầu nói lời cảm tạ đều không có lòng thành. Nhanh lên! Nếu không phải là có Thục Thiên Vương thì bây giờ thằng nhóc cậu đây có muốn khóc cũng chẳng khóc được. Mấy người Lý Hồng Thái cũng thúc giục. Lý Tử Nhiệm cũng nói một cách rất nghiêm túc,
Hạo Quân, anh mau xin lỗi Thục Thiên Vương đi, sau này cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta. Chúng ta nhất định phải báo đáp. Bé Quân, đây cũng là một bài học mẹ dạy cho con. Phải cảm ơn và báo đáp người có ơn với mình. Lý Tử Nhiệm quay đầu lại nói với bé Quân. Rõ ràng là ba mà. Bé Quân vừa định nói cái gì đó thì đã bị bà cụ phía sau ngắt lời. Mau nói đi, nếu không phải là có Thanh Phong thì sợ rằng bây giờ bé Quân cũng chẳng có ở đây đâu, bà cụ nói với vẻ thúc giục. Không phải cậu đi cứu bé Quân à? Sao rồi, cứu được ai chưa? Nhìn Thục Thiên Vương đi kìa, chưa tới 2 tiếng đã ôm cô bé về rồi. Những người khác, ví dụ như Lý Hồng Thắng cũng mượn cơ hội này mà chỉ trích Diệp Lâm Quân. Bởi vì có Thục Thiên Vương nên đã tạo thành một sự chênh lệch với Diệp Lâm Quân. Mà sắc mặt của Thục Thiên Vương, tiêu điểm của đám người lại vô cùng khó coi. Mọi người nói thêm một câu thì sắc mặt của anh ta lại khó coi hơn một chút, thời gian dần trôi, đầu của Thục Thiên Vương sắp cúi đến nỗi chạm đất rồi, anh ta chỉ hận không đào được cái động mà úp mặt vô đó. Hoàng Thanh Phong cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thế này. Mọi người cứ cho rằng là anh ta đã cứu được bé Quân. Lại còn ép Diệp Lâm Quân tới trước mặt anh ta đập đầu mà cảm ơn. Anh ta vô cùng sợ hãi. Không có chuyện gì, không cần cảm ơn đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Thục Thiên Vương nói với vẻ mặt cay đắng, bắp chân vẫn còn đang run rẩy. Thanh Phong khiêm nhường quá tôi, rõ ràng đã cứu được bé Quân còn giả vờ như là không liên quan tới mình. Đức tích khiêm tốn này có thể khiến cho Thanh Phong đi càng xa hơn. Bà cụ khen ngợi. Nhân phẩm của Thanh Phong quá tuyệt vời rồi. Lúc trước anh em của cậu ấy vì Diệp Lâm Quân mà chết, bây giờ cậu ấy còn cứu con giúp Diệp Lâm Quân. Chủ yếu là Thanh Phong quá mạnh rồi cho nên cậu ấy cho rằng chuyện nhỏ như cứu người không đáng nhắc tới, vậy mới cho rằng không có liên quan gì tới cậu ấy. Mọi người đều hiểu nhầm ý của Thục Thiên Vương rồi. Anh ta tức tới nỗi muốn hộc máu. Các người, đâu phải là tôi cứu người đâu chứ. Xin mọi người đừng nói nữa, ồ sao lại nói chẳng thèm ngừng vậy chứ. Thầy tôi sắp muốn giết tôi luôn rồi đây này. Trên mặt của Thục Thiên Vương tràn ngập sự đau khổ. Nhất định phải cảm ơn, sao có thể không cảm ơn chứ. Diệp Lâm Quân cậu đứng đó làm gì, mau quỳ xuống đi chứ. Đúng thế, chúng tôi muốn nhìn cậu dập đầu cảm ơn với Thục Thiên Vương. Tất cả mọi người đều đang thúc giục Diệp Lâm Quân xin lỗi. Thục Thiên Vương nhìn thấy bọn họ làm như thế thì sốt ruột tới nỗi không thể hít thở được. Anh ta nhìn bóng lưng của Diệp Lâm Quân mà toát cả mồ hôi lạnh, bắp chân run lên, đôi môi trắng bệch. Xin các người đó, mau ngậm miệng lại đi. Tôi đã nói là không cần phải cảm ơn rồi cơ mài. Thục Thiên Vương sắp khóc rồi. Hạo Quân, anh mau nói cảm ơn đi, người ta cứu được bé Quân mài. Lý Tử Nhiệm cũng lên tiếng thúc giục. Đột nhiên Diệp Lâm Quân nở một nụ cười rồi nói, tôi dám nói lời cảm tạ, anh ta dám nghe chắc. Thục Thiên Vương đứng đằng sau sợ tới nỗi run rẩy cả người. Mình có dám đâu. Cho dù cho anh ta thêm 10 lá gan thì anh ta cũng không dám. Nhưng câu nói này của Dương Hạo Quân đã khiến cho mấy người khác tức giận. Diệp Lâm Quân, anh nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là anh dám cảm ơn ngài ấy không dám nghe? Cái thứ vong ân phụ nghĩa. Người ta cứu được con gái anh thì anh không nên cảm ơn à? Hạo Quân, đây là vấn đề lễ phép tối thiểu nhất, cậu ấy cứu bé Quân thì anh phải cảm ơn chứ. Lý Tử Nhiệm và Chí Oanh đều nhìn về phía Diệp Lâm Quân với ánh mắt thất vọng. Trong suy nghĩ của bọn họ thì cho dù thế nào Diệp Lâm Quân cũng nên cảm ơn. Đây là điều cơ bản nhất. Nhất định phải nói cảm ơn. Diệp Lâm Quân đến đây, quỳ xuống dập đầu cảm ơn Thanh Phong ngay lập tức. Bà cụ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân với vẻ nghiêm túc. Quỳ xuống, dập đầu, nói cảm ơn. Mấy người khác cũng nói theo. Tô Thục Thiên Vương sợ tới nỗi nói cả lăm luôn rồi. Đây là đang muốn giết mình mà. Được thôi, vậy tôi nói cảm ơn. Diệp Lâm Quân nói xong rồi từ từ quay người lại, ánh mắt anh nhìn về phía Thục Thiên Vương. Khiến cho Hoàng Thanh Phong run lẩy bẩy vì sợ, suýt chút nữa là quỳ gối xuống đất. Cảm ơn cũng được, chúng ta đi ra ngoài là được rồi, đừng làm phiền bé Quân nghỉ ngơi. Thục Thiên Vương suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Không, chúng tôi muốn nhìn Diệp Lâm Quân quỳ gối dập đầu trước mặt ngài mà nói lời cảm ơn. Đương nhiên là đám Lý Hồng Thắng không cho. Đột nhiên Hoàng Thanh Phong lại nổi giận, sao? Bây giờ không xem lời tôi nói ra gì rồi đúng không?
tôi phải nghe lời các người đúng không? Những gì mà Hoàng Thanh Phong khiến cho tất cả mọi người rất sợ hãi. Không dám, chúng tôi không dám. Đám người kia vội vàng nép sang một bên, không dám nói xem gì. Bao gồm cả bà cụ. Dù sao đây chính là cửu đại thiên vương cơ mà. Vậy thì đi ra ngoài, Diệp Lâm Quân nói với vẻ mặt u ám, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Các người nói xem thiên vương muốn làm cái gì thế? Tại sao tôi cứ thấy có cái gì là lạ ấy nhỉ? Trương Phúc Long nói với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt của bà cụ đưa tới, bà ta nói, im đi, các người mà cũng có tư cách phỏng đoán ý nghĩ của Thanh Phong à. Bây giờ thì mọi người mới ngậm miệng không muốn nói câu nào. Sau khi hai người đi tới bên ngoài, Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm vào Hoàng Thanh Phong với vẻ mặt u ám, chuyện gì thế hả? Giải thích đi. Thầy ơi, con xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của con. Là con. Hoàng Thanh Phong trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Lâm Quân mà nói. Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Còn Lý Tử Nhiệm thì im lặng mà nghe. Thật ra anh cũng có thể tha thứ cho Hoàng Thanh Phong. Chỉ là ý Idrima anh ta đang ngồi quá cao. Vị trí này không cho phép họ tạo thành sai lầm dù chỉ là một chút. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cả đất nước này lâm vào nguy hiểm. 9 đứa học trò đều rất có năng lực. Nhưng về mặt xử lý các công việc thì vẫn còn hơi kém. Trước kia Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ tới chuyện này. Thầy ơi, bây giờ con sẽ đi nói cho mọi người biết chuyện thầy đã cứu bé Quân về, Hoàng Thanh Phong nói. Không cần, ai cứu cũng không quan trọng. Huống chỉ tôi muốn về làm một người bình thường, không muốn gây nên quá nhiều phiền phức như thế. Diệp Lâm Quân trả lời. Con có lỗi với thầy, con dập đầu xin lỗi thầy. Hoàng Thanh Phong vội vàng dập đầu. Ngay lúc đó, cách đây không xa có mấy người đang vây xem. Chỉ là bọn họ đứng hơi xa, lại cộng thêm trời đã tối nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen. Một bóng đen đang quỳ trên mặt đất rồi dập đầu với bóng đen khác. Bọn họ không nghe được hai người nói cái gì mà chỉ nghe được tiếng dập đầu thùng thùng. Nhưng hình ảnh này rơi vào mắt bọn họ thì bọn họ tự hiểu thành. Bóng đen đang quỳ là Diệp Lâm Quân, người đứng là Hoàng Thanh Phong. Diệp Lâm Quân đang quỳ rồi dập đầu với Hoàng Thanh Phong để nói lời cảm ơn. Sau khi xem hết cảnh này thì mấy người Lý Hồng Thắng vội vàng chạy về chỗ của bà cụ. Sao rồi, Diệp Lâm Quân nói cảm ơn chưa? Bà cụ hỏi. Diệp Lâm Quân đã dập đầu nói cảm ơn rồi, chúng con tận mắt nhìn thấy. Nhất Phú Kiên Vương mọi người nghe thấy Lý Hồng Thắng nói thế thì đều gật đầu. Xem ra Diệp Lâm Quân vẫn hiểu lý lẽ. Dập đầu cảm ơn rồi thì chúng ta cũng yên tâm, mọi người nhao nhao cười nói. Lý Tử Nhiệm cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù đối với Diệp Lâm Quân thì quỳ xuống là một chuyện rất khó. Làm mất đi lòng tự trọng của anh. Nhưng vì bé Quân, nhịn nhục một chút cũng chẳng là gì cả. Dập đầu cảm ơn cũng không có gì. Yên tâm đi, sau này cuộc sống sẽ từ từ bào mòn góc cạnh của Diệp Lâm Quân. Bà cụ cười cười rồi nói. Lý Tử Nhiệm và Chí Oanh liếc nhìn nhau rồi thở dài một hơi. 2-3 năm nay có rất nhiều thay đổi. Trước kia Diệp Lâm Quân vẫn còn là chiến thần Côn Luân cao quý, vô địch thế giới. Nhà họ Diệp vẫn là gia tộc đứng đầu, không ai có thể lau chuyển. Nhưng hôm nay, sau khi các thế lực lớn bí ẩn đều đi ra ngoài, tông sư đi đầy đất. Nhất Phú Kiên Vương và Cửu Đại Thiên Vương đều đã xuất hiện. Diệp Lâm Quân không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Thời đại thay đổi quá nhanh. Nhưng bọn họ không biết rằng người dẫn dắt thời đại này vẫn còn là Diệp Lâm Quân. Anh vẫn luôn dẫn đầu thời đại. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hoàng tử Vincent thì vệ binh Viêm Long bắt đầu điều tra là ai đã ghi chép lại chứng cứ liên minh báo thù làm chuyện này. Cuối cùng Thục Thiên Vương đứng ra thừa nhận mọi thứ, nói là chính anh ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Mọi chuyện đều là mưu kế của anh ta. Đương nhiên là Hoàng Thanh Phong không nói về đoạn mà mình và Hắc Long giao dịch. Lúc trước Chấn Thiên Điện tung chứng cứ ra cũng đã xóa đoạn này đi rồi. Chính là phòng ngừa có càng nhiều người biết được thân phận của Diệp Lâm Quân. Vệ binh Viêm Long khen ngợi Thục Thiên Vương. Anh ta hóa giải nguy cơ của đất nước thì không nói, còn bắt được liên minh báo thù, làm cho liên minh báo thù bị tiêu diệt hoàn toàn. Lạc Việt thưởng cho Thục Thiên Vương một tấm huân chương Viêm Long. Đây là huân chương cấp cao nhất. Trong lúc nhất thời, Thục Thiên Vương trở thành người nổi tiếng nhất trong Cửu Đại Thiên Vương.
trở thành người mà dân chúng vô cùng kính trọng. Thục Thiên Vương nhận lấy tất cả mọi thứ, đây là mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân, anh ta không thể không nhận. Trước đó, Diệp Lâm Quân bồi dưỡng ra được Cửu Đại Thiên Vương thì những người biết chuyện đều có chút nghi ngờ. Bọn họ đang do dự rằng Cửu Đại Thiên Vương có thể gánh được trách nhiệm này không? Nhất là thay Nhất Phú Kiên Vương làm những chuyện anh đang làm, bây giờ xem ra sự lo lắng này chỉ là thừa thải mà thôi. Bọn họ hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn có thể làm thay Diệp Lâm Quân. Điều này khiến cho đội trưởng Viêm Long thở dài một hơi. Dù lần này kẻ địch biết được Nhất Phú Kiên Vương đã rút lui nhưng cũng không sợ nữa rồi. Nhất Phú Kiên Vương là có thể thay thế được. Đúng rồi, công pháp của anh ta là sao vậy? Đã điều tra được chưa? Vệ binh Viêm Long vẫn đang điều tra công pháp của Diệp Lâm Quân. Điều tra ra được rồi, phân tích ra được công pháp của Nhất Phú Kiên Vương này không phá thì không xây được, cụ thể là... Thần kỳ đến thế à? Đám người nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách anh ta càng ngày càng mạnh, ngay cả Bắc Ma cũng chẳng phải là đối thủ của anh ta. Nhưng cũng tốt, anh ta đã bồi dưỡng Cửu Đại Thiên Vương cho Lạc Việt này. Vương Định đột nhiên nói, các người có từng nghĩ tới việc bồi dưỡng ra càng nhiều Nhất Phú Kiên Vương cho Lạc Việt không? Ý anh là, tôi hiểu ý anh rồi. Đám người kia gật đầy. Ý của Vương Định rất đơn giản. Đó là lấy công pháp kia ra để bồi dưỡng ra càng nhiều chiến sĩ giống như Diệp Lâm Quân. Ý kiến hay đấy. Không cần nhiều, ba người như Diệp Lâm Quân cũng đủ rồi. Khi đó chắc chắn Lạc Việt ta sẽ vô định toàn thế giới. Ai dám xem thường nữa chứ? Dường như tôi đã nhìn thấy hình ảnh đất nước ta vô địch. Sau khi bọn họ nghĩ tới đây thì đều than thở thán phục. Bọn họ bắt đầu để ý tới công pháp của Diệp Lâm Quân. Vấn đề mấu chốt là Diệp Lâm Quân có bảng lòng giao công pháp đó ra không? Có người đưa ra câu hỏi. Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ Diệp Lâm Quân đang sống dưới thân phận của người bình thường, lúc Vincent nhị thể ép buộc thì anh ta cũng không lấy ra, tôi thấy không ổn rồi. Quá khó, bỏ qua việc cống hiến cho Lạc Việt tới mức này không nói. Công pháp này là vốn liếng của anh ta, trong đương với mạng sống của anh ta. Diệp Lâm Quân có thể giao ra chắc. Nhất là bây giờ anh ta chỉ là một người bình thường, chắc chắn cần cái này để đứng thẳng. Quá khó rồi, chúng ta phải nghĩ cách. Lúc vệ binh Viêm Long đang dòm ngó công pháp của Diệp Lâm Quân thì ở nước Chiến Ưng cũng như thế. Nhất là sau khi Hắc Long khuếch đại công pháp này lên thì mọi người lại càng cảm thấy hứng thú. Đã điều tra được rồi, Diệp Lâm Quân đã vứt bỏ thân phận Nhất Phú Kiên Vương trở thành một người bình thường, không tham gia bất cứ công việc gì của Lạc Việt. Lần này nếu không phải là do Hắc Long khiêu khích quá đáng thì chắc chắn anh ta sẽ không ra tay. Bộ phận tình báo của nước Chiến Ưng thuộc về hạng số một thế giới, thậm chí cái này họ cũng tra ra được. Cái gì cơ, bây giờ Diệp Lâm Quân đã là người bình thường, còn bị một số người ở Lạc Việt làm tổn thương u. Trời cũng giúp ta rồi, một quản lý cấp cao của nước Chiến Ưng vừa cười vừa nói. Sao thế, những người khác nghe thế thì đều nhìn lại. Lạc Việt không cần anh ta thì chúng ta cần. Người như thế chúng ta không thể từ bỏ được, phải để anh ta gia nhập vào nước Chiến Ưng. Thăng quan tiến tước cho anh ta, khiến cho anh ta giàu nứt đố đổ vách. Người này vừa cười to vừa nói. Hóa ra nước Chiến Ưng muốn mời Diệp Lâm Quân tới. Mau đi sắp xếp chuyện này đi, nhớ là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mời Diệp Lâm Quân gia nhập cho bằng được. Chuyện Diệp Lâm Quân là Nhất Phú Kiên Vương cũng bị một số nước khác biết. Cho dù là vô cùng ít. Một ngày kia, Diệp Lâm Quân vừa đón bé Quân đi học về thì đột nhiên có một chiếc Rolls Royce dừng lại bên cạnh anh. Anh Quân, chúng tôi đến từ nước Chiến Ưng, cấp trên của chúng tôi muốn gặp anh, mời anh đi. Có một cô gái tóc vàng mắt xanh bước từ trên xe xuống. Diệp Lâm Quân nghe thấy là nước Chiến Ưng thì đồng ý. Rất nhanh sau đó, những người này đã dẫn anh tới một trang viên. Chào anh Quân. Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Heman, thủ lĩnh của quân đoàn Hoàng gia nước Chiến Ưng. Một người đàn ông da trắng với thân hình cao lớn cười, nói. Vào thẳng vấn đề chính đi, Diệp Lâm Quân nói thẳng. Heman biểu đạt ý mời chào của mình, bọn họ dùng một điều kiện vô cùng hậu hĩnh. Muốn bao nhiêu đất đai có bấy nhiêu đất đai. Tiền tài, muốn giàu ngang quốc gia cũng được. Nếu như muốn được phong vương, hưởng thụ sự cung phụng như hoàng thất cũng được. Điều kiện đủ hấp dẫn đấy, nhưng tôi từ chối.
Diệp Lâm Quân tôi cho dù làm người bình thường nhưng cũng từng là chiến sĩ của Lạc Việt, bảo tôi đi làm việc cho người nước ngoài là chuyện không thể nào. Diệp Lâm Quân trực tiếp từ chối. Hermam cười cười rồi nhìn bé Quân, chẳng lẽ anh Quân không suy nghĩ cho người nhà của mình một chút ư? Cút, tôi ghét nhất là uy, hiếp, các người dám đến đụng vào người nhà của tôi thì tôi sẽ để cho các người đi chết. Diệp Lâm Quân buông lời cảnh cáo. Sau đó nước chiến ưng lại dùng các cách khác đến mời chào Diệp Lâm Quân nhưng đều bị anh từ chối. Không chỉ có thế, quốc gia hay thế lực khác cũng đều dùng những điều kiện trên trời để mời chào Diệp Lâm Quân. Nhưng đều đã bị Diệp Lâm Quân từ chối. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã có vài chục quốc gia tìm tới Diệp Lâm Quân để đưa cành ô liu. Tất nhiên là người bình thường không biết chuyện này. Nhưng những người như vệ binh Viêm Long thì biết rất rõ. Bọn họ vội vàng mở một cuộc họp để nghiên cứu chuyện này. Không ổn rồi, không ổn rồi. Lỡ đâu Diệp Lâm Quân bị nước khác mời gọi thì chính là một cuộc tai nạn đối với Lạc Việt. Từ trên xuống dưới vệ binh Viêm Long đều rất luống cuống. Dù sao Diệp Lâm Quân bây giờ quá nổi tiếng, ai ai cũng muốn mời chào. Điều kiện quá tư là hấp dẫn, khiến cho bất cứ ai đều rung động. Vương Định vội vàng nói, nếu như là lúc trước thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Trước kia Diệp Lâm Quân quyết tâm cúc cung tận tụy cống hiến cho Lạc Việt cho đến khi chết thì mới dừng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Lần trước xảy ra chuyện kia đã khiến cho anh ta cảm thấy lạnh lòng, thậm chí có khi còn hận chúng ta. Nhất là bây giờ anh ta là người bình thường, chắc chắn sẽ càng thêm khát vọng quyền lợi tiền tài, anh ta rất khó kiên trì dưới những điều kiện như thế này. Mọi người nghe Vương Định phân tích thì đều cảm thấy đúng. Lỡ đâu Diệp Lâm Quân không chịu được sự dụ dỗ và mời gọi của những quốc gia hay thế lực khác mà gia nhập vào bọn họ thì sẽ gây nên sự thay đổi rất lớn về thế trận trên thế giới. Là một sự đả kích rất lớn với Lạc Việt. Thứ nhất, Diệp Lâm Quân quá mạnh. Trước mắt còn chưa có ai mạnh tới nỗi có thể chống lại anh. Thứ hai, Diệp Lâm Quân hiểu rất rõ về nội bộ Lạc Việt. Nếu như anh đi về phía thế lực đối lập thì Lạc Việt sẽ không còn sức mà đánh lại. Cho dù Diệp Lâm Quân không bao giờ phản bội Lạc Việt nhưng trong suy nghĩ của những người khác thì chuyện này chẳng khác nào là một tai họa ngầm. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, bọn họ vừa nghĩ tới chuyện này thì đều chảy cả mồ hôi lạnh. Tôi tin vào nhân phẩm của Diệp Lâm Quân. Anh ta sẽ không lung lay trước những điều kiện này. Tôi cũng thết mọi người đều nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị tin tưởng vào nhân phẩm của Diệp Lâm Quân. Tôi biết các anh đang nghĩ gì, tôi cũng tin tưởng anh ta nhưng đây là một tai họa ngầm. Một khi tai họa ngầm tồn tại thì cho dù chỉ một ngày cũng là sự uy hiếp đối với Lạc Việt. Ví dụ như đối phương dùng vợ con Diệp Lâm Quân để uy hiếp anh ta thì sao? Đây không phải là chuyện không thể xảy ra, như thế sẽ rất nguy hiểm. Cho dù như thế nào thì câu nói này vẫn rất có lý. Chúng ta không thể xử trí theo cảm tính, chúng ta phải suy nghĩ cho tất cả mọi người. Phải diệt trừ tai họa ngầm, phòng ngừa bất cứ nguy hiểm nào. Đồng ý, mọi người thương lượng nên làm thế nào cho phải. Sau khi bàn bạc xong thì người đầu tiên phát biểu, thứ nhất, thông qua sự kiện Hoàng tử Vincent này đã kiểm tra ra được năng lực của cửu đại thiên vương, bọn họ có thể thay thế được nhất phủ thiên vương. Thứ hai, công pháp của Diệp Lâm Quân cũng đã được chứng thực, chỉ cần lấy được công pháp thì chúng ta có thể bồi dưỡng ra được ít nhất 3 người như anh ta. Cuối Hy Ung tổng kết lại là Lạc Việt đã có thể hoàn toàn từ bỏ Diệp Lâm Quân. Đồng ý. Chúng tôi cũng đồng ý. Sau khi bàn bạc thì bọn họ phát hiện thật sự có thể từ bỏ Diệp Lâm Quân rồi. Có cửu đại thiên vương và công pháp để bù đắp chỗ trống, thậm chí còn mạnh hơn một mình Diệp Lâm Quân. Vậy Diệp Lâm Quân thì sao? Lỡ anh ta bị nước khác mời chào thì làm gì bây giờ? Có người hỏi thăm cách giải quyết Diệp Lâm Quân. Thực lực của Diệp Lâm Quân quá mạnh, lỡ một ngày nào đó anh ta không hài lòng thực trạng thì đó chính là tai nạn chấm CSO chúng ta. Vì phòng ngừa loại tai nạn này xảy ra thì chỉ có thể để cho Diệp Lâm Quân thật sự trở thành người bình thường mà thôi. Làm thế nào? Những người khác vội vàng nhìn tới. Người bình thường thì không có võ công. Thứ nhất, chúng ta để Diệp Lâm Quân giao công pháp ra. Thứ hai, chúng ta để Diệp Lâm Quân tự hủy võ công, cả đời này cũng không được sử dụng. Chỉ có như thế thì Diệp Lâm Quân mới có thể trở thành một người bình thường thật sự, cũng giải quyết tai họa ngầm của Lạc Việt một cách dễ dàng. Có lẽ chuyện này đối với Diệp Lâm Quân có hơi tàn nhẫn nhưng vì tương lai của Lạc Việt thì chúng ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tôi nghĩ Diệp Lâm Quân chắc cũng sẽ hiểu,
không phải anh ta muốn làm người bình thường sao, chúng ta chiều theo ý anh ta. Mấy ngày nay luôn có người của nước Chiến Ưng và mấy nước khác tìm tới cửa. Đây không phải là chuyện tốt. Chắc chắn sẽ có người cho là mình không chịu được điều kiện mê người mà phản bội Lạc Việc. Đây cũng là tai họa ngâm. Diệp Lâm Quân cũng đã dự đoán được vệ binh Viêm Long sẽ đến. Chuyện công pháp cũng đã không còn là bí mật, anh sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Bao gồm cả vệ binh Viêm Long. Trước kia không biết, bây giờ biết thì chắc chắn sẽ có hành động. Dù sao bây giờ mình chỉ là người bình thường, bọn họ cần tìm người tới thay thế mình. Nhất là khi thấy Thục Thiên Vương giải quyết chuyện này. Bọn họ cho rằng Cửu Đại Thiên Vương có thể thay thế mình, lại thêm công pháp nên có thể hoàn toàn từ bỏ Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười. Đáng tiếc là bọn họ lại không biết rằng người xử lý chuyện này là anh. Nếu anh đã quyết định làm người bình thường thì dứt khoát một chút. Nếu không thì anh không thể nào thoát được vòng tròn này đâu. Vương Định khuyên. Nhâm Kiêu Phàm đứng bên cạnh bổ sung. Đúng, chỉ có anh thật sự trở thành một người bình thường thì cuộc sống của anh mới trở nên êm ả được. Những phiền phức kia cũng sẽ biến mất. Diệp Lâm Quân cười cười rồi hỏi, cho nên các người muốn tôi giao công pháp ra đúng không? Ừ không sai, mặt khác anh cũng tự phế võ công đi. Diệp Lâm Quân vừa nghe thấy câu này thì ngẩn người. Còn muốn tự phế võ công của mình ư? Ha ha hai, rất nhanh sau đó Diệp Lâm Quân ngửa mặt lên trời cười to. Cũng triệt để thật đấy. Trách không được mình phải làm một người bình thường. Người bình thường nào biết võ công? Chính anh cũng hiểu bây giờ các nước đều đang mời chào anh. Lỡ đâu anh không chịu được điều kiện quá hấp dẫn hoặc là người nhà của anh gặp được uy hiếp thì đó đều là tai nạn đối với Lạc Việt. Biện pháp duy nhất đó chính là để anh trở thành một người bình thường thật sự, anh không có giá trị thì sẽ không ai tới làm phiền anh nữa. Hy vọng anh hiểu cho, chúng tôi muốn trốn tránh bất cứ nguy hiểm nào. Đây cũng coi như là sự cống hiến cuối cùng anh làm cho Lạc Việt. Đám người nói xong rồi nhìn về phía Diệp Lâm Quân với vẻ mong đợi. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười đắng chát rồi nhìn về phía bọn họ. Đây là ý kiến của tất cả mọi người sao? Diệp Lâm Quân hỏi. Đây là ký tên và dấu vân tay của tất cả mọi người. Vương Định đưa danh sách tới. Diệp Lâm Quân nhìn lướt qua, tất cả nhân viên của VA Loric đều ấn chấm TAY, vào đó. Không phải là giả, như thế cũng phù hợp với phong cách của vệ binh Viêm Long. Sự tồn tại của bọn họ chính là diệt trừ tất cả các nguy hiểm và tai họa ngầm của Lạc Việt. Chỉ là mình không ngờ rằng mình cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Nếu các người đều nghĩ như vậy thì có lý do gì tôi không đồng ý chứ? Công pháp, tôi sẽ giao, võ công, tôi cũng phế, Diệp Lâm Quân đồng ý. Phù, đám người kia thở phào một hơi. Cuối cùng Diệp Lâm Quân cũng đã giao công pháp này ra. Công pháp này là do Diệp Lâm Quân lấy được ở ngục giam. Bề mặt khô cric, trang, giấy bị hư hao nghiêm trọng. Đám người kia kiểm tra nửa ngày trời mới xác định được đây là thật. Tự phế võ công Diệp Lâm Quân vừa dứt lời thì trong cơ thể của anh vang lên tiếng nổ. Khóe miệng của anh có máu tươi tràn ra. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói, bây giờ các người hài lòng chưa? Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm liếc nhau một cái rồi nháy mắt với mấy người đằng sau. Lập tức có người tiến lên. Xin lỗi. Mấy cao thủ đi tới điểm huyệt của Diệp Lâm Quân, phá hủy toàn bộ kinh mạch của anh. Điều này có nghĩa là cả đời này Diệp Lâm Quân sẽ không thể luyện võ nữa, chỉ có thể làm một người bình thường, thậm chí là một kẻ vô dụng. Diệp Lâm Quân phun ra một búng máu, anh đưa tay lau rồi nở một nụ cười, tôi sẽ nhớ kỹ cái ngày này. Chúc mừng anh đã quay về làm người bình thường, sau này sẽ không còn ai làm phiền anh nữa. Mấy người Phan Bá Vũ lấy được công pháp thì rất hào hứng. Đặc biệt bây giờ kinh mạch của Diệp Lâm Quân đã bị phong ấn, không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Diệp Lâm Quân cười khổ, vì Lạc Việt, tôi bằng lòng trao ra tất cả. Không hổ thẹn với lòng, tôi cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Lạc Việt càng trở nên tốt đẹp. Hy vọng các người có thể giúp Lạc Việt vùng dậy một lần nữa. Diệp Lâm Quân lại gọi điện cho người duy nhất ngoại trừ anh biết Trấn Thiên Điện ở đâu. Anh cũng đã giao Trấn Thiên Điện ra. Đã trở lại làm người bình thường. Thế thì làm cho triệt để, từ nay về sau, Diệp Lâm Quân anh không còn gì cả. Hạo Quân.ans sao thế? Sau khi mấy người Lý Từ Nhiệm trở về, nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lâm Quân, toàn bộ đều bị kinh ngạc. Diệp Lâm Quân mỉm cười, không sao,
chỉ là sau này anh lại biến thành một người bình thường rồi. Đó chẳng phải tốt hơn sao? Em hy vọng cả nhà chúng ta có thể giống như những gia đình bình thường khác. Lý Tử Nhiệm ôm lấy Diệp Lâm Quân. Hơn nữa, chúng ta có môn phía Tây Đường làm chỗ dựa, có bọn họ bảo vệ cho chúng ta sẽ không bị ai ăn hiếp. Chuyện bé Quân được Thục Thiên Vương cứu về, em đã biết rồi. Diệp Lâm Quân chỉ cười. Bây giờ anh thật sự đã buông bỏ mọi thứ rồi. Sau khi vệ binh Viêm Long lấy được công pháp, lập tức đưa vào kế hoạch. Đầu tiên phải chiêu mộ 100 thiên tài khắp Lạc Việt, để làm hạt giống bồi dưỡng. Chủ yếu là luyện tập những công pháp đó của Diệp Lâm Quân. Cái gọi là không phá thì không xây được. 100 thiên tài này, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm chính là tự phế. Xin lỗi thầy, con đã giao công pháp ra mà không có sự cho phép của người. Diệp Lâm Quân lại dập đầu một cái. Ông lão thốt ra giọng nói già côi, tôi đã nói tôi không phải là thầy của cậu, công pháp là cậu nhặt được, không liên quan gì đến tôi. Diệp Lâm Quân không hiểu, tại sao ông lão này không chịu thừa nhận mối quan hệ với mình chứ? Tuy nhiên thái độ như thế này cũng ông lão cũng tự mình nói rõ. Vệ binh Viêm Long đã kiểm tra nhà tù này. Cuối cùng có được kết luận, Diệp Lâm Quân là ở nơi này nhặt được công pháp, không liên quan gì đến những người khác. Cho dù như thế nào, thầy vẫn là ân sư của con. Diệp Lâm Quân tiếp tục quỳ lạy. Tùy cậu vậy, ông già lạnh lùng nói. Đối với Diệp Lâm Quân mà nói, ông lão này là vô cùng thần bí. Rõ ràng ông ấy có thể rời khỏi nhà tù từ lâu, nhưng tại sao vẫn cứ tiếp tục ở lại đây? Chỉ có điều, chuyện này Diệp Lâm Quân không dám hỏi tới. Còn gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì thì mau đi đi. Ông lão mất kiên nhẫn nói. Thầy, từ bây giờ trở đi, con sẽ quay lại làm một người bình thường như lúc trước. Con muốn đón thầy ra ngoài, chăm sóc thầy. Diệp Lâm Quân nói một cách nghiêm túc. Trước đây anh có địa vị cao quý nên không dám nghĩ đến những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn làm một con người bình thường, cũng mong muốn có thể đón ông lão về chăm sóc. Cậu làm người bình thường? Không thể nào. Ông lão đột nhiên nói. Hửm, Diệp Lâm Quân sửng sốt. Cả đời này của cậu đã định không thể nào làm một người bình thường được, tiếp theo đây cậu sẽ gặp họa đẫm máu. Ông lão nói. Phụt, cơ thể Diệp Lâm Quân run rẩy. Bản thân gặp họa đẫm máu sao? Diệp Lâm Quân dường như nghĩ đến gì đó, lập tức phản ứng lại. Anh quả thật sắp gặp nguy hiểm. Kẻ thù không ít mà. Nhưng hiện giờ anh đã trở thành một phế nhân. Kinh mạch toàn thân đều bị phong bể hoặc phá hủy. Cho dù có công pháp phá đi xây lại thì cũng không làm gì được. Bởi vì kinh mạch luyện võ đã bị hủy hoại toàn bộ. Đây không còn là vấn đề phá hay không phá nữa, mà là kinh mạch luyện võ đã không còn nữa. Căn bản không thể tu luyện. Vệ binh Viêm Long đã cân nhắc kỹ điểm này, vì thế sau khi Diệp Lâm Quân tự phế võ công, đã phái cao thủ phong bế kinh mạch của anh. Đảm bảo đời này Diệp Lâm Quân sẽ không thể tu luyện võ công được nữa, không còn mối đe dọa hay sự trả thù phát sinh. Suy cho cùng, vệ binh Viêm Long biết được công pháp phá đi xây lại mục đích là để ngăn Diệp Lâm Quân sử dụng chiêu thức này. Thế chẳng phải con chết chắc rồi sao? Diệp Lâm Quân tự hỏi. Bây giờ anh chỉ là một người bình thường, bất kỳ một cao thủ nào cũng có thể bóp chết được anh. Càng huống hồ, do ai ai cũng đều biết anh là người thường rồi, anh chết không sao cả. Anh không sợ. Nhưng anh chết rồi, mẹ, vợ và con anh biết phải làm sao. Anh không thể chết, anh phải sống. Nhưng phải làm gì bây giờ? Kinh mạch của anh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trước giờ anh chưa từng nghe nói có ai kinh mạch bị hủy hoại còn có thể luyện võ được. Chuyện này là không thể nào đâu. Tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực len lỏi trong trái tim anh. Ông lão gật đầu. Nhưng mà... Đột nhiên ông ấy lại mỉm cười. Nhưng mà cái gì? Diệp Lâm Quân có vẻ kinh ngạc. Có thể giúp cậu định hình lại kinh mạch. Ngay khi ông lão vừa nhả đến chữ cuối cùng, Diệp Lâm Quân vẫn chưa phản ứng lại. Sau đó, anh phát ra một tiếng kêu gào cuồng loạn thảm thiết. Diệp Lâm Quân dám thề, cả đời này anh chưa từng trải qua sự đau đớn kịch liệt như thế. Đau đến mức chết đi sống lại. Anh đã ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần, chịu không biết bao nhiêu vết thương đao kiểm, đối diện với cái chết cũng không nhớ rõ được mấy lần. Nhưng chưa lần nào, đau đớn như bây giờ. Không thể chịu nổi. Dù ý chí của Diệp Lâm Quân có mạnh mẽ, cũng xém chút không kiên trì nổi.
Diệp Lâm Quân kêu gào suốt 3 tiếng đồng hồ. Nhưng chuyện kỳ lạ là, hình như những người trong nhà tù không một tai nghe thấy tiếng la hét này. Diệp Lâm Quân bước ra khỏi nhà tù, khóe miệng nhếch lên, khí chất cả người của anh cũng không giống như lúc nãy. Ông lão đó giúp anh định hình lại kinh mạch không nói, còn giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ông ấy vẫn là câu nói đó, tôi không phải là thầy của cậu, đừng gọi bừa. Hôm nay tôi không có gặp cậu, cũng chẳng làm gì cả. Cuối cùng, ông lão cũng nhắc nhở. Diệp Lâm Quân không hiểu tại sao ông lão này cứ nhất quyết phải như thế. Nhưng trong lòng của anh đã thừa nhận ông ấy là thầy mình. Trong hai thời khắc đen tối nhất đời anh, đã giúp anh sống lại. Ân tình sâu như biển cả, có trả cả đời cũng không hết. Trên đường về, Diệp Lâm Quân mỉm cười. Các người không ngờ được chứ gì. Sức mạnh của Diệp Lâm Quân tôi hồi phục rồi, hơn nữa tôi còn mạnh hơn trước rất nhiều. Đừng nói là người khác, ngay cả chính Diệp Lâm Quân cũng không ngờ tới. Anh vẫn còn cơ hội này. Cũng may anh hiểu rõ tình ân sư như biển rộng muốn đến báo ân, nên mới có được kỳ ngộ như bây giờ. Ông trời luôn không bạc đãi người có lòng. Nhà tù Giang Bắc nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố. Diệp Lâm Quân đã đi được nửa chặng đường. Đột nhiên giữa đường xuất hiện 6 bóng đen đến mà không hề báo trước. Quả nhiên, là họa đổ máu. Đến cũng nhanh thật đấy. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Có vẻ như cậu không mấy bất ngờ khi nhìn thấy chúng tôi. Cả 6 người đều kinh ngạc nói. Chắc là người đứng sau Hắc Long. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Anh đã đoán ra được người muốn giết mình, chắc chắn là người đứng phía sau Hắc Long. Bởi vì lần trước mấy người đó đã yểm hộ cho. Hắc Long bỏ trốn, che giấu họa ngầm. Cái chết của Hắc Long, hung thủ thật sự chính là Diệp Lâm Quân. Ít ra những người đứng sau lưng Hắc Long cũng nghĩ như thế cho nên, bọn họ là đến để báo thù. Nếu cậu đã biết hết rồi, thế thì không cần sống làm gì nữa. Mấy người này vốn không muốn nói nhiều, trực tiếp thi triển sát chiêu. Chuyện Diệp Lâm Quân bị vệ binh Viêm Long phế kinh mạch bọn họ đều biết cả rồi. Chẳng qua chỉ là một người bình thường sức tay trói gà không chặt mà thôi. Xoẹt! Tên dẫn đầu, một đao hừng hực xông tới Diệp Lâm Quân. Keng! Rắc! Diệp Lâm Quân búng nhẹ ngón tay, thân đao liền bị gấy làm đôi. Cậu! 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 Mấy người họ kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Mọi người làm sao cũng không ngờ được võ công của Diệp Lâm Quân vốn không hề bị phế. Cậu ta vẫn còn võ công, tình báo sai rồi. Chúng ta rút. Mấy người chạy vắt chân lên cổ. Phập. Phập. Nhưng Diệp Lâm Quân hoàn toàn không cho họ cơ hội trốn thoát. Máu bắn ra như tên bắn. 6 người chết không kịp hối. Diệp Lâm Quân vốn không quan tâm bọn họ là yêu bây giờ anh đã rút lui rồi. Anh chỉ làm theo một nguyên tắc, đó là. Đừng động vào anh. Sau khi xử lý xong 6 tên này, Diệp Lâm Quân quay trở về nhà Lý Tử Nhiệm tò mò nhìn anh dò xét. Anh có vẻ khác đi rồi. Cuộc sống của người bình thường đúng là vui không kể xiết. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Lý Tử Nhiệm cũng không muốn nghĩ nhiều. Cuộc sống sau này cứ trôi qua yên bình. Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng được hưởng thụ sự yên tĩnh. Vào lúc này, kế hoạch của vệ binh Viêm Long cũng đang tiến triển nhanh chóng. Kế hoạch này có tên là Tiềm Long. Vệ binh Viêm Long rất tự tin về kế hoạch này. Ít nhất phải bồi dưỡng ra 5 nhất phũ kiên vương đặc biệt. 100 thiên tài làm hạt giống, trước tiên phải tự phế võ công, thậm chí thân thể có tàn phế. Đạt đến tiêu chuẩn của tự phá, sau đó sẽ tu luyện công pháp của Diệp Lâm Quân. Nhưng không biết là chuyện gì mà hàng trăm hạt giống thiên tài đó tu luyện công pháp một tháng, nhưng chẳng có lấy một chút hiệu quả. Đây là điều mà vệ binh Viêm Long không ngờ tới. Bọn họ đều làm theo, kỹ từng bước. Sao lại không có hiệu quả được chứ? 100 hạt giống này, đã được sàng lọc từ hàng ngàn hàng vạn người mới có thể chọn ra. Hơn nữa còn có giáo viên có chuyên môn đến hướng dẫn. Vốn dĩ không thể có sơ suất được. Chỉ có thể là do công pháp. Chẳng lẽ là Diệp Lâm Quân không giao ra công pháp thật sự sao? Thử nghiệm thêm một khoảng thời gian nữa đi. Vệ binh Viêm Long lại dành thêm 2 tháng nữa, tổng cộng là 3 tháng để kiểm tra. Kết quả chẳng có tác dụng gì, ngược lại hàng trăm hạt giống kia đều bị phế hết, sau cùng cũng không thể tiếp tục luyện võ được. Bởi vì thời gian tự phế đã rất lâu. Chắc chắn công pháp có vấn đề. Diệp Lâm Quân vốn không có giao ra công pháp thật.
có người đưa ra kết luận như vậy. Mọi người đều cho rằng vấn đề nằm ở công pháp mà Diệp Lâm Quân đưa cho. Chúng ta đều bị Diệp Lâm Quân lừa rồi, cậu ta không hề giao ra công pháp thật. Dự chắc là lấy công pháp phế phẩm ra dụ chúng ta. Tôi đã nói cậu ta không dễ gì giao ra công pháp thật mài. Mọi người vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc, kế hoạch Tiềm Long cũng tuyên bố thất bại. Chỉ 3 tháng mà đã tiêu hao không ít tiền của, vật chất, và nhân lực. Đều mất trắng cả rồi. Công sức nỗ lực của mọi người đều đổ sông đổ biển. Còn hàng trăm thiên tài cứ như thế mà bị tàn phế oan uổng. Người khởi xướng tất cả những điều này chính là Diệp Lâm Quân. Đi, đi gặp Diệp Lâm Quân hỏi cho rõ ràng. Ở biệt thự Giang Bắc. Nhìn đoàn người hung hãn, Diệp Lâm Quân lạnh lùng hỏi, các người ở đây làm gì? Mau đi đi, giờ tôi chỉ là một người bình thường. Cậu hay lắm Diệp Lâm Quân, trên tay toàn bài tốt nhỉ? Sao thế? Cậu vốn không giao ra công pháp thật sự. Công pháp của cậu chẳng có tác dụng gì cả. Hại chúng tôi tổn thất biết bao nhiêu thiên tài. Diệp Lâm Quân, tại sao cậu lại làm như thế? Cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi. Cậu biết 3 tháng nay chúng tôi đã tổn thất biết bao nhiêu không? Đây chính là sự đả kích nặng nề đối với Lạc Việt. Tất cả đều là tại cậu. Bị mọi người chỉ trích, Diệp Lâm Quân chỉ biết sững sờ. Công pháp có vấn đề. Bản thân anh đã giao công pháp ra rồi. Điều này có liên quan gì đến anh nữa chứ? Tôi đã giao công pháp mà các người cần, bộ công pháp này vốn dĩ tàn khuyết, tôi đã bổ sung đủ rồi. Cái giao cho các người là toàn bộ công pháp, Diệp Lâm Quân nói một cách nghiêm túc. Cậu bổ sung công pháp còn thiếu, rõ ràng là chính cậu động tay động chân vào mà. Chắc chắn là cậu động tay động chân, sau đó khiến cho hàng trăm thiên tài của chúng tôi biến thành phế nhân. Cậu phải giải thích chuyện này cho chúng tôi. Diệp Lâm Quân cau mày. Toàn thân toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo khủng khiếp. Tôi nói lại một lần nữa, công pháp mà tôi cho. Các người không có vấn đề, Diệp Lâm Quân nói. Không thể nào, công pháp không có vấn đề, tại sao không có ai luyện thành công? Chuyện này cậu nhất định phải giải thích cho chúng tôi. Mọi người không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Cút, Diệp Lâm Quân thốt ra như tiếng sấm mùa xuân, trên người còn toát ra khí thế đáng sợ. Tất cả những người đều bị trấn áp, mọi người dường như lại nhìn thấy Nhất Phũ Kiên Vương của năm nào trở về. Sợ hãi. Khủng bố, mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không đúng. Diệp Lâm Quân giờ đã là một người bình thường. Sợ cái gì nữa chứ? Diệp Lâm Quân, chúng tôi cũng không muốn vòng vo nữa, hy vọng cậu giao công pháp thật sự ra. Bằng không thì chuyện này chưa yên đâu. Có người thốt lên. Nếu còn không đi. Có tin là tôi sẽ đánh anh không? Diệp Lâm Quân tức giận nói. Tôi không tin. Bây giờ Diệp Lâm Quân đã là người bình thường, mọi người đương nhiên sẽ không sợ anh. Bản thân tự tìm chết. Diệp Lâm Quân vừa định đánh cho người này một cú trời giáng, Thục Thiên Vương liền xuất hiện. Các người muốn làm gì? Đừng nhân lúc thầy của ta biến thành người bình thường thì ức hiếp thầy ấy. Có tôi và các sư huynh đệ ở đây, ai dám? Thục Thiên Vương làm thế liều mạng nói. Nghe vậy, những người khác tỏ vẻ sợ hãi. Có Cửu Đại Thiên Vương ở đây, thật sự không có ai dám động vào Diệp Lâm Quân. Không phải, Thục Thiên Vương là chuyện khác. Sau khi nghe về chuyện công pháp, Thục Thiên Vương cười khinh, mọi người đều rõ mấy năm nay thầy đối với Lạc Việt như thế nào chứ? Sao thầy ấy có thể đi làm những chuyện gây hại cho Lạc Việt? Hơn nữa, thầy ấy bây giờ đã trở thành người bình thường. Giữ công pháp lại có ích gì? Không có hiệu quả, chỉ có thể nói loại công pháp này không phải người nào cũng thích hợp luyện. Sau khi được Thục Thiên Vương nhắc nhở, mọi người cũng lần lượt phản ánh lại. Đúng hết nghĩ lại cũng phải, bao nhiêu năm rồi, chỉ có một mình Diệp Lâm Quân. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lâm Quân cũng đã bằng lòng phế võ công của mình, cậu ta giữ lại công pháp để làm gì nữa chứ? Là chúng tôi đã hiểu lầm, xem ra. Có thể là cách làm của chúng tôi có sai sót. Đi, đi mau. Mọi người đều nhận lỗi rồi lập tức rời đi. Lần sau đừng tới làm phiền thầy của tôi. Thục Thiên Vương tức giận quát. Diệp Lâm Quân bất lực lắc đầu, là cậu đã cứu bọn họ. Diệp Lâm Quân định chuẩn bị đánh cho những người này một cú trời giáng thì Thục Thiên Vương xuất hiện. Thầy yên tâm đi, một ngày làm thầy cả đời như cha. Hoàng Thanh Phong còn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cho thầy.
không để thầy và người nhà chịu bất cứ tổn thương gì. Con nghĩ các sư huynh đệ khác cũng nghĩ như vậy. Thầy là người bình thường, nhưng các học trò của thầy thì không. Thục Thiên Vương sốt sắng nói. Tôi không cần người khác bảo vệ. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Bây giờ sức mạnh của anh đã cao hơn trước rất nhiều. Ấn sư của anh lần này đã giúp anh mở mang hơn, nhìn thấy được sức mạnh vĩ đại. Nói như thế, đường như không cùng một thế giới nữa rồi. Ai mà biết được bây giờ sức mạnh của Diệp Lâm Quân đã đạt đến mức độ nào. Còn cần chỉ người khác bảo vệ. Còn cậu, sau này bớt ở trước mặt ta ra vẻ. Đúng là phiền phức, Diệp Lâm Quân đuổi khéo Thục Thiên Vương. Thục Thiên Vương đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm một lúc rồi thở dài, ai, tính tình của thầy vẫn hung hãn và độc đoán như ngày nào. Cho dù thành người bình thường, cũng vẫn như thế. Nhưng dù sao thầy cũng là người bình thường rồi, lỡ như gặp phải kẻ thù hay nguy hiểm gì, lúc đó thầy hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Được rồi, con đến để bảo vệ bình an cả đời cho thầy. Thục Thiên Vương đặc biệt phái mấy cao thủ bảo vệ bên cạnh Diệp Lâm Quân. Đương nhiên chính là tám thiên vương còn lại rồi. Bọn họ đều muốn bảo vệ Diệp Lâm Quân. Các người nhất định phải giấu mình thật kỹ, tuyệt đối đừng để thầy phát hiện ra các người. Thiên Vương, yên tâm đi, thầy ấy chỉ là người bình thường, sẽ không phát hiện ra chúng tôi đâu. Nói rồi, mọi người tản ra xung quanh biệt thự. Cùng lúc đó, Diệp Lâm Quân cũng nhìn sang mấy hướng đó. Mấy người này vừa xuất hiện thì anh đã biết rồi. Thục Thiên Vương không hề nói sai, Diệp Lâm Quân vẫn còn bị kẻ thù lăm le nhắm vào. Thành Phượng Thiên nằm ở phía đông bắc Lạc Việt. Vì có nhiều trang lấy nội dung tự động nên mình lên trường nội dung sai này ngăn ngừa nhé cả nhà. Mai mình sẽ thay lại nội dung nhé. Mong cả nhà thông cảm. Bốn môn phiệt lớn nhất đúng là cực kỳ đáng sợ hay là ba môn phiệt kia còn có người lợi hại hơn không chừng. Diệp Lâm Quân lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Họ nhận thấy được có người đến rồi. Một giây sau, giọng nói của Hoàng đế Tây Đường vang lên, chàng trai trẻ tôi lại tới nữa rồi. Lần này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy sự mạnh mẽ của môn phiệt Tây Đường, cho cậu tâm phục khẩu phục gia nhập vào chúng tôi. Diệp Lâm Quân không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái. Thật là bám dai như đỉa. Bên ngoài biệt thự, mấy chục người của môn phiệt Tây Đường đồng loạt đứng thẳng, những người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại rất sợ người đứng phía sau cùng. Người này mặc trường bào màu xanh, dáng dấp nho nhã hiền hòa, da dẻ trắng nõn mịn màng, có lẽ không đến 40 tuổi. Nhưng ai có thể biết được ông ta đã quá 100 tuổi từ lâu, thậm chí có người còn nghe được lời đồn rằng ông ta đã gần 200 tuổi. Nhưng trên mặt lại chẳng có một chút dấu vết thời gian nào lưu lại cả. Đây chính là tông sư mạnh nhất. Người luyện võ sức khỏe dồi dào, không chỉ làm chậm lão hóa mà thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Huống chỉ đây còn là người thuộc hàng mạnh nhất, sống lâu như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả, cũng giống như chân nhân Trương Tam Phong trong truyền thuyết vậy. Ông ta chính là Hoàng Hải Bắc. Ông ta đi từng bước một đến phía trước. Sư Điệt trưởng môn. Là cậu ta à? Nghe xưng hô của Hoàng Hải Bắc đối với Hoàng đế Tây Đường, Diệp Lâm Quân càng ngày càng tin tưởng những lời đồn đại kia rồi. Chắc chắn lão già này đã gần 200 tuổi rồi. Hoàng đế Tây Đường lập tức gật đầu, đúng vậy, chính là cậu ta. Chàng trai trẻ, ngông cuồng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Diệp Lâm Quân nhìn Hoàng Hải Bắc. Hoàng Hải Bắc cũng đang nhìn Diệp Lâm Quân. Hoàng đế Tây Đường thấy thế, nhìn Diệp Lâm Quân nói. Này chàng trai, cậu từng nói mình có thực lực có thể nhẹ nhàng chiến thắng bốn môn phiệt lớn nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy bốn môn phiệt lớn nhất mạnh đến mức nào. Trận chiến này sẽ cho cậu biết môn phiệt Tây Đường là không thể chiến thắng, càng sẽ cho cậu biết chênh lệch giữa hai bên là ở đâu. Cậu sẽ phải tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sư thúc giao cho người. Hoàng đế Tây Đường nói. Được. Hoàng Hải Bắc đánh giá Diệp Lâm Quân từ trên xuống dưới. Thiên tài mấy trăm năm không gặp, quả thật có tư cách trở thành người nối nghiệp Ngũ Long Lạc Việt ti người trẻ tuổi. Nếu cậu bái tôi làm thầy, tôi có thể khiến cậu thực sự trở thành người có thể sánh ngang với Ngũ Long Lạc Việt. Nhận đồ đệ ư. Đám người của Hoàng đế Tây Đường cũng không nghĩ đến tình huống này. Có điều Hoàng đế Tây Đường đắc ý liếc Hoàng An Nhiên một cái như muốn nói, chẫm nói không sai đúng không? Cậu ta chính là hàng hot, ai cũng muốn cướp cậu ta đi cả.
Hoàng An Nhiên và những người khác đều cực kỳ khiếp sợ, vì cả đời Hoàng Hải Bắc chưa nhận đồ đệ bao giờ. Trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều người đều xin Hoàng Hải Bắc nhận đồ đệ, thậm chí Hoàng đế Tây Đường cũng muốn Hoàng Hải Bắc nhận con trai ông ta làm đồ đệ nhưng đều bị Hoàng Hải Bắc từ chối cả. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Hải Bắc lại muốn nhận Diệp Lâm Quân làm đồ đệ. Nếu toàn bộ môn phiệt Tây Đường biết việc này thì khẳng định sẽ nổ tung mất, chỉ như thế này thôi cũng đủ để thấy được khả năng tiềm tàng của Diệp Lâm Quân rồi. Vì có nhiều trang lấy nội dung tự động nên mình lên trường nội dung sai này ngăn ngừa nhé cả nhà. Mai mình sẽ thay lại nội dung nhé. Mong cả nhà thông cảm. Bốn môn phiệt lớn nhất đúng là cực kỳ đáng sợ hay là ba môn phiệt kia còn có người lợi hại hơn không chừng. Diệp Lâm Quân lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Họ nhận thấy được có người đến rồi. Một giây sau, giọng nói của Hoàng đế Tây Đường vang lên, chàng trai trẻ tôi lại tới nữa rồi. Lần này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy sự mạnh mẽ của môn phiệt Tây Đường, cho cậu tâm phục khẩu phục gia nhập vào chúng tôi. Diệp Lâm Quân không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái, thật là bám dai như đỉa. Bên ngoài biệt thự, mấy chục người của môn phiệt Tây Đường đồng loạt đứng thẳng, những người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại rất sợ người đứng phía sau cùng. Người này mặc trường bào màu xanh, dáng dấp nho nhã hiền hòa, da dẻ trắng nõn mịn màng, có lẽ không đến 40 tuổi. Nhưng ai có thể biết được ông ta đã quá 100 tuổi từ lâu, thậm chí có người còn nghe được lời đồn rằng ông ta đã gần 200 tuổi, nhưng trên mặt lại chẳng có một chút dấu vết thời gian nào lưu lại cả. Đây chính là tông sư mạnh nhất. Người luyện võ sức khỏe dồi dào, không chỉ làm chậm lão hóa mà thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Huống chỉ đây còn là người thuộc hàng mạnh nhất, sống lâu như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả, cũng giống như chân nhân Trương Tam Phong trong truyền thuyết vậy. Ông ta chính là Hoàng Hải Bắc. Ông ta đi từng bước một đến phía trước. Sư Điệt trưởng môn, là cậu ta à? Nghe xưng hô của Hoàng Hải Bắc đối với Hoàng đế Tây Đường, Diệp Lâm Quân càng ngày càng tin tưởng những lời đồn đại kia rồi. Chắc chắn lão già này đã gần 200 tuổi rồi. Hoàng đế Tây Đường lập tức gật đầu, đúng vậy. Chính là cậu ta. Chàng trai trẻ, ngông cuồng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Diệp Lâm Quân nhìn Hoàng Hải Bắc. Hoàng Hải Bắc cũng đang nhìn Diệp Lâm Quân. Hoàng đế Tây Đường thấy thế, nhìn Diệp Lâm Quân nói, này chàng trai, cậu từng nói mình có thực lực có thể nhẹ nhàng chiến thắng bốn môn phiệt lớn nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy bốn môn phiệt lớn nhất mạnh đến mức nào. Trận chiến này sẽ cho cậu biết môn phiệt Tây Đường là không thể chiến thắng. Càng sẽ cho cậu biết chênh lệch giữa hai bên là ở đâu. Cậu sẽ phải tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sư thúc giao cho người. Hoàng đế Tây Đường nói. Được. Hoàng Hải Bắc đánh giá Diệp Lâm Quân từ trên xuống dưới, thiên tài mấy trăm năm không gặp, quả thật có tư cách trở thành người nối nghiệp Ngũ Long Lạc Viễn Ti người trẻ tuổi. Nếu cậu bái tôi làm thầy, tôi có thể khiến cậu thực sự trở thành người có thể sánh ngang với Ngũ Long Lạc Việt. Nhận đồ đệ ư. Đám người của Hoàng đế Tây Đường cũng không nghĩ đến tình huống này. Có điều Hoàng đế Tây Đường đắc ý liếc Hoàng An Nhiên một cái như muốn nói, trẫm nói không sai đúng không? Cậu ta chính là hàng hot, ai cũng muốn cướp cậu ta đi cả. Hoàng An Nhiên và những người khác đều cực kỳ khiếp sợ, vì cả đời Hoàng Hải Bắc chưa nhận đồ đệ bao giờ. Trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều người đều xin Hoàng Hải Bắc nhận đồ đệ. Thậm chí Hoàng đế Tây Đường cũng muốn Hoàng Hải Bắc nhận con trai ông ta làm đồ đệ nhưng đều bị Hoàng Hải Bắc từ chối cả. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Hải Bắc lại muốn nhận Diệp Lâm Quân làm đồ đệ. Nếu toàn bộ môn phiệt Tây Đường biết việc này thì khẳng định sẽ nổ tung mất, chỉ như thế này thôi cũng đủ để thấy được khả năng tiềm tàng của Diệp Lâm Quân rồi. Thiên Vương nói không sai, có người muốn nhắm vào Diệp Lâm Quân. Cũng may có chúng ta đi theo bảo vệ, không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy người đang âm thầm núp kia mỉm cười, sau đó, 6 người xuất hiện, bao vây lấy hai người kia. Cậu Diệp, cậu đi trước đi, hai người này giao cho chúng tôi. Mấy người mặt đầy tự tin. Bọn họ sẽ không bao giờ ngờ được là, hai người trước mặt họ đều có sức mạnh hơn cả Bắc Ma. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Thục Thiên Vương có đến, cũng chưa chắc làm gì được. Suy cho cùng cũng không ai nghĩ đến giết một người bình thường lại phái ra hai cường giả siêu cấp như vậy. Hơn nữa, không ai nghĩ hai cường giả này sẽ xuất hiện ở đây.
một mình Bắc Ma cũng đủ khiến cả Lạc Việt đau đầu. Còn bây giờ, là hai cường giả cùng một lúc. Khóe miệng sáu người lộ ra một nụ cười khinh bỉ, các người động sai người rồi. Cậu ấy là thầy của Thục Thiên Vương, các người đáng chết. Các người mau rời khỏi đây, hai người này không đụng đến được đâu. Diệp Lâm Quân liếc nhìn sáu người họ nói. Ha ha, cậu Diệp, cậu quá xem thường chúng tôi phồi. Thục Thiên Vương có thể sắp xếp chúng tôi ở bên cạnh bảo vệ cậu, chứng tỏ ngài ấy tin vào sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi, phụt. Mấy người chưa kịp nói xong, một cỗ sức mạnh kinh người như sóng biển cao vạn trượng ập đến. Sáu người bay lộn ngược như diều đứt dây. Ánh mắt bọn họ còn thoáng một chút kinh ngạc. Cái này, đúng là quá mạnh rồi chăng? Cấp Bắc Ma. Còn là hai người cùng một lúc. Bọn họ như chết lặng. Sắp điên rồi. Một Bắc Ma cũng hành Lạc Việt đủ thảm. Vậy, mà còn đến tận hai người thì... Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà vẫn còn những cao thủ như thế xuất hiện. Thông tin này truyền ra, cả Lạc Việt đều chấn động, toàn thế giới cũng chấn động. Liên minh báo thù phải bỏ ra cái giá đắt để mời ra được Bắc Ma, vậy mà ở đây lại có hai người. Trừ phi cửu đại thiên vương cùng nhau ra tay, dùng chiêu hợp kích mới mong diệt trừ được. Nếu không thì không còn cách nào nữa. Lần này tiêu rồi. Không bảo vệ được Diệp Lâm Quân không nói. Ngay cả bản thân cũng chưa chắc an toàn. Hai người kia không nói lời nào, chỉ từ từ tiến tới gần Diệp Lâm Quân. Cậu phải chết, con gái cậu cũng phải chết. Nhưng chúng tôi sẽ giết con gái cậu trước, để cậu trơ mắt đứng nhìn cảnh con gái mình chết mà không làm gì được. Để cậu nếm thử mùi vị mất đi người thân. Hai người này vô cùng lạnh lùng tàn nhãn. Đối diện với sự đe dọa này, Diệp Lâm Quân nhất thời nghĩ đến người đứng đằng sau Hắc Long chính là ba của ông ta. Không đúng. Hắc Long có một người cha quyền lực như vậy, sao lại có thể trở thành tội đồ? Còn hủy đi dung mạo của mình. Đây là những bí ẩn mà Diệp Lâm Quân vẫn còn chưa biết đến. Đến đi. Hai cao thủ đồng thời ra tay, muốn giết chết bé Quân trước. Đừng, sáu người hô lên sợ hãi. Khi một người định bắt bé Quân đi, đột nhiên có một luồng sức mạnh tấn công hai người đó. Bịch bịch bịch. Hai người bị đánh bay ra xa hơn mười mấy mét. Trên mặt đất xuất hiện bốn vết cháy đen, trông giống như lốp xe phanh gấp vậy. Kinh khủng. Không thể tin được. Hai cao thủ và sáu hộ vệ đều chết lặng. Cậu không phải là người bình thường sao? Sao lại có thể? Hai cao thủ vô cùng kinh ngạc nói. Đây không chỉ là vấn đề người bình thường hay không nữa. Diệp Lâm Quân có thể đánh bại được hai cường giả cấp Bắc Ma chỉ bằng một đòn. Ba là tuyệt nhất, ba là tuyệt nhất, bé Quân vỗ tay nói. Tôi hiểu rồi, những người lần trước được phái đi giết cậu, là cậu đã giết bọn họ đúng không? Hai cao thủ lập tức nhận ra. Chà, thông minh, Dượng Hạo Quân mỉm cười. Vậy thì đã sao, chúng tôi còn mạnh hơn cả Bắc Ma rất nhiều, chỉ một mình cậu, vẫn giết được như thường. Hai cao thủ vô cùng tự tin. Diệp Lâm Quân cũng mỉm cười. Vừa rồi anh chỉ là kiểm tra thử xem mình mạnh đến cỡ nào. Các người xui xẻo rồi, ba rất là lợi hại. Bé Quân hù dọa nói. Giết, hai cao thủ xông tới muốn giết Diệp Lâm Quân. Hai người chẳng hề nương tay. Vừa ra tay đã thi triển sát chiêu kinh thiên động địa. Xung quanh hàng ngàn mét, những khu kiến trúc hoang phế và gốc cây cũng muốn nứt toạc ra. Sức mạnh bao phủ dường như muốn san bằng mọi thứ trong chốc lát. Biến một khu vực rộng lớn bỗng chốc cháy đen. Đáng sợ giống như đến ngày tận thế vậy. Đây chính là kết quả khủng khiếp mà hai vị cường giả cấp Bắc Ma đồng thời ra tay. Cũng may nơi Diệp Lâm Quân đứng là một khu bỏ hoang. Nếu không, sẽ có vô số người chết và bị thương. Vào lúc này, cả bầu trời trở nên đỏ rực, giống như đang rỉ máu. Sáu vệ sĩ do Thục Thiên Vương phái đến cũng ngơ ngác. Cái này ai mà bình tĩnh được chứ? Chỉ là khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Anh ra tay rồi, mấy đòn tấn công của hai cao thủ kia cũng chẳng nhằm nhò gì với anh. Anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ, tốc độ và phòng ngự của anh cũng khiến hai người phải chết lặng. Bốp, bốp, anh đánh vào đỉnh đầu của hai người họ, hai người lập tức ngã xuống, không còn nhúc nhích. Ba, bọn họ bị sao thế? Bé Quân tò mò hỏi. Diệp Lâm Quân cười. Bọn họ chỉ bị ba đánh ngất xỉu. Không sao. Ban đầu anh đối phó với Bắc Ma,
tuy có thể hạ gục được hắn, nhưng cũng phải mất một chút thời gian. Nhưng bây giờ, hai vị cường giả mạnh hơn Bắc Ma, lại bị anh hạ gục trong chớp mắt. Dường như anh có hơi mạnh quá rồi chăng? Cái này, cái này. Sáu người đi theo bảo vệ đều ngớ người ra. Diệp Lâm Quân rõ ràng đã tự phế võ công của mình, cao nhân của vệ binh Viêm Long còn đặc biệt phong ấn hủy hoại kinh mạch của anh. Cả đời này anh sẽ không thể luyện võ được, trở thành một người bình thường. Kết quả lại chẳng hề hấn gì, vậy mà còn luyện được võ công mạnh hơn trước đây. Hai vị cường giả mạnh hơn Bắc Ma, cũng đồng thời bị anh giết chết. Đó là sức mạnh gì chứ? Tôi. Khóe miệng mọi người giật lên, dáng vẻ sợ hãi. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Họ đương nhiên biết bí mật lớn nhất của Diệp Lâm Quân, biết được bí mật của anh, bị giết là rất bình thường. Mấy người quỳ xuống xin tha mạng. Sống chết chỉ còn dựa vào một ý nghĩ của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mỉm cười, tôi sẽ không giết các người. Nhưng các người phải nghe lời tôi. Chúng tôi hiểu. Mọi người quỳ lại sát đất. Sau khi Diệp Lâm Quân căn dặn xong xuôi, liền bế bé Quân rời khỏi đó. Những người kia thì vội vàng xử lý thi thể. Đúng lúc này, sự việc chấn động ở Giang Bắc truyền đến tai vệ binh Viêm Long. Không hay rồi, một khu vực bỏ hoang phía tây nam Giang Bắc bị san thành bình địa rồi. Không loại trừ khả năng đánh bom, nhưng chiến khu Giang Bắc chúng ta không tìm ra được vết tích nào của máy bay chiến đấu. Bây giờ tôi hoài nghi là do cao thủ tuyệt thế ra tay, chắc chắn không thua kém Bắc Mèo. Xùy Bắc Mai. Mau bảo Thục Thiên Vương cha xem rốt cuộc là chuyện gì. Thục Thiên Vương nhận được lệnh đến khám xét khu vực bỏ hoang. Sau khi đến hiện trường, Thục Thiên Vương hoàn toàn sững sờ. Kinh khủng thật, đây hẳn là cao thủ cấp Bắc Mai. Mau nói cho 8 vị Thiên Vương còn lại và vệ binh Viêm Long, có cường giả cấp Bắc Ma xuất hiện ở Giang Bắc, trước mắt chưa biết đi đâu. Hơn nữa, phái toàn lực điều tra. Thục Thiên Vương đã toát mồ hôi toàn thân. Tại sao lại xuất hiện ở Giang Bắc? Giang Bắc có cái gì chứ? Trừ phi là, thầy. Thục Thiên Vương đột nhiên nghĩ đến cao thủ cấp Bắc Ma này là muốn nhắm vào Diệp Lâm Quân. Không hay rồi, nguy hiểm. Thục Thiên Vương tức tốc chạy đến biệt thự Hoàng gia. Khi đến gần đó, Thục Thiên Vương nhìn thấy mấy thủ hạ đang âm thầm nấp trong bóng tối. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Mấy người này vẫn còn, cho thấy Diệp Lâm Quân vẫn an toàn. Các người có gặp phải cường giả cấp Bắc Ma không? Thục Thiên Vương đột nhiên hỏi. Nhưng biểu hiện của 6 người họ vô cùng kỳ. Đương nhiên là chúng tôi đã gặp, hơn nữa còn là 2 người. Bọn họ đã chứng kiến tận mắt tất cả mọi chuyện. Hả, các người gặp rồi sao? Thục Thiên Vương cũng nhìn ra điểm bất thường của những người này. Không, không có. Thục Thiên Vương làm sao thế? Giang Bắc xuất hiện cường giả cấp Bắc Ma, đúng là đáng sợ. Nghĩ đến lời căn dặn của Diệp Lâm Quân, mấy người đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng vậy, có cường giả cấp Bắc Ma xuất hiện. Tôi sợ hắn sẽ đến đối phó thầy, nếu có động tĩnh gì, các người phải lập tức báo cho tai sau khi Thục Thiên Vương rời đi, mấy người cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Mấy người nhớ kỹ, chuyện cậu Diệp đã căn dặn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người thi nhau gật đầu. Thông tin trong khu vực Giang Bắc có cường giả cấp Bắc Ma xuất hiện được lan truyền nhanh chóng. Chỉ một khoảng thời gian đã khiến Lạc Việt lòng người hỗn loạn. Sau đó, Lạc Việt thông qua truyền hình và báo chí phát ra thông báo bảo mọi người yên tâm, không có chuyện gì. Cho dù thật sự có cao thủ cấp Bắc Ma xuất hiện, Lạc Việt vẫn còn cửu đại thiên vương ở đây. Mọi người không cần phải sợ hãi. Lý Tử Nhiệm thấy Diệp Lâm Quân đang nhìn chăm chăm vào TV, mỉm cười nói. Dù đã là người bình thường, nhưng anh vẫn còn quan tâm đến Lạc Việt. Nếu như anh vẫn còn tại vị, chắc là đã ra ngoài đi tìm người đó rồi. Diệp Lâm Quân chỉ cười không đáp. Còn tìm gì nữa chứ, chẳng phải đều bị anh giết cả rồi sao? Nhưng anh vẫn rất tò mò về người đứng đằng sau Hắc Long. Tùy tiện phái đến 2 cường giả sức mạnh hơn cả Bắc Ma đến giết anh, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Anh đột nhiên nhớ đến câu nói của ông lão trong nhà tù. Trên thế giới này còn một số bộ phận tồn tại ở những nơi đáy vực sâu thẳm, đừng hiếu kỳ mà đi đò xét họ. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn. Câu nói của ông lão rất đơn giản. Nó có nghĩa là thế giới này còn ngàn vạn điều mà mình chưa thể biết được, nó bao gồm cả vật và người, còn có bí mật.
Cũng giống như ông lão trong nhà tù, cho đến nay, Diệp Lâm Quân vẫn chưa biết được thân phận của ông ấy. Ông ấy toàn năng giống như một vị thần. Không gì là không thể làm được. Thế nên, trên thế giới còn rất nhiều dạng tồn tại mà bản thân vẫn chưa thể hiểu được. Nhân vật đứng đằng sau Hắc Long, chỉ là một gốc bí ẩn của tảng băng. Phù, Diệp Lâm Quân thở ra một hơi thật dài. Chẳng trách vụ của Hắc Long không tra ra được. Nên biết, thông tin của các thành viên trong liên minh báo thù đều đã tra ra, duy chỉ có Hắc Long là không. Chứng tỏ hắn có lai lịch không hề nhỉ, nằm ngoài phạm vi tưởng tượng. Thậm chí, các thế lực ẩn thế của tứ đại môn phiệt cũng không thể tưởng tượng nổi. Không biết tiếp theo bọn họ sẽ phái cao thủ gì đến. Diệp Lâm Quân tự lẩm bẩm. Đúng là nên cảm ơn ân sư của anh, nếu như không có ông ấy, anh đã mất mạng từ lâu rồi. Kẻ địch mạnh như thế, lấy cái gì mà ngăn cản? Ở một nơi nào đồ trong đại tuyết sơn ngoại ô thành Phượng Thiên của Lạc Việt, có một thôn làng nhỏ. Nơi này đều là những căn nhà gỗ. Trong căn nhà gỗ, một vài người đang châm bếp lò. Những người này chính là mấy người đánh thái cực quyền trong công viên. Không hay rồi, bọn họ biến mất rồi. Người đi giết Diệp Lâm Quân đã biến mất nữa rồi. Lúc này có người chạy đến và hét lớn. Ba của Hắc Long nghe thấy, cái gì? Lại biến mất. Có biết chuyện như thế nào không? Những người khác cũng hỏi. Người đó lắc đầu nói, tôi không biết. Nói đến cũng kỳ lạ. Lần này đi giết Diệp Lâm Quân là hai vị cao thủ cấp Bắc Ma. Sao bọn họ lại biến mất chứ? Trừ phi cửu đại thiên vương liên thủ, nếu không không ai có thể là đối thủ của hai người họ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt ba của Hắc Long, nói như thế bên cạnh Diệp Lâm Quân còn có cao nhân khác. Không loại trừ khả năng này, nếu không, bọn họ làm sao có thể biến mất? Một người nói. Không đúng, lần này phái đi là hai người đều mạnh hơn Bắc Ma rất nhiều. Bên cạnh Diệp Lâm Quân sao lại có người có thể giết được bọn họ chứ? Tôi nghĩ trước tiên chúng ta không nên hành động hấp tấp. Phải tra rõ là chuyện gì, để tránh rước phải chuyện phiền phức không đáng có. Có người đề nghị. Ông lão áo đen lộ vẻ tức giận, thiệt tức chết, ta phải đích thân đi giết Diệp Lâm Quân. Con trai ta không thể chết oan được. Đúng, em ba không thể chết oan. Bây giờ chúng ta nhập thế giết người. Hai anh trai của Hắc Long toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Xem khí thể của bọn họ, e là còn lợi hại hơn cả hai người được phái đi giết Diệp Lâm Quân. Không được, anh em hai người đều là cường giả cấp chí tôn. Một khi hai người nhập thế, sẽ dẫn đến một cuộc đại loạn. Nếu bị bọn họ biết được, thì phiền phức lắm. Cường giả trước đây đều là cấp thần, cấp tông sư. Chẳng hạn như Bắc Ma, là mạnh nhất trong cấp tông sư rồi. Nhưng trên cấp tông sư còn có một cấp, chính là cấp chí tôn. Nhưng cấp chí tôn còn hiếm thấy hơn gấp trăm lần cấp tông sư. Trước mắt dữ liệu về cường giả cấp tông sư vẫn được niêm phong trong kho lưu trữ bí mật nhất của vệ binh Viêm Long. Hầu hết vệ binh Viêm Long vẫn chưa từng nghe tới nó. Bởi vì trăm năm nay, căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng không nghe, không có nghĩa là không có tồn tại. Chỉ có thể nói rõ tầng thứ của bản thân không đủ cao, chưa tiếp xúc nhiều. Bây giờ Diệp Lâm Quân quả thật đã gặp được rồi. Chí tôn cường giả xuất hiện rồi, cường giả cấp chí tôn có rất nhiều cơ mật vượt quá mức thông thường. Những bí mật thật sự thì nắm trong tay rất ít. Khoảng thời gian tiếp theo vô cùng yên bình. Bởi vì vệ binh Viêm Long đang điều tra, ba của Hắc Long cũng đang điều tra. Nước Chiến Ưng vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Vincent II. Chỉ là cả ba bên đều không tìm được gì. Nhưng người có liên quan đến chuyện này là Diệp Lâm Quân lại đang đắc thắng. Mỉm cười nhìn bọn họ bận bịu suốt ngày. Nhưng mà khoảng thời gian này Diệp Lâm Quân đã hiểu ra một đạo lý. Đúng như những gì mà ân sư đã nói. Cả đời này anh không cách nào làm một người bình thường được. Vợ con anh cũng như thế. Do nên Diệp Lâm Quân đã bắt đầu hướng dẫn cho Lý Tử Nhiệm và bé Quân luyện võ để họ có một chút sức mạnh có thể tự bảo vệ được cho bản thân. Nhưng Diệp Lâm Quân sẽ không trực tiếp nói cho cô luyện võ. Chỉ là thông qua một số phương pháp thái cực quyền để từ từ hướng dẫn. Còn bé Quân, Diệp Lâm Quân sẽ bồi dưỡng hết mọi phương diện. Bây giờ bé Quân còn nhỏ, là một mầm non tốt, học đương nhiên sẽ rất nhanh. Mấy ngày sau, bé Quân đúng là ra dáng hẳn. Cô bé hét lên, bà nội, ba mẹ, sau này Quân sẽ bảo vệ các người. Sau này, Quân sẽ làm chiến thần thiên vương. Đôi mắt to tròn của bé Quân đầy tinh thần chiến đấu.
Mặc dù bé Quân rất ngoan, nhưng tính cách lại rất giống Diệp Lâm Quân. Hạo Quân, con xem con rảnh chưa cùa. Từ lúc thoái vị chiến thần, trong tay không có thủ hạ để luyện binh, liền dẫn hai mẹ con nó đi luyện à? Chí Oánh lườm Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm mỉm cười nói, mẹ đừng nói như thế, con cảm thấy cả người khỏe khoăn hơn rất nhiều mài. Thế tốt, ngày mai mẹ sẽ tập cùng con. Chí Oánh nói. Chị dâu, em cũng muốn tham gia. Chí Nam Yến giơ tay lên nói. Được được được, mọi người cùng nhau tập. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Lúc này Diệp Lâm Quân hiểu ra một đạo lý rất là sâu sắc, bảo vệ tốt nhất chính là khiến cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Sau này mỗi ngày mọi người đều được xem mấy người Diệp Lâm Quân ở trong khu đất chống đánh một loại quyền pháp giống như Thái Cực Quyền, nào ngờ, đây lại là công pháp tuyệt thế mà ông lão đã truyền thụ lại cho Diệp Lâm Quân. Ngốc rồi chăng, cả nhà đánh Thái Cực Quyền, đúng là mất mặt. Mọi người chế nhạo khi thầy gia đình Diệp Lâm Quân tập Thái Cực Quyền. Hành động của bọn họ người khác nhìn vào thì cảm thấy rất nực cười. Người trẻ người già cùng nhau luyện tập, đúng là vui quá nhỉ. Đặc biệt là sau khi mấy người Lý Hồng Thẳng biết, càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng Chí Oánh không ngờ rằng chính họ, vô hình chung thân thể đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ngay cả Chí Oánh cũng ngày càng trẻ ra. Chuyện này vẫn là Diệp Lâm Quân cố ý kiểm soát. Nếu không, tu luyện cho thêm các loại thần dược điều lý, trong thời gian ngắn, bọn họ có thể biến thành cường giả. Không lâu sau, Diệp Lâm Quân phát hiện ra tài năng võ thuật của bé Quân thật sự rất cao. Cửu Đại Thiên Vương là một tay anh đào tạo ra, cũng là trong số ít những người được chọn ra khắp Lạc Việt đại diện có thiên phú cao nhất. Nhưng so với bé Quân thì khác xa một trời một vực. Tài năng của bé Quân là cao nhất mà Diệp Lâm Quân từng thấy, phải nói là học một biết mười. Dự chắc không lâu nữa bé Quân có thể chơi vật tay với Trần Hữu Đạo rồi. Đây là tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Nói cách khác, bé Quân trời sinh chính là kỳ tài luyện võ. Một tuần sau, nhìn thấy Diệp Lâm Quân vẫn còn hướng dẫn mấy người kia luyện tập, mấy người Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long không thể chịu nổi. Diệp Lâm Quân, một ngày cậu không luyện sẽ ngứa ngáy tay chân sao? Cứ thích dạy người ta tập luyện, không xem lại thực lực của mình cỡ nào. Tôi nghe nói kinh mạch của cậu đã bị phế rồi, cả đời này sẽ không luyện võ được nữa. Cho nên hy vọng ký thác hết lên người bé Quân à. Lý Hồng Thắng bật cười nói. Nhờ Hoàng đế Tây Đường, mà chuyện Diệp Lâm Quân bị phế bỏ kinh mạch bây giờ đã không còn là tin đồn nữa. Chỉ cần những người có chút lý lịch đều biết cả đời này của Diệp Lâm Quân không thể nào luyện võ nữa. Diệp Lâm Quân, bây giờ cậu đánh lại tôi không? Nếu tôi động cậu một chút, cậu dám trả đòn lại không? Trương Phúc Long dựa vào vài món học được từ môn phiệt Tây Đường thì muốn nhân cơ hội ức hiếp Diệp Lâm Quân. Các người không được phép bắt nạt ba tôi. Bé Quân nhảy lên và đá vào mặt Trương Phúc Long. Bốp! Trương Phúc Long huênh hoang giống như bị xe tông hất văng ra ngoài đập mạnh vào tường. Kinh hoàng! Mọi người đều kinh, hoàng! Không ai nghĩ rằng bé Quân lại có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Trương Phúc Long không phải là một người lớn bình thường. Anh ta đã học võ hơn một năm trong môn phiệt Tây Đường, vậy mà lại bị một đứa con nít một cước đá bay đi mười mấy mét. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp môn phiệt Tây Đường. Thiên phú luyện võ của bé Quân cao như vậy, để cô bé làm một người bình thường thì thật là uổng phí. Nên bồi dưỡng cô bé trở thành một thiên tài võ thuật. Trong môn phiệt Tây Đường không ít người định nhận bé Quân làm học trò. Tương lai đào tạo ra được một nữ tông sư, chắc chắn sẽ trở thành giai thoại. Thục Thiên Vương ỉa vệ binh viếm lóng cũng nhanh chóng biết được chuyện này. Tài năng của bé Quân khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng mặt khác càng bất ngờ hơn với năng lực hướng dẫn của Diệp Lâm Quân. Ngay cả khi kinh mạch của anh đã bị phá hủy, nhưng nhận thức về võ học của anh vẫn còn tồn tại. Đặc biệt trước đây anh cũng rất mạnh, còn đào tạo ra được Cửu Đại Thiên Vương. Anh vẫn còn giá trị rất lớn. Tôi nghĩ Diệp Lâm Quân có thể đảm nhận vị trí giáo viên hướng dẫn để tôi luyện thêm nhiều cao thủ. Nhìn xem cách cậu ta dạy cô con gái nhỏ lợi hại thế nào kìa. Cũng đúng, vừa hay công pháp đó là do Diệp Lâm Quân đích thân luyện thành, để anh ta đến dạy các học viên trong kế hoạch Tiềm Long, thích hợp còn gì bằng. Đúng, với lại cậu ta chỉ biết hướng dẫn, lại không biết võ công, không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Thích hợp nhất rồi. Nhưng bọn họ đâu ngờ là... Diệp Lâm Quân lại có chiến lực vô song. Anh đã đến một cảnh giới mà không ai có thể tưởng tượng được.
người muốn giết anh đều là cấp chí tôn. Thuê Diệp Lâm Quân đến hướng dẫn cho kế hoạch tiêm long đi. Đúng lúc các hạt giống thiên tài mới của kế hoạch cũng vừa tìm đủ rồi. Diệp Lâm Quân cũng không ngờ rằng bé Quân vừa ra tay lại gây ra luôn phản ứng liên tục như vậy. Ít nhất có mấy mươi người của môn phía Tây Đường đang nhắm vào bé Quân, muốn tranh giành nhận bé Quân làm học trò. Lý Tử Nhiệm vẫn muốn bé Quân là một người bình thường. Nhưng cô bé lại thể hiện tài năng đáng kinh ngạc như vậy, không thể nào làm một người bình thường nữa. Cả môn phía Tây Đường sẽ không chịu nhượng, nghe nói bé Quân có tài năng như thể, Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc vội vàng từ Tây Đường đến, muốn giành lấy bé Quân. Cuối cùng mười mấy người ở môn phía Tây Đường vì muốn giành bé Quân mà quậy đến mức không ai nhường ai, cuối cùng phải quyết định mở cuộc họp. Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm nhận được thông báo và yêu cầu họ đưa bé Quân đến cuộc họp. Không, bọn họ có tư cách gì làm thầy của bé Quân? Diệp Lâm Quân đương nhiên không đồng ý. Bây giờ ở trong mắt anh, Hoàng Hải Bắc cũng chẳng là cái đỉnh gì, chứ đừng nói đến những người khác. Xuyệt, nhỏ giọng đi, người khác nghe thấy sẽ phiền lắm. Lý Tử Nhiệm nhắc nhở. Bây giờ các tầng lớp cấp cao của môn phiệt Tây Đường đã rất thích tài năng của bé Quân, và sắp tới, dự chắc là ba môn phiệt khác cũng sẽ có người nhằm tới. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ đến giành bé Quân. Anh xem ai dám, bọn họ đúng là phản rồi. Ánh mắt Diệp Lâm Quân toát ra luồng khí sắc lạnh. Anh khoan kích động, để cho bé Quân đến nơi khác, chỉ bằng giao con nó cho cao nhân của môn phiệt Tây Đường làm học trò. Ít ra đều là người nhà, chúng ta cũng an tâm hơn một chút. Lý Tử Nhiệm cân nhắc nói. Nếu đã không tránh được, chỉ bằng thay bé Quân chọn một người thầy tốt. Không, anh không đồng ý. Sao Diệp Lâm Quân có thể giao con mình cho đám phế vật đó dạy dỗ được? Anh không đi, em đưa bé Quân đi. Lý Tử Nhiệm dẫn bé Quân vào phòng họp. Diệp Lâm Quân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Trong phòng họp của nhà họ Lý, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt ai nấy cũng lạnh lùng. Nhưng sau khi nhìn thấy bé Quân, mọi người đều rất vui. Mọi người đều muốn nhào tới ôm cô bé. Bé Quân sợ hãi trốn sau Lý Tử Nhiệm. Hoàng Hải Bắc nhìn thấy Diệp Lâm Quân, ông ta mỉm cười nói, tôi thật sự không ngờ con cậu lại có tài hăng như vậy. Kể từ khi kinh mạch của Diệp Lâm Quân bị phá hủy, ông cũng từ chối chức vụ ở Trấn Thiên Điện, trở về địa phương của mình. Ông ta không kiêu ngạo cũng không sợ Diệp Lâm Quân. Suy cho cùng, Diệp Lâm Quân cũng chỉ là một người bình thường. Điều đó đương nhiên, Diệp Lâm Quân cười khinh một cái. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân, Hoàng đế Tây Đường chỉ gật đầu. Bây giờ Diệp Lâm Quân không còn là chủ nhân của tứ đại môn phiệt nữa. Không đuổi anh ra ngoài là đã niệm tình xưa lắm rồi. Hôm nay, 17 thành viên cấp cao của môn phiệt Tây Đường đều ở đây. Chúng ta họp bàn để quyết định xem ai sẽ nhận bé Quân làm học trò. Ngoài ra cũng nên tham khảo ý kiến của ba mẹ con bé. Hoàng đế Tây Đường nói. Đúng, để cho ba mẹ đứa nhỏ nói trước, bé Quân nên theo ai? Nào, Lê Nguyên, cô nói. Bé Quân theo tôi là thích hợp nhất có đúng không? Bọn họ đều là mấy lão già, bé Quân là một bé gái sao có thể đi theo bọn họ? Đó là em gái thứ tư của Hoàng đế Tây Đường và là người phụ nữ duy nhất trong số họ. Cô nói cái gì vậy? Đây là thế giới tôn vinh sức. Mạnh, có liên quan gì đến giới tính? Những người khác tỏ ra không hài lòng. Dì Tư, chuyện này hay là gác người tự thảo luận với nhau, con cảm thấy bé Quân đi theo ai cũng được. Lý Tử Nhiệm hít một hơi thật sâu. Diệp Lâm Quân cậu nghĩ nên đi với ai? Hoàng Hải Bắc hỏi. Các người đều không xứng. Không nói mấy lời khiến người khác kinh ngạc thì chưa chịu yên mà. Ngay khi câu nói đó của Diệp Lâm Quân vừa dứt, cả hiện trường đều chết lặng. 17 người có quyền thế nhất môn phiệt Tây Đường đều không xứng sao. Thế thì còn ai xứng nữa? Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh anh giống như lọt vào hố băng, cả người run lẩy bẩy. Cô cũng không ngờ rằng Diệp Lâm Quân lại nói những lời như vậy trước mặt những người quyền lực trí cao này. Thôi rồi, chọc giận bọn họ rồi. Mấy người Hoàng Hải Bắc cũng sững sờ. Nếu là Diệp Lâm Quân trước đây, anh hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra câu này. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường, vậy mà dám nói họ không xứng đáng. Diệp Lâm Quân mấy ý này của cậu là đang khiêu khích chúng tôi sao? Hay à đang xem thường môn phiệt Tây Đường, mọi người đều phẫn nộ. Tôi chính là xem thường các người thật không xứng. Con gái tôi có tôi hướng dẫn là được rồi, không cần đến các người.
Diệp Lâm Quân thái độ rất kiên quyết. Lý Tử Nhiệm ngớ người. Như thế là đang đắc tội với mấy người ở đây rồi. Anh ấy điên rồi sao? Diệp Lâm Quân, cậu có tư cách gì để nói lời này? Cậu là đang tìm chết có đúng vậy không? Có tin tôi sẽ giết chết cậu ngay tại đây không? Tính xấu bộc phát một chút thì sát khí đùng đùng đòi chém đòi giết Diệp Lâm Quân. Khi bị chọc giận, bọn họ cũng dám giết người. Trong thế giới của bọn họ, không có quá nhiều ràng buộc. Bỗng chốc, Lý Tử Nhiệm bị dọa cho sợ hãi. Diệp Lâm Quân thật sự cho rằng chúng ta không dám giết cậu. Cậu nhiều lần khiêu khích, thật sự không coi môn phiệt Tây Đường bọn ta ra gì sao? Diệp Lâm Quân nhìn mọi người, mỉm cười, các người muốn giết tôi, cũng phải có chút bản lĩnh mới được. Nhìn thấy khí thế Dạo Dực kiếm khí đang bùng phát. Hoàng Hải Bắc tức giận đứng lên nói, câm miệng. Diệp Lâm Quân niệm tình xưa hôm nay tha cho cậu một mạng. Còn con gái cậu có một chút tài năng, nhưng tài năng này cũng không kinh khủng đến mức khiến người ta phải dụ dỗ giành, giật. Con bé không xứng. Những người khác cũng hùa theo, đúng vậy, con bé chỉ là có chút tài năng, chứ không phải là số một. Con của cậu bỏ qua cơ hội tốt lần này. CB Ương 2091. Chúng tôi không định nhận nó nữa. Muốn trách thì đều trách cậu. Mọi người đều không thể chịu nổi khẩu khí đó của Diệp Lâm Quân. Không nhận bé Quân làm học trò, theo như mọi người thấy, không nhận bé Quân cũng không sao. Nhưng đây quả thực là sai lầm của chính họ. Nói cách khác, khả năng và nhận thức của họ chưa đủ để thấy tài năng thực sự của bé Quân. Tài năng của bé Quân chính là có 102. Đến lưu tẩy riêng của bé Quân đứa e thể hiện hoàn toàn, chắc chắn đám người môn phiệt Tây Đường sẽ tiếc nứt ruột gan. Đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói. Mau đưa con của cậu đi đi, còn có lần sau, tôi sẽ không quản nữa. Hoàng Hải Bắc lạnh lùng nói. Lần này ông ta quả thật đang niệm tình xưa, tha cho Diệp Lâm Quân một lần. Diệp Lâm Quân lắc đầu cười mỉa, ôm bé Quân rời đi. Không lâu sau, Thục Thiên Vương và vệ binh Viêm Long cũng đích thân đến tìm Diệp Lâm Quân, bảo anh đảm nhận chức phó giáo quan cho kế hoạch Tiềm Long. Diệp Lâm Quân tỏ vẻ rửng rưng, dù sao tôi cũng đang dạy con gái, nếu bọn họ đồng ý có thể cùng tập tôi chỉ có một yêu cầu nà. Đối với cái chức vụ đó Diệp Lâm Quân chẳng có hứng thú tí nào. Đương nhiên là được, chỉ cần cậu đảm nhận chức giáo quan là được. Những chuyện khác chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Vài ngày sau. 100 hạt giống thiên tài của kế hoạch Tiềm Long đã được tập hợp đủ. Có tổng cộng 4 vị giáo quan hướng dẫn. Một người hướng dẫn chính và 3 người hướng dẫn phụ, ai ai cũng đều có một lý lịch tuyệt vời. Tổng giáo quan còn được mời từ bên nước ngoài về. Anh ta tích hợp tất cả các phương pháp đào tạo hiện đại và cổ xưa, và có thể phát triển tiềm năng con người đến cực điểm. Khi Diệp Lâm Quân đưa bé Quân đến căn cứ dự án Tiềm Long, tất cả mọi người đều sững sờ. Đứa nhỏ này là cái quỷ gì? Những người Cliac đều kinh ngạc. Bởi vì những người đến tham gia kế hoạch Tiềm Long, đều là những thiên tài tỉnh Anh được tuyển chọn từ hàng triệu. Người nào cũng đầy ngạo khí. Mỗi người đều làm ra vẻ ta đây là đệ nhất thiên hạ. Nhưng khi nhìn thấy một cô bé tham gia vào kế hoạch huấn luyện của bọn họ, tất cả mọi người đều chết lặng. Giáo quan của chúng ta là người bình thường tôi có thể nhìn. Nhưng bây giờ lại có một đứa con nít ở đây cùng luyện tập với chúng tôi. Các người đang đùa sao? Mọi người đều tỏ ra vô cùng bất mãn. Đặc biệt là những hạt giống thiên tài đó là được bồi dưỡng ra từ các thế lực ẩn thế hoặc tổ chức bí mật. Hầu hết bọn họ đều bị nhốt ở một nơi cách biệt thế giới, chỉ chăm lo luyện tập, hoàn toàn không biết gì về cuộc xã đê bến Enbuai. Bọn họ không hề biết gì về Diệp Lâm Quân của lúc trước, thậm chí là chưa từng nghe nói. Đúng vậy. Đứa trẻ này là chuyện gì đây chứ? Cho chúng tôi một lời giải thích đi. Diệp Lâm Quân khinh thường liếc nhìn họ rồi nói, xin lỗi, tôi chỉ dạy con gái tôi luyện võ thôi. Các người là đến đây học ké. Đúng là Diệp Lâm Quân không chọc người ta tức điên thì không chịu yên mà. Tất cả các thành viên của kế hoạch Tiềm Long đều sửng sốt. Ý anh ta nói là chỉ dạy cho con gái của anh ta, còn những người khác là vác cái mặt đến đây học ké sao? Hàng trăm thiên, tài đến lầm nền cho con nhóc này à? Bọn họ đều là những thiên tài được lựa chọn kỹ càng, làm sao có thể nhịn được cục tức này? Cậu đang xúc phạm chúng tôi. Cậu không xứng làm giáo quan của chúng tôi. Chúng tôi không cần cậu huấn luyện. Hầu như không ai ở đây không tức giận.
Nào ngờ Diệp Lâm Quân nói đâu có sai. Bọn họ chỉ là đến học kém mà thôi. Nhưng lớp học này lại giúp bọn họ mạnh hơn nhiều so với mấy cái kế hoạch luyện tập kia. Chúng tôi cần một giáo quan như vậy có lợi ích gì? Đây chẳng phải là mang theo trẻ con sao? Mau đưa đứa nhỏ trở về đi. Mọi người đều cảm thấy bị xúc phạm. Diệp Lâm Quân rõ ràng là dân cón theo, còn dạy bọn họ được gì? Mọi người bình tĩnh một chút. Tuy thầy Diệp là người bình thường, nhưng thầy ấy lại có kiến thức võ học thâm sâu. Thầy ấy có tư cách dạy chúng ta. Vệ binh Viêm Long lập tức đứng lên. Được rồi, để xem cậu ta có thể dạy những gì. Nếu như dạy toàn mấy thứ vô bổ, chúng tôi sẽ đuổi cậu ta đi. Mọi người nhìn Diệp Lâm Quân một cách giận dữ. Người phụ trách của vệ binh Viêm Long cũng, yên tâm đi, giáo quan Diệp sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Không lâu sau, mấy giáo quan kia cũng đã đến đủ. Người hướng dẫn chính, Jason, tên theo tiếng Lạc Việt là Kim Phụng Thiên. Quê gốc của ông ta là Lạc Việt, mười mấy năm trước nhập quốc tịch ở Nóc Chiến Ưng. Ông ta là giáo quan đặc chủng có tiếng nhất trên toàn thế giới. Sử dụng thành thạo các môn võ của Lạc Việt, kiếm đạo của đảo Đông Ca, các môn võ thuật cổ xưa khác nhau của phương Tây và các phương pháp huấn luyện hiện đại. Ông ta đã huấn luyện ra được rất nhiều cường giả. Các chiến thần ở 12 quốc gia phương Tây cũng là do ông ta huấn luyện ra. Tự xưng có thể khai phát hết toàn bộ tiềm năng của một người. Ngoài ra còn có hai phó giáo quan. Một người là vệ binh Viêm Long mạnh nhất Lý Trường An. Một người là luyện thể thuật đại sư của nước, Thái Vương của Châu Đông Phương, xưng hiệu là Thú Thần. Anh ta tinh thông thuật luyện thể, có thể giúp thể chất của người mạnh mẽ như dã thú. Cộng thêm Diệp Lâm Quân có công pháp cực mạnh. Đúng là một hệ thống hoàn hảo. Đủ để kế hoạch Tiềm Long có thể đào tạo ra thần. Những hạt giống thiên tài này nhìn thấy ba vị giáo quan, thái độ đột dí yên khác hẳn. Tất cả đều ô úi đầu, vẻ mặt đầy thành kính. Luyện võ không giống như chơi thể thao. Một người chơi bóng rổ có thể không biết đánh nhau, chỉ cần hiểu chiến thuật vận dụng là được, có thể đào tạo ra được nhiều siêu sao bóng rổ. Những môn thể thao khác cũng vậy, không giống với luyện võ. Mấy giáo quan này, chắc chắn là cao thủ đẳng cấp, như thế bọn họ mới có thể đào tạo ra thiên tài được. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Quân là một người bình thường. Ví dụ anh không thể tự thực hiện công pháp, thì làm sao dạy cho người khác? Chứ đừng nói là dạy ra những đạo lý sâu sắc. Cho nên mọi người đều không tín phục Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là anh mang theo con gái mà còn nói những lời đó nữa. Đó là lý do tại sao họ có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với ba người hướng dẫn còn lại. Trong số ba người hướng dẫn, ngoại trừ Lý Trường An, hai người còn lại cũng đang chế nhạo Diệp Lâm Quân. Cho nên mọi người không hề tôn trọng anh. Sau đó kế hoạch Tiềm Long chính thức bắt đầu. Bài đầu tiên. Chọn thử có nên luyện công pháp mà Diệp Lâm Quân giao cho không? Kết quả là không ai chọn. Công pháp này, khiến bản thân mạnh hơn. Căn bản không hề đặt niềm tin vào nó. Diệp Lâm Quân lần nào cũng lang thang trên bờ vực của cái chết. Ý chí mạnh mẽ và khát khao sinh tồn tràn ngập trong anh, không giống với những học viên trong kế hoạch Tiềm Long. Bọn họ muốn học được công pháp, trở nên mạnh hơn, còn Diệp Lâm Quân, lúc đó anh chỉ muốn được sống tiếp. Đó là lý do tại sao anh có thể luyện được công pháp này. Đó mới là gốc, chẳng trách 100 thiên tài tu luyện, đều hoài công vô ích. Ngược lại còn khiến bản thân mình hoàn toàn phế bỏ. Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Diệp Lâm Quân. Theo anh, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Bởi vì bọn họ đã phế rồi, một đời này chẳng còn hy vọng nữa, chẳng khác gì một con chó không luyện thì không luyện. Tôi đi dạy cho bé Quân, bọn họ coi thôi là được rồi. Diệp Lâm Quân cũng chẳng thèm để ý. Bây giờ ân sư đã cho anh rất nhiều kiến thức rồi. Trong tay anh đang nắm rất nhiều át chủ bài. Chỉ cần con bé này học được một chút công phu, tương lai chắc chắn không hề thua kém ai. Tôi cho rằng chỉ dựa vào công pháp này không thể đào tạo ra cường giả được, phải dung hợp công pháp của trăm nhà và phương pháp huấn luyện khoa học nhất. Kim Phụng Thiên nói ra một kế hoạch huấn luyện rất chi tiết tích hợp võ học của Lạc Việt. Đao pháp của đảo Đông Ca và các bí thuật cổ xưa của châu Tây Phương để huấn luyện. Ngoài ra còn có nhiều loại dược tế hiện đại khác nhau để tăng sức mạnh cơ thể và phát triển tiềm năng. Cuối cùng, là các thiết bị trang bị hiện đại, chẳng hạn như áo giáp đặc biệt, v.v. Mục đích là để đào tạo ra các chiến sĩ mạnh nhất.
Kế hoạch đào tạo của ông ta được vệ binh Viêm Long chấp nhận. Khiển vệ binh Viêm Lô Hát Gờ từ bờ cổn pháp của Diệp Lâm Quân, cảm thấy hoàn toàn có thể thay thế bằng phương pháp này. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Hai vị giáo quan khác cũng đồng ý. Chúng tôi cũng đồng ý. Các học viên cũng lần lượt lộ ra vẻ mong đợi. Chương trình huấn luyện này là hoàn toàn mới, bọn họ chưa từng được nghe đến. Bọn họ mong muốn trở nên mạnh mẽ. Các người luyện đi, rảnh rỗi thì chạy đến chỗ ta luyện cũng được. Diệp Lâm Quân ngoài miệng nói nhưng lòng chẳng quan tâm. Sau khi kế hoạch tiêm long bắt đầu, Diệp Lâm Quân hỏi vệ binh Viêm Long về tình hình hàng trăm người đợt trước. Hả, bọn họ đều biến thành phế nhân rồi, giống như cậu đấy, cả đời không thể tu luyện được nữa. Cậu hỏi bọn họ làm gì? Người phụ trách vệ binh Viêm Long ngạc nhiên. Bọn họ đều là vì tôi nên mới thành phế nhân. Tôi đi xem thử thế nào. Diệp Lâm Quân hỏi. Được thôi, thế cậu đi theo tôi. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân đã được đưa đến một nơi. 100 hạt giống thiên tài bị bỏ rơi bị nhốt chung một chỗ như những tên tội phạm. Sau khi nhìn thấy họ, Diệp Lâm Quân mỉm cười, bây giờ mới có thể tu luyện rồi. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn trở thành phế nhân rồi, ngược lại cũng đủ tiêu, chuẩn luyện bộ công pháp đỏ rồi. Cuối cùng Diệp Lâm Quân cũng biết tại sao đợt đầu tiên của kế hoạch tiềm long không thành công. Phá đí xảy lại là đúng kế hoạch tiềm long cũng làm theo như thế. Nhưng lúc tự phế lại không đạt đến trình độ của phá. Diệp Lâm Quân đã tiến bộ nhờ kỹ thuật này vài lần trước đó. Đó là những thời khắc sinh tử khó khăn nhất của anh. Mỗi lần đều vào sinh ra tử. Hoặc là sống. Hoặc là chết. Diệp Lâm Quân có niềm tin vào chiến thắng. Anh phải sống tiếp, ảnh không thể chết. Cho nên mỗi lần môn công pháp này đều có thể mang lại bất ngờ cho Diệp Lâm Quân. Khiến anh như tìm lại được cuộc sống thới. Càng khiến sức mạnh của anh gia tăng thêm rất nhiều. Nhưng kế hoạch tiềm long thì khác. Mọi người là quá tập trung vào phá. Tự hủy võ công của chính mình, hủy bỏ thân thể của chính mình để cưỡng bức đạt tới tiêu chuẩn này. Căn bản không phải là tuyệt cảnh gì. Cái mọi người muốn chỉ là luyện được bộ công pháp này, khiến bản thân mạnh hơn. Căn bản không hề đặt niềm tin vào nó. Diệp Lâm Quân lần nào cũng lang thang trên bờ vực của cái chết. Ý chí mạnh mẽ và khát khao sinh tồn tràn ngập trong anh, không giống với những học viên phỏng kế hoạch tiềm long. Bọn họ muốn học được công pháp, trở nên mạnh hơn. Còn Diệp Lâm Quân, lúc đó anh chỉ muốn được sống tiếp. Đó là lý do tại sao anh có thể luyện được công pháp này. Đó mới là gốc. Chẳng trách 100 thiên tài tu luyện, đều hoài công vô ích. Ngược lại còn khiến bản thân mình hoàn toàn phế bỏ. Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Diệp Lâm Quân. Theo anh, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Bởi vì bọn họ đã phế rồi, một đời này chẳng còn hy vọng nữa, chẳng khác gì một con chó hoang. Đối với những thiên tài hào kiệt một thời này mà nói, không khác gì cái chết. Nó chính là tuyệt cảnh của họ. Họ rất mong muốn trở lại bình thường, mong muốn trở lại đỉnh cao. Đây mới là đạt đến cảnh giới phá thật sự. So với những tuyệt cảnh má Diệp Lâm Quân đã trải qua cũng không khác mấy. Giây phút này, những người đó có một niềm tin rất mãnh liệt. Đã đến lúc thích hợp để bọn họ tu luyện môn công pháp đó. Thật không hiểu cậu đến đây xem bọn họ làm cái gì. Bọn họ chỉ là sản phẩm thử nghiệm thất bại, một đám phế nhân mà thôi. Bây giờ Lạc Việt nuôi một đám phế nhân thì thôi, mỗi ngày kéo dài hơi tàn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đây chính là thái độ của mọi người đối với các lứa thử nghiệm thất bại đầu tiên kia. Bọn họ thậm chí còn hèn mọn hơn cả đám ăn xin lang thang đầu đường xó chợ. Cậu tự nhìn đám phế vật này đi, tôi thấy bọn họ là phiền lòng. Người dẫn Diệp Lâm Quân tới đây, nhìn bọn họ một cách kinh tởm rồi rời đi. Diệp Lâm Quân, anh đến đây làm gì? Anh đến sỉ nhục chúng tôi sao? Nếu không phải luyện công pháp của anh, chúng tôi đâu có biến thành phế nhân chứ? Chúng tôi có khác gì chó không chứ? Mỗi ngày chỉ có ngồi chờ chết. Mọi người đều phát điên khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mới là kẻ thù thực sự của họ. Là công pháp của anh đã biến bọn họ thành như thế này. Không, tôi đến là để cho mọi chín ứ ơi cơ hội trùng sinh. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Cái gì, giúp chúng tôi trùng sinh? Lẽ nào là giúp chúng tôi hồi phục lại bình thường? Không thể nào. Mọi người đều ngạc nhiên. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng, đúng vậy. Giúp các người trở lại bình thường. Không thể nào.
Đương nhiên mọi người không dám tin chuyện này. Nhưng lập tức có vài người mắng, mọi người, nhỏ tiếng chút. Họ nhìn Diệp Lâm Quân, nói thế nào? Còn nhớ tôi đã giao ra công pháp không? Diệp Lâm Quân hơi. Cậu đang sỉ nhục chúng tôi hận không thể giết cậu. Mọi người dường như tức điên khi nghe đến công pháp đó. Không, mọi người, hãy yên lặng, nghe cậu ta nói thế nào? Một người trong số đó lên tiếng. Nghe tôi nói, bây giờ các người đã thích hợp luyện bộ công pháp này rồi. Nó không chỉ giúp các người hồi phục bình thường, còn có thể khiến sức mạnh các người gia tăng gấp bội. Xuy. Lời này của Diệp Lâm Quân vừa dứt, mọi người đều tỏ thái độ khinh miệt. Thứ này đã hủy hoại một đời của họ. Bây giờ người ta lại nói sẽ giúp bọn họ hồi phục đồng thời còn tăng sức mạnh lên gấp bội. Làm sao có thể chứ? Diệp Lâm Quân, cậu là cố ý sao? Chúng tôi đều thành bộ dạng này rồi, cậu còn muốn sát muối lên vết thương của chúng tôi sao? Mọi người đều không tin, công pháp hại bọn họ lại trở thành tia hy vọng giúp bọn họ làm lại cuộc đời. Nghe tôi nói, phương pháp tu luyện công pháp của các người trước đây không có sai sót. Chỉ là các người phá chưa đủ triệt để. Bây giờ mới là tuyệt cảnh của các người, Diệp Lâm Quân giải thích ngắn gọn. Cảnh vật xung quanh dần dần im lặng. Mọi người đều cảm thấy những lời Diệp Lâm Quân nói có lý. Bắt đầu bây giờ các người nghe theo lời tôi tu luyện công pháp này. Bộ công pháp này tôi đã bổ sung hoàn tất, chắc các người sẽ luyện nhanh thôi. Diệp Lâm Quân nói. Chỉ là đa số mọi người đều do dự nhìn Diệp Lâm Quân, vẫn không tin anh. Lúc này, Tiêu Phong lại bước lên phía trước. Chúng tôi đều thành ra như thế này rồi, còn phải chịu thê thảm đến mức nào nữa đây? Có hy vọng chúng tôi muốn thử xem. Lẽ nào các người muốn bị người khác xem thường cả đời sao? Muốn làm một con chó cả đời sao? Không muốn. Được rồi, thử thì thử. Mọi người đều bằng lòng chịu thử và bắt tay vào tu luyện. Nghe tôi nói, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu để người khác biết, các người có thể không còn một chút hy vọng nào nữa đấy. Diệp Lâm Quân thuyết phục. Chúng tôi hiểu rồi. Nếu như bộ công pháp này có ích, giúp chúng tôi hồi phục lại, thì sau này, 100 cái mạng của chúng tôi chính là của cậu. Tiêu Phong hét lên. Được rồi, tôi chờ ngày đó. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Anh tin 100 người này nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Tuyệt đối vượt xa 100 người lượt tuyển thứ hai của kế hoạch Tiềm Long. Đương nhiên lời này nhồi ra không có một ai tin. Một người bình thường bị hủy kinh mạch có thể dạy 100 tên tàn phế trở nên lợi hại sao? Ai mà tin được? Chuyện này là không thể. Nhưng Diệp Lâm Quân và mấy người Tiêu Phong nhất định sẽ biến không thể thành có thể. Chỉ cần có lòng tin này, mới có thể luyện được công pháp. Sau khi rời khỏi đây, Diệp Lâm Quân đã thảo luận với người phụ trách về việc liệu có thể giao mấy người Tiêu Phong cho anh được không? Cậu muốn 100 người này làm cái gì? Cảm thấy hổ thẹn hả? Đối phương có vẻ rất tò mò. Muốn 100 phế nhân cả đời không thể luyện võ làm cái gì? Não có bị bệnh không? Cho là vậy đi, có chút hổ thẹn, Diệp Lâm Quân gật đầu nói. Được, được rồi, giữ 100 người này nói thật cũng mệt lắm. Giao cho cậu đó. Người phụ trách nóng lòng muốn chút bỏ những gánh nặng này. Vừa hay Diệp Lâm Quân đã đến. Diệp Lâm Quân đưa 100 người đi tìm một nơi yên tĩnh ở Giang Bắc để họ luyện võ. Sau đó, Diệp Lâm Quân đã đưa bé Quân đi bắt đầu tập luyện. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt từ 3 người hướng dẫn khác, những học viên có thời gian đã đến tìm Diệp Lâm Quân. Thực ra là muốn xem thử Diệp Lâm Quân hướng dẫn như thế nào. Sau khi đến, mọi người đều sững sờ. Những gì Diệp Lâm Quân yêu cầu bé Quân luyện tập cũng đơn giản như Thái Cực Quyền. Trông cũng bình thường, còn không đẹp bằng những ông lão ở công viên. Xem hai ba con họ đang tập luyện, mọi người đều mỉm cười. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ. Đây là bài huấn luyện của kế hoạch Tiềm Long sao? Tôi sắp điên rồi đây. Cái này là gì vậy chứ? Xin lỗi, đây là để tu luyện sức chiến đấu mạnh nhất cho Lạc Việt, không phải để luyện công. Mọi người đều cất giọng khinh thường. Mọi người đều rất muốn ép Diệp Lâm Quân đi, nhưng suy nghĩ lại. Trực tiếp làm như thế, e là không phải lý do chính đáng. Vệ binh Viêm Long nhất định không đồng ý. Cách tốt nhất chính là đi theo Diệp Lâm Quân học trước. Nếu thời gian dài không có hiệu quả gì thì có đủ lý do để đá anh đi. Trong mắt mọi người, luyện Thái Cực Quyền với Diệp Lâm Quân chẳng có tác dụng gì cả.
Đây hoàn toàn là một trò chơi đành cho trẻ em. Đúng là chuyện hài, tuy nhiên, mọi người đều không nói, thay vào đó tích cực tham gia khóa huấn luyện của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân đã nhìn ra ý định của những người này. Nhưng anh cũng không nói ra, chỉ tiến hành bài huấn luyện của anh. Chỉ dẫn những động tác phù hợp với mỗi người, nhưng theo mọi người thấy bài hướng dẫn này có phần hơi trẻ con. Chẳng hạn như phải xách nước, phải leo núi liên tục. Khóa huấn luyện vừa bắt đầu, mọi người đều nhìn ngơ ngác. Đây là cái gì chứ? Diệp Lâm Quân đang giỡn à? Đây là khóa huấn luyện của chiến sĩ Lạc Việt vừa nhập ngũ sao? Sao không giống tư thế quân sự tí nào vậy? Đây là bài đào tạo cơ bản nhất. Còn những học viên này, người nào cũng đều là cao thủ võ công, được bầu chọn từ hàng trăm triệu người. Ai ai cũng đều là cường giả cấp tông sư. Vậy mà lại luyện mấy cái trò trễ con này. Nhưng vì để đuổi Diệp Lâm Quân đi, họ đã cố gắng chịu đựng. Thay vào đó, họ chủ động hoàn thành mọi nhiệm vụ do Diệp Lâm Quân giao cho. Nhưng âm thầm có những bình luận không tốt cho anh. Thậm chí, hầu hết mọi người đều cho rằng Diệp Lâm Quân cố ý. Ít ai biết rằng Diệp Lâm Quân là người đã dạy hết mọi thứ cho họ. Các kỹ thuật chiến đấu kỳ diệu mà ông lão đã dạy lại cho anh. Anh sử dụng lại những phương pháp đơn giản này để truyền lại cho học viên. Chẳng hạn vừa xách nước vừa chạy, kỳ thực Diệp Lâm Quân đã dạy rất nhiều thứ trong đó. Lộ trình chạy được đặt ra giúp rèn luyện những kỹ năng cơ thể tinh tế nhất, và đưa ra các chương trình đào tạo khác nhau tùy theo từng người để khai thác tối đa tiềm năng của họ. Nếu như tiếp tục luyện tập với Diệp Lâm Quân, tương lai chắc chắn không thua kém gì Cửu Đại Thiên Vương. Thậm chí còn cao hơn. Chỉ là mọi người đều không chịu hiểu, kế hoạch luyện tập đang diễn ra hàng ngày. Tài năng của bé Quân thực sự đáng kinh ngạc, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Những học viên này cũng tiến bộ rất nhanh, nhanh hơn gấp 3 lần so với dự đoán của ba giáo quan khác. Nhưng bọn họ đều cho rằng là do ba vị giáo quan đó nên mới tiến bộ như vậy, chứ không hề liên quan gì đến mưu ý bài học trẻ con của Diệp Lâm Quân. Nào ngờ bọn họ tiến bộ được như thế, chủ yếu đều là, giờ cô nở lao của ánh, phương án huấn luyện của Diệp Lâm Quân chính là phát triển tiềm lực cho bọn họ, khiến sức mạnh bọn họ tăng vọt. Ở phía bên kia, Tiêu Phong và mấy người bị chê bai là phế nhân, sau khi trải qua một khoảng thời gian tu luyện vô cùng kinh ngạc phát hiện bản thân họ đã hồi phục lại bình thường. Cơ thể bị phế, kinh mạch bị hủy hoại, thế nhưng bây giờ đã hồi phục như cũ. Tất cả mọi người đều hồi phục. Đúng là một tin rất tốt. Tiêu Phong và mấy người có thiên phú không chỉ bình phục lại mà sức mạnh còn tăng vào đột biến. Bọn họ vui mừng đến phát điên. Công pháp quả thật phất có hiệu quả, Diệp Lâm Quân không có lừa bọn họ. Vào lúc này, họ đã nhìn thấy hy vọng, chính Diệp Lâm Quân mang lại ánh sáng cho họ, giống như ba mẹ của họ. Kể từ bây giờ, sinh mạng của 100 người chúng ta sẽ thuộc về cậu, ân nhân bọn họ cảm kích nói. Trước đây họ sống không bằng chó, nhưng bây giờ, đã nhìn thấy hy vọng thật rồi. Bọn họ khao khát một ngày nào đó sẽ được hồi phục, để nói cho những người khác biết bọn họ vẫn còn là thiên tài. Cuối cùng ngày này cũng đến, tất cả đều là nhờ Diệp Lâm Quân ban cho. Chúng ta phải chăm chỉ luyện tập, không được để ân nhân thất vọng. Có hiểu không? Tiêu Phong hồ lên trước mặt mọi người. Sau khi kế hoạch tiềm long thất bại, bọn họ bị vệ binh Viêm Long ruồng bỏ. Bị sư môn sư phụ bỏ rơi, bị gia tộc ba mẹ xua đuổi. Mọi người đều nén nhịn, chờ đợi một ngày Phụng Hoàng trở mình, dục hỏa trùng sinh. Diệp Lâm Quân mỉm cười chân thành khi nhìn thấy họ đạt được thành quả như thế. Tất cả học trò đều thu được không ít thành tựu. Trong lòng anh thầm vui mừng. Hôm nay, học viên của kế hoạch Viêm Long lại tham gia khóa huấn luyện do Diệp Lâm Quân tổ chức. Diệp Lâm Quân nhìn mọi người và cười nói, không tệ, mới ban đầu đã có hiệu quả. Các người cứ tiếp tục, kiên trì hoàn thành những nhiệm vụ mà tôi giao. Tương lai các người sẽ đầy hứa. Hẹn bây giờ đã nếm được vị ngọt, đừng vội tự hào. Hãy trầm tĩnh, mọi người cố kìm nén không để bản thân phát ra tiếng cười. Cậu ta là đồ ngốc à? Thật sự cảm thấy chúng ta tiến bộ là do cậu ta dạy sao? Có liên quan gì đến cậu ta không? Trong đội ngũ không ít người thốt lên. Mọi người đều cho rằng sự tiến bộ của họ khoảng thời gian này không hề liên quan gì đến Diệp Lâm Quân. Hơn nữa, cái khóa huấn luyện trẻ con Dieto có thể nâng cao năng lực mới lạ. Nghe thấy mọi người xì xào bàn tán, Diệp Lâm Quân cũng chẳng mấy để tâm.
tuy các người tiến bộ rất nhanh, nhưng mãi mãi cũng không được như mong đợi của tôi. Các người có biết, học viên đọt đầu của kế hoạch tiêm long tiến bộ nhanh hơn các người nhiều. Bởi vì bọn họ liêu mạng, thái độ của bọn họ cũng nghiêm túc hơn các người. Diệp Lâm Quân nói. Ha 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 ha. Kết quả là, tất cả mọi người đều phá lên cười. Chúng tôi tiến bộ không nhanh sao? Giáo quan Kim Phụng Thiên nói, chúng tôi là những học viên tiến bộ nhanh nhất mà ông ta từng gặp. Trong khoảng thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh gấp 3 lần, còn như thế nào nữa? Có phải cậu có tiếng mà không có miếng không? Căn bản không hiểu mà. Mọi người đều chất vấn Diệp Lâm Quân. Chậm là chậm, tốc độ này thật sự không nhanh, chỉ có thể nói là Kim Phượng Thiên chưa từng trải sự đời. Diệp Lâm Quân chế nhạo. Anh còn chưa lấy bé Quân và mình ra làm ví dụ đấy. Tốc độ tiến bộ của ba con họ nói không chừng còn nhanh hơn cả tên lửa. Diệp Lâm Quân, chú ý lời nói của cậu một chút, nói chúng tôi thì được, nhưng không được phép nói thay Kim Phụng Thiên như thế, mọi người đều sắp phát giận rồi. Trong căn cứ huấn luyện, họ ngưỡng mộ nhất chính là ba vị giáo quan Kim Phụng Thiên. Diệp Lâm Quân nói họ như thế không được. Thảo nào, tôi nghe nói cậu đều đón trăm tên phế vật là sản phẩm thất bại của đợt thí nghiệm đầu đi rồi. Lẽ nào cậu còn muốn huấn luyện bọn họ thành cường giả sao? Đúng vậy. Không phải vừa rồi cậu ta còn nói đám người đó còn tiến bộ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Mọi người chợt nghĩ đến điều này, lần lượt truy hỏi Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng, đúng vậy. Nhìn từ góc độ tổng thể hay cá nhãn, bọn họ tiến bộ nhanh hơn các người. Nghe câu trả lời bình tĩnh của Diệp Lâm Quân. Cả trăm người tức đến mức sắp phát nổ. Diệp Lâm Quân hoàn toàn không để ý đến họ. Liên tục khiêu khích họ. Chuyện này không thể nhịn. Được được, chúng tôi không đấu khẩu với cậu nữa ồ. Không phải cậu nói cả trăm người đó tiến bộ nhanh hơn chúng tôi sao? Thế tốt, bảo bọn họ ra đây cùng chúng tôi luyện thừa sầm. Nếu chúng tôi thoá, tâm phục khẩu phục. Đúng, đúng, bảo bọn họ ra đi thi, với Euro húng tôi. Mọi người cùng hô lên. Lời nói của Diệp Lâm Quân đã kích thích họ. Bọn họ còn không bảng một lũ vô dụng sao? Thật không thể nhịn được, các người sẽ có cơ hội so tài thôi. Nhưng không phải bây giờ, Diệp Lâm Quân nói. Ha 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 ha, cậu căn bản đang nói đóc, đám người vô dụng đó cả đời không thể luyện võ, thậm chí còn không thể hồi phục được. Nói gì đến tiến bộ cơ chứ? Diệp Lâm Quân cậu muốn nói khích bọn ta đi nữa thì cũng nên nghĩ ra lý do gì tốt hơn đi. Thấy Diệp Lâm Quân không nói tiếng nào bọn họ rất vui mừng. Họ nghĩ Diệp Lâm Quân đang làm trò hề. Diệp Lâm Quân, cậu phải xin lỗi chúng tôi. Xin lỗi giáo quan Kim Phụng Thiên. Một người mạnh nhất trong số các học viên, chỉ vào Diệp Lâm Quân giận dữ nói. Đúng vậy, cậu nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Nợ giáo quan Kim một lời xin lỗi. Tất cả mọi người hô lên. Thái độ vô cùng cương quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa ồ, nếu như Diệp Lâm Quân không xin lỗi, anh đừng mong rời khỏi chỗ này. Những chuyện đang xảy ra bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba giáo quan còn lại và người phụ trách kế hoạch tiêm long. Họ vội vội vàng vàng chạy đến, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy hả? Mấy người họ xôn xao hỏi. Mọi người kể lại với bọn người Kim Phụng Thiên những gì vừa xảy ra cái gì? Tôi chưa trải sự đời á. Ha ha ha. Kim Phụng Thiên bật cười. Luyện thể đại sư của nước Thái Vương cũng cười theo. Bản lĩnh của bọn họ luôn đứng đầu thế giới cơ mà. Sao mà họ có thể chưa trải sự đời cơ chứ? Kim Phụng Thiên lườm Diệp Lâm Quân với vẻ chế nhạo và nói. Tôi dám khẳng định rằng những học viên này là những người có tiến bộ nhất mà tôi từng gặp được. Không ai tiến bộ nhanh hơn họ được nữa cả. Không sai, tốc độ tiến bộ này lúc trước chúng tôi đã từng nghe của người phụ trách vệ binh Viêm Long, Lý Trường An và bậc thầy huấn luyện thể chất cũng lần lượt nói. Sự tiến bộ nhanh chóng như vậy càng khiến cho họ thêm khẳng định về kế hoạch luyện tập của Kim Phụng Thiên. Dựa vào kế hoạch đào tạo này, tuyệt đối có thể tạo ra một nhất phũ kiên vương mới hoàn toàn. Có khi còn chẳng dừng lại ở 3 người, đến 10 người cũng còn có thể. Điều này khiến vệ binh Viêm Long nhìn thấy hy vọng. Tất cả điều này là do Kim Phụng Thiên mang lại cho bọn họ. Vì vậy bọn họ đều vô dụng tin tưởng Kim Phụng Thiên, ai nấy đều biết, những học viên có sự tiến bộ chóng mặt như vậy đều từng học ở lớp của Kim Phụng Thiên. Sự tiến bộ đó không liên quan lắm đến 3 người còn lại. Dù có nói gì đi chăng nữa thì trong chuyện này giáo quan Diệp cũng có lỗi. Anh phải xin lỗi giáo quan Kim cùng các học viên đi.
người phụ trách nói. Diệp Lâm Quân cười, tôi đã làm gì sai nào? Sao phải xin lỗi chứ? Cậu ăn nói hàm hồ, cậu khinh thường giáo quan Kim. Người phụ trách lớn tiếng nói. Nhưng biết làm sao hơn được, nhưng vẫn chưa đạt đến tốc độ mà tôi mong muốn, vậy nói các người chưa trải sự đời, thì đã làm sao? Hiện tại, người duy nhất khiến Diệp Lâm Quân hài lòng chỉ có là bé Quân. Ha ha ha, tôi không tin có người nào khác còn tiến bộ nhanh hơn bọn họ. Không một ai cả. Hoàn toàn không, Kim Phụng Thiên một lời phủ định. Ông chưa nhìn thấy, không có nghĩa là không có, cho nên mới nói các người chưa trải sự đời. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Nhưng những lời này đã hoàn toàn chọc giận đến tất cả mọi người có mặt ở đây. Diệp Lâm Quân, cậu không hề nhận ra được lỗi của mình. Cậu không muốn xin lỗi có đúng không? Đám đông phẫn nộ la ó. Tôi không sai, tại .sao phải xin lỗi chứ? Đầu óc các người có vấn đề à? Diệp Lâm Quân nhìn, bọn họ như nhìn thấy một lũ ngốc. Được, anh không chịu xin lỗi có đúng không? Tôi đề nghị bãi bỏ chức giáo quan này của Diệp Lâm Quân. Nguyên nhân rất đơn giản, kế hoạch đào tạo của cậu ta rất trẻ con. Chuyện này, ai cũng biết, Thiệu Hình Thiên đề nghị. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tất cả các học viên đều đồng ý. Tất cả mọi người đều biết huấn luyện của Diệp Lâm Quân. Thiệu Hình Thiên và các học viên không có phóng đại lên. Đúng là giống như nhà tròi vậy. Luyện một số thứ cơ sở đến nỗi không thể nào cơ sở hơn. Vẫn là luyện chung với mấy đứa nhóc. Gánh nước, leo núi, đánh quyền. Đây là tới để tập gym chắc. Kế hoạch Tiềm Long là muốn rèn đúc ra được Nhất Vũ Kiên Vương. Chơi đùa như thế này thì làm sao mà được. Đám người Kim Phụng Thiên đã phản ứng rất nhiều lần. Bọn họ cảm thấy Diệp Lâm Quân không xứng làm huấn luyện viên, nhưng đều đã bị người phụ trách đè ép xuống. Nhưng bây giờ đã bạo phát một cách triệt để rồi. Các học viên không đồng ý, có vấn đề lớn rồi. Bây giờ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả chúng tôi yêu cầu đuổi Diệp Lâm Quân ra khỏi vị trí huấn luyện viên. Nếu không thì chúng tôi không làm nữa. 100 học viên đều không đồng ý. Kim Phụng Thiên và Đại sư luyện thể thuật đều ủng hộ đuổi Diệp Lâm Quân. Vệ binh Viêm Long nể tình cảm lúc trước muốn giữ Diệp Lâm Quân lại, dù sao vẫn phải cần mặt mũi. Nhưng từ hiệu quả mà nói thì Diệp Lâm Quân huấn luyện đúng là rối loạn. Luyện mấy thứ cơ sở như thế có hiệu quả gì chứ? Vậy nên Diệp Lâm Quân chẳng có chút tác dụng nào trong kế hoạch Tiêm Long này. Ngài xem đi, ngài vẫn nên rời khỏi đây đi, tốt cho cả hai bên. Người phụ trách nói với vẻ uyển chuyển. Đúng, anh mau rời khỏi đây đi. Anh ở chỗ này chính là làm hại những thiên tài này. Tôi nghĩ nếu không có anh ở đây thì tốc độ của các học viên này sẽ tăng gấp 3 gấp 5 lần. Giọng nói lạnh lùng của Kim Phụng Thiên vang lên. Các học viên nhao nhao hùa theo. Có vẻ như là huấn luyện của Diệp Lâm Quân làm chậm trễ sự tiến bộ của bọn họ đúng không? Nếu không có Diệp Lâm Quân thì nói không chừng tốc độ của bọn họ đã tăng lên gấp trăm rồi. Diệp Lâm Quân nhất định phải rời đi. Nếu không chúng tôi rời khỏi đây. Thái độ của bọn họ rất quyết liệt. Người phụ trách và Lý Trường An nhìn về phía Diệp Lâm Quân với vẻ khó xử, ngài nhìn. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói, được, vậy tôi rời đi nhưng các người không nên hối anh đi chúng tôi còn vui mà chẳng kịp kia, hối hận cái gì chứ? Thiệu Hình Thiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì một khi kia ông có tôi huấn luyện cho các người thì các người sẽ không thể nào tiến bộ. Đừng nói là tốc độ gấp 3 lần, cho dù có muốn nhanh hơn một chút cũng khó. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười rồi nói. Kế hoạch huấn luyện của Kim Phụng Thiên đúng là không tệ. Nhưng thật ra là tiềm lực của những thiên tài kế tục này đã bị khai thác gần hết rồi. Khai thác thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên phải dùng cách khác, tạo riêng cho mỗi người một kế hoạch để đề cao. Cho nên kế hoạch huấn luyện của Kim Phụng Thiên cũng chẳng khiến cho mấy người này tiến bộ hơn được bao nhiêu. Có thể giữ vững không lùi là đã không tệ rồi. Đừng nói gì tới tốc độ tiến bộ nhanh gấp 3 gấp 5 lần. Ha ha, không có sự quấy rầy của Diệp Lâm Quân thì chúng tôi chắc chắn sẽ tiến bộ hơn gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Không tin thì anh chờ xem L. Mấy người Thiệu Hình Thiên hô lên. Ừ, tôi chờ. Diệp Lâm Quân lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, thực sự anh đã định truyền lại những gì mình biết cho những đứa trẻ này. Nhưng bọn họ lại từ chối, lại còn đuổi mình đi. Là do chính bọn họ không cần cơ hội này. Không trách được người khác. Đi thôi con gái,
chúng ta đi nào. Cuối cùng Diệp Lâm Quân rời khỏi căn cứ kế hoạch Tiềm Long, trong căn cứ vang lên tiếng reo hò. Giống như là bọn họ vừa đưa tiễn một ôn thần vật. Tiếp theo mới chính là giây phút chúng ta thật sự bay lên. Đám người Thiệu Hình Thiên vô cùng hưng phấn. Tốt, tôi tin rằng dưới sự chỉ dạy của ba người huấn luyện viên, mọi người sẽ bước tới một tầm cao mới. Kim Phụng Thiên cũng vô cùng tự tin. Theo suy nghĩ của bọn họ thì sự tiến bộ của học viên trong giai đoạn thứ nhất đều là do bọn họ thúc đẩy. Chẳng có liên quan gì tới Diệp Lâm Quân cả. Chúng ta mong chờ một tháng sau. Một tháng sau, bọn họ sẽ cầm theo phiếu điểm tiến bộ gấp 5 lần ném thẳng vào mặt Diệp Lâm Quân. Chờ mong. Chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì với Diệp Lâm Quân cả, anh chỉ là nhân lúc huấn luyện bé Quân rồi tiện thể luyện cho bọn họ mà thôi. Sau khi trở về Giang Bắc thì Diệp Lâm Quân cố ý đi thăm 100 người Tiêu Phong. 100 người này mất ăn mất ngủ, đúng thật là liều mạng. Bọn họ đều đang dựa vào tín niệm mãnh liệt mà lưu. Ân nhân, về sau ngài chính là ân nhân của chúng tôi. Cho dù ngài bảo chúng tôi lên núi đao xuống biển lửa chúng tôi cũng sẽ không chối từ. 100 người Tiêu Phong quỳ xuống, mọi người có thể khôi phục, có thể mạnh lên thì tôi cũng rất vui. Diệp Lâm Quân vừa cười vừa nói. Anh lại cười với mấy người mà Thục Thiên Vương sắp xếp bảo vệ anh rồi nói, luyện chung đi, dù sao cũng nhàn rỗi mãi, người họ cũng gia nhập huấn luyện một cách hưng phấn. Rất chờ mong ngày mà 100 người vô dụng này phát sáng. Mấy ngày này, vệ binh Viêm Long và Thục Thiên Vương vẫn luôn tra xét. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được dấu chân của cường giả cấp Bắc Ma. Đáng sợ nhất là từ kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy tất cả có 3 cường giả mạnh hơn cấp Bắc Ma từng chiến đấu. Mọi người vừa nhìn thấy kết quả thì sợ hãi tới nỗi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một Bắc Ma đã phá cho Lạc Việt Long trời lỡ đất rồi. Vậy mà bây giờ lại có 3 người mạnh hơn Bắc Ma. Chuyện này quá đáng sợ. Không chỉ như thế, các khu vực đều phát hiện ra sự xuất hiện của một số người bí ẩn. Bọn họ đi không thấy bóng, tới không thấy người, bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn không bắt được. Rất nguy hiểm, còn hành động của các quốc gia khác cũng vô cùng kỳ quặc. Dựa hồ như có rất nhiều người hay vật bí ẩn xuất hiện. Ví dụ như ở một đảo nhỏ phía đông nào đó đột nhiên nổ tung rồi chìm xuống biển. Có người thấy có một kiếm khách ở trong ngọn lửa sau đó chạy trên biển. Khu náo nhiệt của tỉnh quốc thành phố ngàn sao đột nhiên xuất hiện một quái vật bốc lửa, gây bỏng rất nhiều người. Nước Chiến Ưng và rất nhiều nước khác cũng xảy ra những chuyện tương tự. Nhất là nước Chiến Ưng, hiện trạng nhiều không kể xiết, dường như là sắp xảy ra chuyện gì lớn vậy. Một loạt hiện tượng kỳ quái thì không phải là ngẫu nhiên. Quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long vẫn rất là nhạy cảm, rất nhanh bọn họ đã cảm nhận được chuyện này có chút không thích hợp. Mau đưa chuyện này vào mức độ nguy hiểm cấp cao. Xem ra Lạc Việt sắp không yên rồi, thế giới cũng không yên rồi. Có khả năng những gì sắp xảy ra là những chuyện chúng ta không thể nào khống chế được. Lúc quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long nói ra những lời này thì tất cả các thành viên đều rất kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía quản lý cấp cao với vẻ không thể tưởng tượng được. Lạc Việt còn có chuyện mà vệ binh Viêm Long không thể khống chế ư? Vệ binh Viêm Long là tổ chức cao nhất trong nhận thức của mọi người mài. Nếu vệ binh Viêm Long không khống chế được thì còn ai có thể khống chế chứ? Thật là đáng sợ. Mọi người sợ tới nỗi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cho nên chúng ta phải khởi động một kế hoạch khẩn cấp. Mời mọi người đi theo chúng tôi đến phòng hồ sơ. Nhưng phòng hồ sơ không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là nơi bên trong phòng hồ sơ. Sau khi bọn họ mở 3 cánh cửa ra thì cuối cùng cũng đã đi tới nơi cơ mật nhất trong phòng hồ sơ. Nơi này cất giữ những bộ hồ sơ quan trọng nhất Lạc Việt, bao gồm cả hồ sơ của Diệp Lâm Quân. Muốn xem thì phải có quyền hạn nhất định. Mọi người bình tĩnh lại trước đã, những gì mọi người thấy sau đây có thể sẽ phá vỡ nhận biết của mọi người. Đừng có quá kinh ngạc. Quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long dặn dò. Mọi người nghe thế thì lại càng thêm kinh ngạc. Đến cùng là hồ sơ gì chứ? Hồ sơ gì sẽ phá vỡ sự nhận biết của mọi người? Trong lúc tất cả mọi người đang căng thẳng thì một người quản lý cấp cao lấy một bộ hồ sơ tuyệt mật ra. Trong hồ sơ này che giấu một bí mật phủ bụi của quá khứ. Nội dung bên trong là thứ tất cả mọi người đều chưa từng nghe. Định nghĩa của mọi người đối với cường giả mạnh nhất là gì? Lúc này có người hỏi. Đương nhiên là tông sư rồi. Trăm năm qua,
tông sư chắc chắn là mạnh nhất. Đúng thế, đây là điều mà tất cả các nước đều công nhận. Mọi người rối rít trả lời. Vậy để tôi nói cho các người biết, tông sư cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Trên tông sư vẫn còn các cảnh giới khác. Cái gì cơ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Từ trước tới nay bọn họ luôn nghĩ rằng tông sư là mạnh nhất. Tiêu chuẩn của nước ngoài cũng là như thế. Cho dù có mạnh hơn Bác Ma cũng chỉ là tông sư vậy tôi sẽ nói cho các người biết, trên tông sư còn có cấp chí tôn. Cường giả cấp tông sư cũng đã đủ mạnh rồi đúng không? Những cường giả cấp tông sư như Bác Ma thì cả một quốc gia cũng chẳng làm gì được. Thật ra vẫn có cách để giết chết Bác Ma. Đó chính là dùng vũ khí hạt nhân, cho dù Bác Ma có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào đối đầu với vũ khí hạt nhân được. Nhưng không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không thể nào sử dụng vũ khí hạt nhân được. Nhưng cường giả cấp chí tôn lại càng thêm mạnh mẽ, ngay cả vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ cũng không giết được họ. Đám người kia nghe thấy vậy thì đều rất kinh ngạc. Vũ khí hạt nhân cũng không giết được ư? Mạnh đến mức độ này luôn sao? Đây chắc chắc đã mạnh tới nỗi vượt qua phạm vi của nhân loại rồi. Bọn họ cảm giác như đang nghe kể chuyện thần thoại cổ đại vậy. Tại sao lâu như thế rồi nhưng chúng tôi chưa từng nghe thấy có cường giả chí tôn xuất hiện? Mọi người đều rất thắc mắc. Gần trăm năm nay không có một ai có thể đạt tới cấp chí tôn cả, tất cả các nước đều như vậy, mà những cường giả chí tôn khác đều im lặng sống trong bóng tối. Điều này cũng làm cho cấp bậc chí tôn trở thành truyền thuyết, thành cơ mật quản lý cấp cao giải thích. Hả, tại sao cường giả cấp chí tôn lại lựa chọn im lặng, gần trăm năm rồi mà chưa từng xuất hiện chứ? Có người đưa ra câu hỏi. Điều này đến cả tôi cũng không biết. Từ hồ sơ tuyệt mật cho thấy, các cường giả chí tôn ở Lạc Việt và toàn thế giới đều lựa chọn im lặng trong một đêm, cũng không biết là vì cái gì. Đáng sợ quái. Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra, khiến cho tất cả các cường giả chí tôn trên thế giới đều biến mất. Bọn họ đang e dè điều gì? Đây là điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Không biết, trong hồ sơ của vệ binh Viêm Long cũng không có ghi chép. Quản lý cấp cao đều lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay chúng tôi để mọi người nhìn hồ sơ cơ mật này với mục đích rất đơn giản, rất có thể cường giả cấp chí tôn sắp xuất hiện. Tổng hợp tất cả các tình huống hiện tại, sự xuất hiện của cường giả cấp chí tôn sẽ đi kèm với khó khăn và nguy hiểm là điều tất nhiên. Đừng nhìn bây giờ Lạc Việt rất uy phong, khiến cho mấy nước khác không ngóc đầu lên được. Chỉ khi nào bọn họ thả ra ác ma chân chính, còn chưa biết hưu chết vào tay ai đâu. Mọi người bắt đầu lo lắng, vậy thì làm sao bây giờ? Lỡ đâu cường giả chí tôn xuất hiện thì chúng ta thật sự không còn cách nào à? Vậy Lạc Việt phải làm gì bây giờ? Việc này đã vượt khỏi phạm vi khống chế. Vệ binh Viêm Long cũng đành chịu. Đúng lúc này, mấy quản lý cấp cao nhìn nhau một cái rồi cười, lúc nguy hiểm tiến đến thì chắc chắn sẽ có người ra giải quyết. Lúc Bác Ma làm loạn thì cũng đâu có ai ra giải quyết. Còn chẳng phải là dựa vào Diệp Lâm Quân. Đó là vì Bác Ma không đủ tư cách để bọn họ ra mặt. Hoặc là nói mức độ nguy hiểm của Bác Ma chưa đạt tới tiêu chuẩn để bọn họ ra tay. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đến, cùng là thế giới này đang ẩn giấu điều gì chứ? Những bí mật kia đều bị một nhóm người đứng đầu che giấu. Điều quan trọng là đến vệ binh Viêm Long cũng chỉ có thể biết một góc của núi băng mà thôi. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị, ví dụ như kế hoạch Tiềm Long. Hy vọng có thể tạo ra mấy cường giả sánh với Bác Meo. Không chừng ngày nào đó nguy hiểm sẽ giáng xuống. Quản lý cấp cao của vệ binh Viêm Long rất sợ ngày này sẽ tới. Nhưng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, trong nhà gỗ ở vùng Đông Bắc đầy tuyết. Mấy người ba của Hắc Long cũng rất thất vọng. Bọn họ phái rất nhiều người đi điều tra nhưng đều không có manh mối. Giống như là không hề có ai bảo vệ Diệp Lâm Quân vậy. Tôi không chờ được nữa, người giết con trai tôi còn sống, tôi không chịu được. Đúng thế, chúng ta phải báo thù cho thằng bé. Trong mắt ba của Hắc Long và hai người anh của anh ta hiện lên sát ý nồng đậm. Bớt giận nào, bây giờ cường giả cấp chí tôn xuất hiện, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn. Chắc chắn phải giết, nhưng chúng ta phải nghĩ những cách khác. Những người khác khuyên nhủ. Vậy thì phải nghĩ nhanh lên, không nghĩ ra được thì tôi tự mình ra tay đi giết Diệp Lâm Quân. Đương nhiên là Diệp Lâm Quân biết mình đã bị người khác hận, nhưng anh không quan tâm, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Anh vẫn sống như bình thường,
ngoại trừ sinh hoạt thì lúc rảnh rỗi sẽ huấn luyện mấy người bé quân. Rất nhanh sau đó Diệp Lâm Quân phát hiện ra thiên phú của Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên đều vô cùng cao. Thậm chí còn cao hơn các học viên trong kế hoạch Tiềm Long. Bọn họ tiến bộ quá nhanh, gần với tốc độ của bé quân, nhưng hai người Lý Tử Nhiệm cũng không biết điều này, bọn họ chỉ cho rằng mình đang rèn luyện sức khỏe mà thôi. Bọn họ không biết rằng Diệp Lâm Quân đang dẫn dắt bọn họ trở thành cao thủ tuyệt thế sau đó, dường như là tất cả mọi nơi đều tu luyện trong điên cuồng. Trong căn cứ của kế hoạch Tiềm Long, sau khi đám người Thiệu Hình Thiên ép Diệp Lâm Quân đi thì đều vô cùng hưng phấn và thoải mái. Bọn họ tu luyện càng nhiều, bởi vì muốn dùng thành tích để làm Diệp Lâm Quân mất mặt. Nhưng sau khi làm thế ba ngày trời thì bọn họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Dường như bọn họ không thể tiến bộ được. Rõ ràng là mỗi một học viên đều hoàn thành bài huấn luyện của Kim Phụng Thiên và ba người huấn luyện viên, nhưng không hề có chút dấu hiệu tiến bộ nào. Không thể nào so sánh với tốc độ tiến bộ của giai đoạn đầu được. Ngay từ đầu mọi người còn không xem chuyện này ra gì. Nhưng 5 ngày sau bọn họ vẫn không tiến bộ được. Thế là bọn họ bắt đầu luống cuống. 7 ngày không có tiến bộ. 10 ngày không có tiến bộ. Nửa tháng đã trôi qua, mặc dù mọi người có tiến bộ nhưng cơ bạc có thể xem là bằng không. Dường như tiềm lực của bọn họ đã bị khai phá tới mức lớn nhất, không thể nào khai phá tiếp được nữa. Các học viên bắt đầu luống cuống, đám huấn luyện viên và người phụ trách của vệ binh Viêm Long cũng đều rất sốt ruột. Đây chẳng khác nào là dậm chân tại chỗ cả. Không thể như thế được. Kế hoạch huấn luyện đều đi theo chương trình, không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Các học viên cũng không có vấn đề gì hết. Vậy đến cùng là vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu là giai đoạn thứ nhất bọn họ tiến bộ rất nhanh chóng, khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Nhưng tại sao giai đoạn thứ hai, sau khi đuổi Diệp Lâm Quân đi thì lại thịt ngòi rồi? Huấn luyện viên Kim, có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu cứ như thế nữa thì chúng ta sẽ bị Diệp Lâm Quân chê cười đó. Đám người Thiệu Hình Thiên đều sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Có lẽ là phương án huấn luyện này của chúng ta có vấn đề, các người đã bị phát triển tới giới hạn rồi, chúng ta phải đổi một phương án huấn luyện khác. Kim Phụng Thiên nói. Đồng ý. Hai người huấn luyện viên khác cũng nhao nhao đồng ý. Thế là bọn họ lại đổi một phương án huấn luyện mà tiếp tục. Tôi không tin. Tất cả mọi người đều không chịu thua. Thật không ngờ rằng việc bọn họ không tiến bộ được chẳng liên quan gì tới phương án huấn luyện cả, chỉ liên quan tới sự ra đi của Diệp Lâm Quân mà thôi. Trái lại, nhóm học viên đầu tiên của kế hoạch Tiềm Long thất bại thì lại tiến bộ vô cùng nhanh. Nhất là khi đám người Tiêu Phong đã nhận ra được hàm nghĩa chân chính của công pháp này. Bọn họ càng ngày càng mạnh, tốt hơn những gì Diệp Lâm Quân dự đoán rất nhiều. Thậm chí có hy vọng đạt tới dự tính ban đầu của vệ binh Viêm Long, đó là chế tạo ra ba người như Nhất Phũ Kiên Vương. Dường như chuyện này sắp có thể thực hiện rồi. Các người luyện tập thêm một thời gian nữa, đến lúc đó chúng ta đi đánh với đám học viên thứ hai của kế hoạch Tiềm Long một lần. Đám Tiêu Phong nghe thấy thế thì đều vô cùng vui vẻ. Bởi vì bọn họ đã có cơ hội chứng minh chính mình rồi. Tôi nói cho các người biết, bọn họ rất mạnh. Các người phải cố gắng gấp bội mới được. Diệp Lâm Quân hô lên với đám người, để kích thích tâm lý hiếu thẳng của bọn họ. 100 người Tiêu Phong siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt của bọn họ ánh lên sự hiếu thắng. Chúng tôi muốn thắng, chúng tôi phải chứng minh cho Lạc Việt Thây rằng chúng tôi không phải là kẻ vô dụng, chúng tôi là mạnh nhất. Tất cả mọi người gào thét. Vì điều này mà bọn họ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Bọn họ muốn nói cho những người đã vứt bỏ bọn họ rằng. Kẻ mạnh đã trở về. Sau đó đám người Tiêu Phong thật sự liều mạng mà huấn luyện. Tất nhiên là đám học viên Thiệu Hình Thiên kia cũng rất liều mạng. Thay đổi phương án huấn luyện, muốn kích thích thiên phú của bọn họ lần nữa. Nhưng kết quả không hề như mong đợi. 3 ngày không có hiệu quả. 7 ngày không có hiệu quả. Bọn họ lại đổi một phương án huấn luyện khác. Nhưng cũng chẳng hề có chút hiệu quả nào. Khi sự thật bày ngay trước mắt thì đám người Kim Phụng Thiên mới trợn cả mắt lên. Chuyện gì thế này, chúng ta không có khả năng không tiến bộ chứ. Giai đoạn thứ nhất chúng ta đã tiến bộ nhanh chóng như thế mà. Ai có thể nói cho tôi biết đây là vì sao không? Đám người Thiệu Hình Thiên khó chịu như ăn trúng con sâu. Ba huấn luyện viên cũng trợn tròn mắt. Thế này là thế nào đây? Tại sao bọn họ không hề tiến bộ một chút nào?
Kim Phụng Thiên nghĩ kỹ từ đầu tới đuôi một lần nhưng vẫn không phát hiện có vấn đề gì cả. Điều quan trọng là tốn thời gian, đã thử nghiệm mấy phương án huấn luyện rồi. Nhưng chẳng hề có chút hiệu quả nào cả. Có thể nào là do kế hoạch huấn luyện này từ khi mới bắt đầu đã không có hiệu quả rồi không? Là do tiềm lực của chúng ta đã bị khai phá gần hết. Có người đưa ra câu hỏi. Dù sao trong kế hoạch huấn luyện của Kim Phụng Thiên thì chính là khai phá tiềm lực của cơ thể người một cách lớn nhất. Nhưng trong giai đoạn thứ nhất chúng ta đã tăng cường gấp 3. Đó không phải là hiệu quả đấy sao? Kim Phụng Thiên hỏi ngược lại. Điều này, tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ không có cách nào phản bác được. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ giai đoạn đầu tiên đã khai phá xong hết tiềm lực của chúng tôi rồi? Thiệu Hình Thiên hỏi. Không thể thế được, các cậu có rất nhiều tiềm lực có thể khai phá. Ví dụ như cậu đi Thiệu Hình Thiên, chúng tôi dự đoán rằng tương lai của cậu rất có thể sẽ đạt được thực lực Bắc Ma, sẽ không thể dừng bước ở đây được. Vậy việc này là như thế nào đây? Tôi cần một lời giải thích, nếu không Diệp Lâm Quân tới rồi nhìn thấy cảnh này thì sẽ cười nhạo chúng tôi đó. Đúng thế, mọi người nhao nhao hô lên. Mọi người bình tĩnh một chút, tôi cũng đang nghĩ cách đây. Để tôi nghĩ xem đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Kim Phụng Thiên nói với vẻ giận dỗi. Người phụ trách vệ binh Viêm Long cũng phụ họa cho ông ta, đúng thế, vốn huấn luyện này cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi, có sai sót cũng là điều thường tình. Cái này phải đi từng bước một. Thế nhưng, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Dù sao thì chuyện này cũng tương đương với bọn họ đang cá cược với Diệp Lâm Quân. Mọi người nói có khi nào là nguyên nhân nằm trên người Diệp Lâm Quân không? Anh ta đi khỏi đây thì chúng ta chưa từng tiến bộ thêm được. Có người thuận miệng nói nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây dậy sóng. Tất cả mọi người đều giật mình, hình như đúng là như thế thật. Những điều kỳ quái này đều xuất hiện sau khi Diệp Lâm Quân đi. Từ khi Diệp Lâm Quân không còn tham gia kế hoạch huấn luyện thì bọn họ cũng không tiến bộ nữa. Ồ, cũng đã lâu như vậy rồi nhưng bọn họ đều là đậm chân tại chỗ. Đám người nghĩ tới đây thì đều rất kinh ngạc. Không phải là trùng hợp chứ? Thật sự có liên quan tới Diệp Lâm Quân sao? Kim Phụng Thiên và Thiệu Hình Thiên cũng đã ý thức được vấn đề này. Bọn họ sợ tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả áo. Nếu là thật thì đáng sợ quá. Cơ thể của Lý Trường An run lẩy bẩy. Anh ta là một trong số ít người tin tưởng Diệp Lâm Quân. Tôi cảm thấy có thể lắm. Sau khi huấn luyện viên quân đi thì chúng ta đều không tiến bộ nữa. Bây giờ chúng ta cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì. Chỉ có chuyện của huấn luyện viên quân là mọi người chưa nghĩ tới mà thôi. Nói không chừng việc học viên tiến bộ liên quan tới huấn luyện viên quân, chẳng liên quan gì tới ba huấn luyện viên còn lại. Lý Trường An cảm thấy rất có thể là như vậy. Anh ta vừa nói xong thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng cảm thấy rất có thể là như thế. Còn nhớ những lời huấn luyện viên quân nói lúc anh ấy đi chứ? Có học viên đưa ra câu hỏi. Mọi người vội vàng nhớ lại Diệp Lâm Quân đã nói gì trước khi đi, đường như mọi chuyện diễn biến theo đúng như những gì anh nói thật. Không thể nào, Kim Phụng Thiên nói với vẻ giận dữ. Mọi người cũng biết những gì Diệp Lâm Quân huấn luyện rồi đó, toàn là trò trẻ con mà thôi. Những thứ cơ sở đến nỗi không thể nào cơ sở hơn thì làm sao có hiệu quả được. Phương án huấn luyện hoàn hảo như thế còn không thể để cho bọn họ có tiến bộ thì chẳng lẽ mấy trò trẻ con kia có thể ư? Buồn cười thật đấy. Kim Phụng Thiên vừa nói xong thì đám bọn họ cũng kịp phản ứng lại. Đúng thế, những thứ Diệp Lâm Quân dạy quá đơn giản, cho dù nghĩ thế nào cũng không thể để cho người ta tiến bộ được. Đúng vậy, sự tiến bộ của chúng ta không liên quan gì tới Diệp Lâm Quân. Thiệu Hình Thiên vừa nói như thế thì đám người còn lại cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều nữa. Vậy mọi người nói xem là nguyên nhân gì đi? Lý Trường An hỏi ngược lại. Tạm thời tôi cũng không biết nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết được nó thôi. Kim Phụng Thiên nói. Người phụ trách của vệ binh Viêm Long nói với vẻ nóng nảy, mong huấn luyện viên nhanh hơn một chút, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Dù sao bọn họ đã nhận được thông báo khẩn cấp của cấp trên. Cần bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để chế tạo ra cường giả. Chúng tôi chỉ cho ông thời gian 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau ông không giải quyết được chuyện này thì chỉ có thể thay người mà thôi. Giải thưởng ban đầu cũng sẽ bị rút lại, người phụ trách nói. Được, tôi nhất định sẽ giải quyết nó trong vòng 3 ngày. Sắc mặt của Kim Phụng Thiên có chút khó coi. Sau khi mọi người giải tán thì ông ta đi lên nói chuyện với đại sư luyện thể thuật.
ông thật sự có thể điều tra ra vấn đề trong thời gian 3 ngày à? Đại sư luyện thể thuật hỏi với vẻ sốt ruột. Cha không được, chắc có lẽ là đám nhóc con này đã hết tiềm lực rồi. Trong giai đoạn đầu bọn họ tiến bộ quá nhanh, dẫn đến việc tất cả mọi người đều cho rằng tiềm lực của bọn họ là vô hạn, Lạc Việt càng cho rằng như thế, lại còn yêu cầu chúng ta chế tạo ra cường giả với tốc độ nhanh nhất nữa chứ. Kim Phụng Thiên than thở. Nhưng nếu chúng ta không thể làm cho bọn họ hài lòng thì chúng ta cũng chẳng còn cái gì nữa. Kim Phụng Thiên nghĩ nghĩ, trong đôi mắt của ông ta hiện lên sự độc ác. Tôi có cách. Cách gì? Nước chiến ưng có một loại thuốc đặc biệt, sử dụng trong thời điểm quan trọng có thể kích thích tiềm năng của cơ thể, để cho người ta mạnh lên, nhưng cái giá phải trả chính là thiêu đốt sinh mệnh, nói thẳng ra là dùng tuổi thọ để đổi. Kim Phụng Thiên lấy thuốc đó ra. Nếu như dùng hết một bình thuốc thì thực lực có thể tăng lên gấp 10 trong nháy mắt, nhưng cái giá phải trả chính là chết ngay tại chỗ. Đại sư luyện thể thuật cũng sợ hãi mà hít vào một hơi. Cho nên ông định dùng thuốc để cho bọn học viên này tiến bộ trong thời gian ngắn. Để Lạc Việt nhìn thấy hiệu quả ư? Đại sư luyện thể thuật hỏi. Đúng thế, chúng ta dùng một ít thôi là có thể đạt được hiệu quả rồi, như thế thì Lạc Việt sẽ hài lòng. Kim Phụng Thiên gật đầu. Hiệu quả thì có đó, Lạc Việt cũng sẽ hài lòng nhưng làm thế thì đám nhóc này sẽ bị hủy hoại mất. Dù là ông dùng một ít nhưng thứ mất đi chính là tuổi thọ của bọn chúng. Cả đời này của bọn chúng đều sẽ bị hủy hoại. Đại sư luyện thể thuật lên tiếng chất vấn. Lúc dừng thuốc thì bọn họ sẽ tiến bộ rất rõ ràng. Chỉ là khi thuốc mất tác dụng thì tuổi thọ của bọn họ sẽ giảm đi, tinh khí cũng sẽ bị xói mòn. Đừng nói tới chuyện trở thành cường giả tuyệt thế, ngay cả chuyện có thể sống tiếp được hay không cũng là một vấn đề khó giải. Biện pháp độc ác này không công bằng đối với bọn họ. Nếu như bọn họ vì chuyện này mà bị hủy hoại thì đại sư luyện thể thuật sẽ rất áy náy. Thế nhưng bây giờ chúng ta làm gì còn cách nào khác? Chỉ cho có 3 ngày, nếu chúng ta không làm được thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Kim Phụng Thiên nhìn chằm chằm ông ta với vẻ điên cuồng. Điều này khiến cho ông ta im lặng. Nhưng lỡ đâu bị phát hiện thì sao? Chờ đến khi bọn họ phát hiện được thì chúng ta đã lấy được thứ chúng ta muốn rồi. Đến lúc đó chưa chắc đã là vấn đề của chúng ta, là vấn đề của chính bản thân học sinh mà thôi. Đại sư luyện thể thuật đã bị Kim Phụng Thiên thuyết phục. Hôm sau, Kim Phụng Thiên triệu tập tất cả mọi người lại, nói là ông ta đã phát hiện ra vấn đề. Sau đó ông ta nói rằng đổi một phương án khác, đảm bảo rằng sẽ có hiệu quả. Đám người vùi đầu vào huấn luyện mà chẳng hề có chút nghi ngờ nào cả. Quả nhiên lần này đã có hiệu quả. Theo thời gian trôi qua thì tiến bộ càng thêm rõ rệt. Sau 7 ngày, đã đạt tới tốc độ tiến bộ của giai đoạn thứ nhất. Đồng thời vẫn không ngừng tiến bộ, càng ngày càng nhanh. Các học viên rất hài lòng. Vệ binh Viêm Long lại càng hài lòng hơn. Bọn họ đều nhao nhao khen Kim Phụng Thiên. Cũng lộ ra sự nhiệt huyết. Kim Phụng Thiên được tâng bốc giống như là một vị thần vậy. Nhất là các học viên thì lại càng sùng bái ông ta. Có ai mà không thích nhìn chính bản thân mình mạnh lên từng này chứ? Nhưng dưới bề ngoài hoa lệ này chính là 100.000 lỗ thủng. Cho dù thực lực đột nhiên tăng lên nhưng sức khỏe lại đang bị hao mòn. Chẳng qua là đám người Thiệu Hình Thiên không biết mà thôi. Rõ ràng là đám người Kim Phụng Thiên dùng cơ thể, tuổi thọ của bọn Thiệu Hình Thiên để đạt được cái mình muốn. Kết quả đám học viên còn cảm ơn Kim Phụng Thiên, tâng bốc ông ta. Thấy chưa, bọn họ không phát hiện. Chúng ta có thể thêm liều lượng rồi. Kim Phụng Thiên nở một nụ cười ác độc. Gấp 7, chúng ta tiến bộ gấp 7. Diệp Lâm Quân thấy chưa? Mau gọi Diệp Lâm Quân tới xem đi. Kim Phụng Thiên cho thêm thuốc nên mọi người tiến bộ càng thêm nhanh chóng, đã đạt tới hiệu quả trong dự đoán. Điều đầu tiên Thiệu Hình Thiên nghĩ tới đó chính là đi tìm Diệp Lâm Quân. Anh ta rất muốn để Diệp Lâm Quân biết rằng bây giờ mình mạnh tới cỡ nào. Anh ta là học viên được hy vọng đạt được cấp độ như Bắc Ma nhất. Cả người Thiệu Hình Thiên đều tràn đầy sự tự tin, ngoại trừ Kim Phụng Thiên ra thì anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn ai cả. Sau 3 ngày, tôi sẽ tổ chức một trận đấu quốc tế, để mấy người trẻ tuổi các cậu so tài một chút. Đến lúc đó sẽ có thiên tài của 10 nước tới tham gia. Bọn họ cũng không yếu, các cậu không thể lười biếng được. Kim Phụng Thiên nói, làm thế này chủ yếu là vì nghiệm thu kết quả huấn luyện. Để cho Lạc Việt tin tưởng. Như thế thì bọn họ có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn.
Điều trùng hợp chính là các nước khác cũng đang tiến hành những kế hoạch như kế hoạch Tiềm Long. Cho nên Kim Phụng Thiên đã dùng quan hệ của mình làm một trận thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Phụng Thiên, nhất định phải để cho Diệp Lâm Quân đến xem, để anh ta nhìn cho kỹ Thiệu Hình Thiên hô lên cuối cùng người phụ trách vệ binh Viêm Long chuyên môn đi tìm Diệp Lâm Quân để nói cho anh biết chuyện thi đấu giải quốc tế. Đúng lúc, tôi cũng muốn để cho bọn họ luyện tay một chút. Diệp Lâm Quân còn muốn tìm cái gì đó cho bọn người Tiêu Phong luyện tập, không ngờ rằng cơ hội tới nhanh đến thế. Hả, luyện tay cái gì cơ? Đối phương nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ thắc mắc. Anh còn nhớ nhóm học viên đầu tiên của kế hoạch Tiềm Long không? Nhớ, không phải là bị cậu dẫn đi à? Thế nào? Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói, bây giờ bọn họ đã khôi phục rồi, hơn nữa thực lực cũng đã tăng mạnh. Tôi muốn cho bọn họ tham gia trận đấu này. Không thể nào, cậu đừng có lừa chúng tôi. Tất cả mọi người đều biết bọn họ đều đã phế cả rồi, cũng không thể nào luyện võ giống như cậu vậy. Còn muốn tham gia thi đấu? Không có người nào đồng ý, Diệp Lâm Quân cũng chỉ có thể bỏ qua việc này. Rất nhanh sau đó giải thi đấu quốc tế bắt đầu. Diệp Lâm Quân đi tới nơi để quan sát. Thi đấu rất kịch liệt. 100 học viên của kế hoạch Tiềm Long dùng một thế công vô cùng mạnh mẽ quét sạch thiên tài của 9 nước còn lại, lấy được chức quán quân của giải thi đấu quốc tế. Sức mạnh của bọn họ khiến cho 9 nước còn lại đều sợ ngây cả người. Dường như mọi người đều không cùng một đẳng cấp. Vệ binh Viêm Long rất hài lòng với thành tích mà đám người Thiệu Hình Thiên lấy được, Lạc Việt cũng rất hài lòng. Tất cả mọi người đánh giá rất cao với ba người huấn luyện viên Kim Phụng Thiên. Vệ binh Viêm Long cảm thấy may mắn vì mình đã làm ra những quyết định đúng đắn. Thứ nhất, lúc trước bọn họ không để cho Diệp Lâm Quân làm huấn luyện viên chính mà mời Kim Phụng Thiên tới làm. Thứ hai là đã đuổi Diệp Lâm Quân đúng lúc không làm ảnh hưởng tới huấn luyện. Kim Phụng Thiên nhìn về phía Diệp Lâm Quân với ánh mắt đắc ý và khoe khoang. Diệp Lâm Quân, anh thấy chưa? Không có anh quấy rầy thì chúng tôi tiến bộ càng nhanh hơn. Trong học viên cùng thời kỳ, chúng tôi chính là vô địch. Trong khoảng thời gian này chúng tôi đã tiến bộ gấp 10. Anh không ngờ được chứ gì? Anh còn có lời gì muốn nói nữa không? Không phải anh nói là chúng tôi rời khỏi anh là không thể nào tiến bộ à? Bây giờ thế nào? Đám người Thiệu Hình Thiên trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân rồi nói, bọn họ cho rằng anh sẽ lộ ra vẻ hối hận hay kinh ngạc. Nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng nào cả. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói, đúng là các người tiến bộ rất nhanh, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Mấy người Thiệu Hình Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Nhưng các người đang tự làm mất tuổi thọ và nguyên khí của mình. Các người sắp toi đời rồi. Tất nhiên là Diệp Lâm Quân có thể nhìn ra được trạng thái của mấy người này, bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong đã thối nát cả rồi. Hả, Kim Phụng Thiên nghe anh nói thế thì sắc mặt trở nên khó coi, Diệp Lâm Quân đã nhận ra rồi ư. Không ổn rồi. Mặc dù Kim Phụng Thiên đứng ở phía xa nhưng sự chú ý của ông ta đều đặt ở trên người Diệp Lâm Quân. Trong đôi mắt của ông ta hiện lên một sự khát máu. Đã lâu như thế rồi nhưng vẫn chẳng ai nhận ra. Hết lần này tới lần khác Diệp Lâm Quân lại nhận ra được. Đám người Thiệu Hình Thiên nghe thế thì trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ phẫn nộ, anh có ý gì đây? Tôi khuyên các người mau dừng việc huấn luyện lại đi, nếu không thì các người sẽ rất thảm hại đấy. Cho dù không chết thì cũng sẽ trở thành người tàn phế. Diệp Lâm Quân khuyên nhủ một cách chân thành. Bọn họ đang bị rút nguyên khí và tinh huyết để làm tăng thực lực, đây chính là đang hao tổn tuổi thọ. Ngay cả công pháp bất phá bất lập cũng không thể cứu được bọn họ. Hả, Diệp Lâm Quân anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không, đến cùng là anh đang muốn biểu đạt điều gì? Mọi người nghe thế thì đều rất sững sờ. Nói trắng ra là các người đang dùng thuốc, có lẽ các người đã được cho dùng một loại thuốc kích thích nào đó. Thuốc này sẽ khiến cho các người mạnh hơn rất nhiều trong thời gian ngắn nhưng đây đều là cùng tuổi thọ để đổi lấy. Diệp Lâm Quân vừa nói đứt lời thì bọn họ lại càng thêm sững sờ. Trước kia đã có không ít người cảm thấy chuyện này có vấn đề rồi. Lý Trường An đứng cách đây không xa cũng là một trong số đó. Trước kia anh ta vẫn luôn nghỉ ngò, bây giờ nghe Diệp Lâm Quân nói như thế thì cũng đã hiểu ra được ít nhiều. Chẳng lẽ đúng là thế ư? Anh ta nhìn về phía Kim Phụng Thiên theo bản năng, sợ tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Diệp Lâm Quân anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Tại sao chúng tôi không biết rằng mình đang thiêu đốt nguyên khí sinh mệnh chứ? Đúng vậy,
cơ thể của chúng tôi sao chúng tôi lại không biết? Mấy người Thiệu Hình Thiên hỏi ngược lại. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói, tới đây, tôi dạy cho mọi người một phương pháp, làm thử là sẽ biết cơ thể của các người có vấn đề hay không ngay thôi. Làm thì làm, tôi cũng không tin, tôi cũng làm. Diệp Lâm Quân đang định dạy mọi người thì hai người Kim Phụng Thiên lao tới với vẻ hung hăng. Diệp Lâm Quân anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại tới đây trách móc học viên của chúng tôi, bọn họ có vấn đề gì chứ? Kim Phụng Thiên quát lên với vẻ giận dữ. Đúng thế, anh đang khích bác Ly Gián đấy phỏng. Đại sư luyện thể thuật cũng quát lên. Bọn họ đã nhận ra rằng rất có thể Diệp Lâm Quân đã biết điều gì đó, đương nhiên bọn họ sẽ không để anh tiếp tục. Các người làm cái gì thì tự mình biết, vì lợi ích của mình mà chẳng từ thủ đoạn nào cả. Chẳng lẽ các người muốn hủy hoại 100 thiên tài này S4O? Đừng tưởng rằng người khác không biết những gì mấy người làm. Diệp Lâm Quân càng nói như thế thì bọn họ càng bối rối. Anh hỏi tất cả mọi người mà xem, có phải là chúng tôi đều huấn luyện một cách bình thường không? Vệ binh Viêm Long đều biết rõ từng quá trình một. Còn nữa, đây đều là học sinh của tôi, tại sao tôi lại phải hại bọn họ? Anh đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh hận tôi vì tôi đã khiến anh bị đuổi ra khỏi vị trí huấn luyện viên này. Hai người Kim Phụng Thiên sốt ruột mà hô lên. Giọng điệu càng lúc càng gay gắt. Các cậu tin tưởng anh ta hay là tin tưởng tôi? Kim Phụng Thiên không đợi Diệp Lâm Quân nói chuyện thì đã quay lại hỏi đám học viên. Đương nhiên là chúng tôi tin tưởng vào huấn luyện viên Kim Phụng Thiên rồi, nếu không có ông thì làm sao có chúng tôi hôm nay được. Rõ ràng Diệp Lâm Quân đang châm ngòi ly gián, chúng tôi sẽ không mắc mưu đâu. Đám học viên Thiệu Hình Thiên đều tỏ thái độ, không có một ai tin tưởng Diệp Lâm Quân, dù sao Kim Phụng Thiên cũng đã khiến cho bọn họ tiến bộ nhanh chóng như thế, bọn họ không có lý do không tin tưởng ông ta. Đương nhiên là chúng tôi tin huấn luyện viên Kim Phụng Thiên rồi, hơn nữa ông cũng đã tạo ra thành tích. Chúng tôi không thấy ông hại người mà chỉ nhìn thấy sự tiến bộ. Người phụ trách vệ binh Viêm Long lại nhìn về phía Diệp Lâm Quân mà nói, lần này là do anh không đúng, không nên nói xấu huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, nhanh xin lỗi ông ấy đi. Chủ yếu là những gì Đương Hạo Quân nói chẳng hề có chút căn cứ nào cả, huống chỉ Kim Phụng Thiên còn tạo ra thành tích. Lạc Việt và vệ binh Viêm Long đều vô cùng tin tưởng ông ta. Lúc này Diệp Lâm Quân lại nói là Kim Phụng Thiên có vấn đề thì rất giống với đang châm ngòi ly gián vậy. Anh nhìn thoáng qua đám người một cái rồi nói, được rồi, dù sao tôi cũng đã nhắc rồi, các người không nghe thì thôi vậy. Nếu các người cứ tiếp tục huấn luyện thì không chết cũng tàn phết Diệp Lâm Quân, anh muốn chết đúng không? Thiệu Hình Thiên nổi dân. Diệp Lâm Quân không để ý tới những người này nữa mà là quay người rời đi. Trong đôi mắt của hai người Kim Phụng Thiên tràn đầy sát ý. Dường như Diệp Lâm Quân đã biết điều gì đó, cách tốt nhất chính là tiêu diệt anh ta. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mà thôi. Lúc này, Lý Trường An vẫn đang nhìn chằm chằm hai người. Một khoảng thời gian trước, mặc dù anh ta cũng là một trong ba huấn luyện viên nhưng thật ra không tham dự vào chuyện huấn luyện nhiều. Cho dù là chuyện gì thì Kim Phụng Thiên và Đại sư luyện thể thuật đều tự mình bàn bạc, không cho Lý Trường An tham dự. Chắc chắn có vấn đề, Lý Trường An quyết định đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi Diệp Lâm Quân trở về thì tiếp tục huấn luyện cho đám người Tiêu Phong. Nhóm học viên thứ hai của kế hoạch Tiêm Long vẫn còn mạnh hơn các cậu. Con đường mà các cậu phải đi còn rất dài, Diệp Lâm Quân nói. Nhưng thật ra 100 người Thiệu Hình Thiên không thể nào sánh được với đám người Tiêu Phong. Cả hai bên đều chẳng thuộc về cùng một cấp bậc. Dù là 100 người Thiệu Hình Thiên dùng thuốc nhưng vẫn không thể đuổi kịp sự tiến bộ của đám người Tiêu Phong. Nhưng Diệp Lâm Quân cố ý nói như thế để cho bọn họ cố gắng thêm nữa. Các cậu nhất định phải cố gắng trong âm thầm rồi làm cho toàn thế giới kinh sợ. Diệp Lâm Quân nhìn đám thanh niên đang siết chặt nắm đấm với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Sau khi đám người Kim Phụng Thiên trở lại căn cứ thì bắt đầu huấn luyện tiếp. Lý Trường An cũng bắt đầu chú ý tới hai người họ. Nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Diệp Lâm Quân đã nhận ra điều gì đó rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đại sư luyện thể thuật rất bối rối, ông ta hỏi. Nếu không thì chúng ta rút tay lại đi, tôi cũng không đành lòng nhìn những đứa trẻ này bị hủy hoại. Hơn nữa ông cũng là người của Lạc Việt, chẳng lẽ ông nhẫn tâm trơ mắt nhìn đồng bào của mình chết ư? Ai ngờ Kim Phụng Thiên cười khẩy rồi nói,
thật ra trái tim của tôi vẫn thuộc về nước Chiến Ưng, trở về lại quốc tịch Lạc Việt chẳng qua là vì điều kiện bọn họ đưa qua quá hấp dẫn mà thôi. Sống chết của đám người Lạc Việt này có liên quan gì tới tôi đâu chứ? Vẫn làm như cũ, giảm bớt lượng thuốc đi một chút là được rồi, đừng để cho người khác phát hiện ra cái gì, Kim Phụng Thiên nói. Về phần Diệp Lâm Quân, tôi sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó, tìm người giết anh ta đi. Trên người Kim Phụng Thiên bắt đầu xuất hiện sát khí. Được, giao chuyện này cho tôi, Diệp Lâm Quân sẽ không sống qua tới ngày mai. Hai người bọn nhỏ sẽ không 36 giờ ngờ rằng cuộc đối thoại của mình đã bị Lý Trường An nghe thấy, trên mặt anh ta xuất hiện sự tức giận tột cùng. Hai người này vì lợi ích của mình mà hủy hoại cả trăm học sinh. Không đúng. Bọn họ còn muốn giết Diệp Lâm Quân. Mình nhất định phải ngăn cản. Lý Trường An lựa chọn án binh bất động trước, anh ta sợ rút dây động rừng. Chờ sau khi anh ta thu thập đầy đủ chứng cứ thì sẽ vạch trần hai người này sau. Điều cần làm bây giờ là phải báo cho Diệp Lâm Quân đã. Lý Trường An đi tới chỗ Diệp Lâm Quân rồi nói cho anh biết tin hai người Kim Phụng Thiên muốn giết anh. Ai ngờ Diệp Lâm Quân lại nở một nụ cười đầy bình tĩnh rồi nói, tôi biết, chắc chắn bọn họ sẽ tới giết tôi. Vậy mà anh còn cười được à? Lý Trường An rất thắc mắc. Đến thì đến thôi, tới bao nhiêu tôi giết bấy nhiêu. Diệp Lâm Quân nói với vẻ mặt không quan trọng khiến cho Lý Trường An sợ ngây người. Nếu là trước kia thì cho dù toàn thế giới có nhằm vào, anh ta không sợ là đúng. Nhưng hôm nay anh ta đã trở thành một người bình thường mà vẫn còn chẳng thèm để ý. Đang dùng sinh mệnh của mình để nói đùa à? Còn việc gì không? Nếu không thì mau đi đi. Diệp Lâm Quân ra lệnh tiễn khách. Vậy thì chính anh cẩn thận một chút, tốt nhất là trốn đi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lý Trường An nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân mà nói. Anh cũng cẩn thận một chút, đừng để bọn họ biết được mà diệt khẩu. Diệp Lâm Quân nhắc nhở anh ta. Lý Trường An cười cười rồi trả lời, yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Tôi là huấn luyện viên đặc chủng của vệ binh Viêm Long, bọn họ không dám giết tôi. Lý Trường An không có để chuyện này trong lòng, thậm chí anh ta còn cảm thấy Diệp Lâm Quân suy nghĩ nhiều quá. Không quan tâm đến sự sống chết của chính bản thân mình mà lại quan tâm người khác. Nhưng Lý Trường An vẫn cầu nguyện Diệp Lâm Quân có thể vượt qua được kiếp nạn này. Sau khi Lý Trường An về lại căn cứ thì phát hiện hai người Kim Phụng Thiên đúng là đang lén lút sử dụng thuốc. Anh ta vội vàng ghi chép chứng cứ lại. Một bên khác, cao thủ mà đại sư luyện thể thuật tìm đã tới. Tám người lén lút lẻn vào Giang Bắc để ám sát Diệp Lâm Quân. Rất nhanh hai bên đã gặp nhau. Các người đi lên thử xem Diệp Lâm Quân để sáu hộ vệ mà Thục Thiên Vương phái tới đi lên thử. Sáu người này vẫn luôn đi theo Diệp Lâm Quân thực hiện huấn luyện. Thử xem có tiến bộ chút nào không. Hai bên đánh một trận nhưng không phân được thắng bại. Điều này đối với 6 người đó mà nói là sự tiến bộ vượt bậc. Dù sao 8 người kia là cao thủ ẩn thế của nước Thái Vương. Bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ, 6 tên nhóc này mà có thể ngăn cản được mình ư. Bé Quân lên đi con. Điều kinh ngạc nhất là Diệp Lâm Quân còn kéo bé Quân tới trước mặt mình. 8 cao thủ nhìn bé Quân đi tới khiêu chiến thì đều trợn tròn cả mắt. Đây là đang khinh thường bọn họ đúng không? Còn phái một con nhóc tới đối phó với bọn họ khiêu khích. Khiêu khích một cách trắng trợn. Giết nó, một người trong đó không thể nhịn được nữa mà xông lên phía trước bắt đầu đánh bé Quân. Nhưng một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, người này bị bé Quân đá bay. Sau khi anh ta rơi xuống đất thì không đứng lên được nữa. 7 người khác thấy thế thì đều ngây ngẩn cả người. Lên, cùng lên đi, 7 người còn lại Lý Trường An nhao nhao ra tay. Bé Quân đánh nhau với 7 người này. Rất nhanh sau đó 7 cao thủ đều bị bé đánh bay ra ngoài. Bọn họ ngã trên mặt đất rồi nhìn chằm chằm bé Quân với vẻ không thể nào tin tưởng được. Bọn họ sắp điên rồi. 8 đại cao thủ của nước Thái Vương mà chẳng đánh được một con nhóc. Điều này không thể nào tưởng tượng được. 6 hộ vệ cũng sợ ngây người. Vậy mà 8 người này đều chẳng phải là đối thủ của bé Quân. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Điều quan trọng là bé Quân còn quá nhỏ. 6 hộ vệ nghĩ tới đây thì càng thêm quyết tâm đi theo Diệp Lâm Quân. Đi theo anh thì tương lai của bọn họ sẽ càng thêm sáng chói. Xử lý bọn họ đi. Diệp Lâm Quân nói xong rồi dẫn bé Quân rời khỏi đây. Hôm nay Diệp Lâm Quân dẫn bé Quân tới để đánh trận thực chiến đầu tiên, sự thật chứng minh là rất thành công.
sau này bé quân muốn mạnh lên thì còn phải chiến đấu nhiều, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh hai người Kim Phụng Thiên đã biết được chuyện này. Cái gì, thất bại rồi ư? Không thể thế được, tôi cố ý tìm 8 cao thủ mạnh nhất nước Thái Vương cơ mà tại sao lại thất bại chứ? Diệp Lâm Quân là người bình thường, bên cạnh anh ta cũng không có cao thủ. Sao 8 người kia lại thất bại được? Hai người thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc. Khi Lý Trường An biết được chuyện này thì anh ta cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Lâm Quân còn sống ư? Chuyện này là không thể nào. Diệp Lâm Quân là người bình thường cơ mà. Hoang mang. Quá khó hiểu. Kẻ hoang mang không chỉ có mỗi bọn họ mà còn có 3 của Hắc Long. Cái thế lực xuất hiện cường giả chí tôn này vẫn nghỉ ngò về Diệp Lâm Quân. Cuối cùng bọn họ bàn bạc ra được một phương án. Lần này phái người đi không phải là để giết Diệp Lâm Quân, mà là để thăm dò đến cùng là ai đang bảo vệ anh ta. Ừ đúng thế, thăm dò trước rồi lại giết anh ta cũng không muộn. Được rồi, cứ làm theo ý kiến của các người đi. 3 của Hắc Long cũng đồng ý với chuyện này, cho nên lần này phái một cường giả cấp chí tôn giả. Như thế sẽ không làm người kia chú ý, cũng có thể trốn thoát nếu gặp nguy hiểm có thể cái gọi là cường giả cấp chí tôn giả, có nghĩa là người đó chỉ mới bước một chân vào cấp chí tôn, nhưng chưa phải là chí tôn chân chính. Đương nhiên họ cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Bắc Ma. Một bên khác trong căn cứ kế hoạch Tiêm Long, hai người Kim Phụng Thiên cũng đang điều tra nguyên nhân vì sao Diệp Lâm Quân không chết. Đúng lúc này thì Thiệu Hình Thiên tìm tới. Huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, có câu này tôi không biết nên nói hay không. Nói đi, có chuyện gì? Hai người nhìn Thiệu Hình Thiên. Tôi phát hiện gần đây huấn luyện viên Lý Trường An không quan tâm tới học viên mà cứ lén lút nhìn chằm chằm các ông. Tôi còn thấy anh ta đi tới chỗ ở của các ông, không biết là làm cái gì. Các ông có biết chuyện này không? Thiệu Hình Thiên nói với vẻ tò mò. Hai người Kim Phụng Thiên nghe thế thì đầu óc như muốn nổ tung lên. Không được, chắc chắn là Lý Trường An đã biết thứ gì đó chẳng trách gần đây anh ta rất quái dị, ngay cả đám người Kim Phụng Thiên cũng cảm thấy tò mò. Đúng rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì chính là do anh ta cứu Diệp Lâm Quân. Chúng tôi biết rồi. Chuyện này không được nói ra ngoài, Lý Trường An rất có thể đã phản bội Lạc Việt. Kim Phụng Thiên nói. Cái gì, Lý Trường An là huấn luyện viên nổi tiếng cơ mà, sao lại phản bội Lạc Việt được chứ? Nhưng những gì Lý Trường An làm quá kỳ quái, rất có thể chính là đang nhìn trộm bí mật, tiết lộ kế hoạch huấn luyện. Đừng rêu rao, để tôi xử lý chuyện này. Kim Phụng Thiên vỗ vai Thiệu Hình Thiên rồi nói. Đôi mắt của Kim Phụng Thiên hiện lên lên một chút sát ý. Lý Trường An phải chết, anh ta không chết thì người chết chính là chúng ta. Không sai, chắc chắn anh ta đã phát hiện từ lâu rồi, sợ rằng bây giờ đang thu thập chứng cứ mà thôi. Đại sư luyện thể thuật nói, chúng ta phải nhanh lên, nếu như Lý Trường An vạch trần chúng ta thì chúng ta chết chắc. Kim Phụng Thiên đã không thể chờ được nữa rồi. Lý Trường An vẫn còn tiếp tục thu thập chứng cứ, nhưng anh ta lại không biết rằng hai người Kim Phụng Thiên đã phát hiện và đang nhìn chằm chằm anh ta. Sau khi Lý Trường An thu thập đầy đủ chứng cứ thì anh ta thở dài một hơi, cũng chẳng biết sao mà Diệp Lâm Quân phát hiện ra được. Lần này đã có chứng cứ đầy đủ, tôi xem các người trốn đi đâu. Lý Trường An cầm chứng cứ lên rồi định rời đi nhưng đột nhiên phát hiện cửa lớn ở đây đã bị đóng. Không tốt, bị phát hiện rồi. Lý Trường, An to gan nhỉ, vậy mà còn dám chạy tới địa bàn của chúng tôi. Lý Trường An nhíu mày rồi nói, hai người các ông là thứ vô liêm sỉ. Vì lợi ích của mình mà hủy hoại thiên tài của Lạc Việt. Các người tự thú đi, tôi sẽ suy xét mà tha cho các người một mạng. Kim Phụng Thiên cười cười rồi nói, thế nhưng người chết không biết nói. Chỉ cần anh không nói thì chẳng ai biết cả. Đúng thế, chỉ cần anh chết thì sẽ chẳng ai biết được bí mật của chúng tôi. Đại sư luyện thể thuật cũng nở một nụ cười quái dị. Giờ phút này, Lý Trường An cảm nhận được một lưỡng sát ý vô cùng mãnh liệt. Tôi là người của vệ binh Viêm Long, các người dám giết tôi ư? Lý Trường An thay đổi sắc mặt. Các người có biết giết người của vệ binh Viêm Long sẽ có hậu quả gì không? Lý Trường An không tin rằng bọn họ dám giết mình. Nếu như anh là kẻ phản bội thì sao? Cho dù anh chết thì mọi người cũng vỗ tay khen hay. Đột nhiên Kim Phụng Thiên lại cười. Các ông, Lý Trường An nhận ra được điều gì đó mà vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh ta nghĩ tới những gì Diệp Lâm Quân đã nhắc nhở.
đám người này thật sự muốn giết anh tan đi. Lý Trường An nghĩ tới chuyện chạy trốn. Muốn chạy à, đã trễ rồi, hai người Kim Phụng Thiên chặn lại đường chạy trốn của Lý Trường An ngay lập tức. Giết, Lý Trường An chỉ có thể dựa vào chính mình mà chạy ra ngoài. Trong không gian chật hẹp phát sinh một quá trình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng cuối cùng Lý Trường An vẫn thua. Cuối cùng anh ta nằm thoi thóp trong vũng máu, còn Kim Phụng Thiên thì giả vờ như bản thân cũng bị thương. Ầm ầm. Ngay lúc này, cửa phòng thí nghiệm được mở ra, sau đó Thiệu Hình Thiên dẫn theo mọi người đi vào. Trước đó tôi, chỉ là nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng anh thật sự phản bội Lạc Việt, chạy tới phòng thí nghiệm trộm tài liệu. Thiệu Hình Thiên nhận được thông báo của hai người Kim Phụng Thiên nên vội vàng chạy tới. Anh ta nhìn thấy cảnh trước mắt, rõ ràng là Lý Trường An muốn cướp tài liệu nhưng lại bị Kim Phụng Thiên ngăn lại. Huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, ông không sao chứ? Đám người Thiệu Hình Thiên bắt đầu đi quan tâm Kim Phụng Thiên. May mắn các cậu tới nhanh, nếu không thì anh ta sẽ chạy trốn mất. Kim Phụng Thiên lau vết máu bên miệng rồi nói. Lý Trường An nằm trong vũng máu mà trợn tròn mắt. Ông ta, cuối cùng anh ta chẳng nói được cái gì. Lý Trường An chết rồi. Điều này khiến cho cả căn cứ kế hoạch Tiềm Long vô cùng bất ngờ. Cả vệ binh Viêm Long cũng thế. Lý Trường An trộm bí mật của Lạc Việt, tiết lộ kế hoạch huấn luyện, bán nước cầu Vinh, bị hai huấn luyện viên Kim Phụng Thiên và vô số học viên phát hiện, giết ngay tại chỗ. Mặc dù chuyện này rất kỳ quái nhưng lại có đầy đủ chứng cứ. Hai ngày nay đám người Kim Phụng Thiên đã thiết kế chứng cứ Lý Trường An thông đồng với địch bán nước. Hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Lý Trường Anh đã chết, còn phải đeo trên lưng cái danh bán nước. Kim Phụng Thiên và đám học viên thì được khen ngợi. Tiếp xuống có thể tiêu diệt Diệp Lâm Quân một cách dễ dàng rồi. Hai người Kim Phụng Thiên nở một nụ cười khát máu. Lúc bọn họ đang lên kế hoạch giết Diệp Lâm Quân thì anh cũng đã nhận được tin Lý Trường An đã chết. Anh vốn cho rằng Lý Trường An có thể tránh khỏi. Tại sao lại như thế? Giết đồng bào của tôi, lại còn khiến cho anh ta gánh cái danh quân bán nước. Diệp Lâm Quân vô cùng tức giận. Về tình về lý thì anh đều phải đòi lại công bằng thay cho Lý Trường An. Trước đó Lý Trường An còn chuyên môn chạy tới để nhắc nhở anh cẩn thận. Diệp Lâm Quân vẫn nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Lúc đầu tôi không muốn nhúng tay vào. Chuyện này, là các người ép tôi đó. Diệp Lâm Quân vô cùng tức giận. Tôi sẽ tự mình đi tới căn cứ để đòi lại công bằng. Diệp Lâm Quân đi về phía trụ sở huấn luyện của kế hoạch Tiềm Long. Sự xuất hiện của anh khiến cho đám người kia đều vô cùng kinh ngạc. Anh tới đây làm gì? Không ít học viên nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân hét to lên, hung thủ giết Lý Trường An cút ra đây cho tôi. Tiếng hét này của anh như tiếng sấm to, vang vọng khắp căn cứ. Tất cả mọi người đều nghe được nên vội vàng chạy tới. Khi bọn họ thấy là Diệp Lâm Quân thì vô cùng tức giận mà nói, Diệp Lâm Quân, tại sao anh lại tới đây? Tôi tới tìm hung thủ, Diệp Lâm Quân nói một cách lạnh lùng. Anh đi nhầm chỗ rồi à, tìm hung thủ cái gì chứ, nơi này là trụ sở huấn luyện, không có hung thủ mà anh muốn tìm. Mau rời khỏi đây, đừng có gây chuyện nữa. Người phụ trách vệ binh Viêm Long nhìn về phía Diệp Lâm Quân với vẻ không vui. Diệp Lâm Quân có thể nào yên lặng một chút không hả? Sau khi rớt khỏi vị trí quan trọng thì hầu như là ngày nào Diệp Lâm Quân cũng đang quậy. Lần này lại chạy tới trụ sở huấn luyện để quậy phá. Tôi tới tìm hung thủ giết hại Lý Trường An. Diệp Lâm Quân nói. Anh làm càn, Lý Trường An thông đồng với địch bán nước, bị người khác phát hiện trộm bí mật quốc gia. Chết là đúng tội. Sao lại có chuyện hung thủ giết người chứ? Người phụ trách vệ binh Viêm Long nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân với vẻ tức giận. Người này càng ngày càng điên khùng. Không sai. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy chứng cứ Lý Trường An thông đồng với địch bán nước, hơn nữa nó vô cùng xác thực. Giết anh ta là đúng, Lạc Việt không nên giữ lại mối nguy hiểm như thế này. Diệp Lâm Quân, anh cố ý đến gây chuyện đúng không? Mấy người Thiệu Hình Thiên nói. Đúng thế, Lý Trường An tội ác tày trời, chúng tôi đã phát hiện anh ta, phản bội đại hạ từ lâu rồi, anh ta đã nhiều lần trộm bí mật bán. Chúng tôi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ. Anh muốn sửa lại án sai cho Lý Trường An là không thể nào. Đừng có nói anh là đồng bọn của Lý Trường An nhé. Kim Phụng Thiên trả đũa, dội nước bẩn lên người Diệp Lâm Quân. Hai người Kim Phụng Thiên nhìn nhau rồi cười một tiếng,
Bọn họ vốn nghĩ đi đối phó với Diệp Lâm Quân, ai ngờ anh ta lại tự mình đưa tới cửa trước đồng bọn. Ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Diệp Lâm Quân rất kỳ quái. Thật sự là quá vô liêm sỉ, hai người các ngươi chính là hung thủ đã giết hại Lý Trường An. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm hai người Kim Phụng Thiên. Đúng thế, đúng là hai người chúng tôi đã giết Lý Trường An, nhưng đó là vì anh ta thông đồng với địch bán nước, chúng tôi chỉ có thể giết anh ta mà thôi. Chúng tôi cũng đâu có làm sai cái gì chứ? Kim Phụng Thiên hỏi lại. Không sai, huấn luyện viên Kim Phụng Thiên làm đúng lắm. Vệ binh Viêm Long ủng hộ các ông, Lạc Việt ủng hộ các ông. Các ông không có sêu. Bởi vì có chứng cứ nên vệ binh Viêm Long lựa chọn tin tưởng hai người Kim Phụng Thiên. Diệp Lâm Quân ngẩng đầu nhìn trời với vẻ bất đắc dĩ, anh nở một nụ cười đầy nét lạnh lùng rồi nói, các người bị ngu à? Tại sao Lý Trường An lại phải phản bội Lạc Việt chứ? Rõ ràng là do hai người này dở trò, rõ ràng là Lý Trường An phát hiện bọn họ làm bậy nên mới bị diệt khẩu. Diệp Lâm Quân, chứng cứ đều có cả, anh còn có lời nào muốn nói? Người phụ trách căn cứ ném chứng cứ cho Diệp Lâm Quân xem. Anh xem từng tờ một, càng xem thì nụ cười trên mặt anh lại càng thêm tươi rói. Chứng cứ liên quan tới việc Lý Trường An thông đồng với địch bán nước rất đầy đủ, bọn họ làm tới nỗi không hề có một kẽ hở. Cũng không thể tìm ra được chỗ giả dối. Còn về phần chứng cứ mà Lý Trường An thu thập thì đã bị bọn họ đốt từ lâu rồi. Không thể nào dựa vào chứng cứ mà sửa lại án sai cho Lý Trường An được. Cả đời này cũng không. Euro oi trọng chứng cứ chỉ có thể chứng minh Lý Trường An là một kẻ phản nước, hai người Kim Phụng Thiên là người có công. Diệp Lâm Quân xem hết chứng cứ thì nở một nụ cười. Thế nào, bây giờ anh còn lời gì muốn nói, anh còn muốn tìm hung thủ giết người không? Đám người kia hỏi lại. Không sai, nếu như dùng pháp luật thì tôi không thể nào lấy lại công bằng cho Lý Trường An được, tất cả mọi người nghe thế thì đều cười. Nhất là hai người Kim Phụng Thiên, các ông cười vô cùng đắc ý. Diệp Lâm Quân biết rõ rằng là bọn họ có tội nhưng lại chẳng thể làm gì được. Nhưng tôi sẽ dựa theo cách của mình mà đòi lại công bằng. Anh vừa nói dứt lời thì đám người cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Lâm Quân muốn làm gì chứ? Chỉ dựa vào Ari à? Anh muốn lấy lại công bằng như thế nào? Kim Phụng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân với vẻ kinh ngạc. Tôi sẽ giết các người. Diệp Lâm Quân nói với vẻ đằng đằng sát khí. Ánh mắt kia đáng sợ như kiểu anh vừa mới bước ra từ địa ngục vậy. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại làm nhấc lên bão tố, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng sững, sờ. Theo pháp luật của Lạc Việt thì cho dù như thế nào tội của Lý Trường An cũng là tội chết, hai người Kim Phụng Thiên giết anh ta chính là lập công, không cấu thành tội. Dù sao thì chứng cứ cũng quá đầy đủ, khiến cho người ta không thể nào phản bác được. Dù Diệp Lâm Quân biết được rằng tất cả đều là âm mưu của Kim Phụng Thiên, là bọn họ hại chết Lý Trường An còn khiến cho anh ta gánh tội bán nước. Nhưng anh không có cách nào cả. Quy tắc và luật pháp đều cho rằng Lý Trường An có tội. Anh không thể nào giải oan cho Lý Trường An được. Không làm gì được, giống như là ăn cơm nghẹn ở cổ họng, có gai đâm vào sau lưng. Loại cảm giác này khiến cho người khác rất tuyệt vọng. Chỉ có thể than thở rằng ông trời không công bằng. Chỉ có thể nhìn hung thủ cười tươi rói còn oan hồn của Lý Trường An thì chịu nhục. Không có cách nào cả, bởi vì bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ. Bên trong vệ binh Viêm Long cũng có không ít người là bạn thân với Lý Trường An. Sao bọn họ không nhìn ra chuyện này quá kỳ quái được chứ? Nhưng nào có cách gì đâu. Bọn họ không có chứng cứ chỉ về phía bọn người Kim Phụng Thiên, chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng Diệp Lâm Quân lại khác, mặc dù anh không thể nào sửa lại án sai cho Lý Trường An. Nhưng anh có thể báo thù, có thể giết chết hung thủ đã sát hại Lý Trường An. Bây giờ anh không muốn quan tâm tới quy tắc hay luật pháp nữa mà chỉ muốn giết hai người Kim Phụng Thiên. Đây chính là cách của anh. Diệp Lâm Quân điên rồi à? Anh muốn giết người ư? Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Đúng, tôi muốn giết người báo thù, đây là cách của tôi. Trong đôi mắt của Diệp Lâm Quân hiện lên sự giận dữ, anh nhìn chằm chằm Kim Phụng Thiên với ánh mắt chết chóc. Anh không thèm để ý tới luật pháp của Lạc Việt, không muốn để ý tới tất cả quy tắc ư? Anh làm bậy quá rồi đấy. Anh dám giết người ngay trước mặt chúng tôi ư? Luật pháp của Lạc Việt sao lại có thể để cho anh làm sang làm bậy chứ? Nhanh về đi, chúng tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người phụ trách căn cứ đã nổi giận.
dám chứ, có gì mà không dám. Tôi chính là muốn giết hai người này trước mặt tất cả mọi người, ngay trước quy tắc của Lạc Việt, ngay trước toàn thế giới. Vẻ mặt của Diệp Lâm Quân rất kiên quyết, không giống như là đang nói dối. Diệp Lâm Quân chớ có làm loạn, anh phải khống chế tâm trạng của mình. Anh, người phụ trách căn cứ đã bắt đầu lo lắng. Ngay lúc này Thiệu Hình Thiên lại cười mà nói, anh ta muốn giết người à? Nực cười thật, cứ buông ra xem anh ta có thể giết ai. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nghe Thiệu Hình Thiên thì tất cả mọi người mới phản ứng lại kịp. Đúng thế, Diệp Lâm Quân chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ta có thể giết được ai chứ? Hai người Kim Phụng Thiên đứng im ở đó, để anh ta cũng chưa chắc đã giết được. Mọi người nghĩ tới đây thì đều nở nụ cười, một nụ cười chế giễu. Hai người Kim Phụng Thiên liếc nhau một cái rồi cũng cười. Một người bình thường mà còn la hét muốn giết bọn họ ư. Buồn cười thật đấy. Tới đây, chúng tôi đứng im cho anh giết. Các người đưa dao cho anh ta. Hai người Kim Phụng Thiên cười to mà nói. Mượn dao của các người dùng một chút. Diệp Lâm Quân lấy một thanh dao của học viên đứng bên cạnh rồi đi về phía hai người Kim Phụng Thiên. Diệp Lâm Quân mau dừng lại đi. Chỉ cần anh ra tay thì tính chất sự việc sẽ thay đổi đó. Có người hô lớn lên. Diệp Lâm Quân bước nhanh về phía hai người Kim Phụng Thiên. Một vệt sáng lóe lên rồi máu bắn ra. Hộc hộc, hộc hộc. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ được, vậy mà Diệp Lâm Quân lại thọc cho hai người Kim Phụng Thiên mỗi người một đao. Trợn tròn mắt, cả hai người Kim Phụng Thiên cũng trừng to mắt rồi nhìn về phía Diệp Lâm Quân với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì thế này? Tại sao một người bình thường lại có thể nhanh như thế chứ? Nhanh tới nỗi hai người chẳng hề có cơ hội phản ứng. Ý thức của hai người Kim Phụng Thiên dần dần tan rã. Dựa vào khí thế của Diệp Lâm Quân thì bọn họ cũng biết rằng chắc chắn anh sẽ ra tay. Nhưng một người bình thường mà thôi, bọn họ có thể đỡ được. Cứ kệ cho anh muốn làm sao thì làm, nhưng không ngờ rằng Diệp Lâm Quân vừa ra tay thì hai cao thủ là bọn họ còn chẳng có thời gian để phản ứng. Đến chết hai người mới nhận ra được, Diệp Lâm Quân chẳng phải là người bình thường. Anh vẫn mạnh mẽ như trước. Mạnh tới nỗi bọn họ chẳng kịp đánh trả thì đã bị giết rồi. Nhưng trong mắt người khác thì đây là một chuyện khác nữa, là hai người Kim Phụng Thiên đứng im ở đó để cho Diệp Lâm Quân giết. Tất cả mọi người đều cho rằng anh không dám ra tay, nhưng anh đã làm. Hai người Kim Phụng Thiên không phòng bị nên mới, bị Diệp Lâm Quân giết chết. Không có công bằng thì tôi sẽ giết ra một công bằng. Các người không cho tôi giết thì tôi cứ muốn giết đấy. Giết người phải đền mạng là chuyện vô cùng bình thường. Cả người Diệp Lâm Quân đều chìm trong sát khí, cứ như là thần chết đòi mạng vậy. Chơi cứng với anh à, anh sẽ càng cứng hơn. Tôi không chỉ giết, mà còn giết trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều sợ tới nỗi ngây ngẩn. Một người bình thường sao lại có được khí thế như vậy chứ? Một ánh mắt của Diệp Lâm Quân cũng đủ làm cho đám người ở đây cứng cả người. Cho tới khi cơ thể của hai người Kim Phụng Thiên ngã sầm xuống đất thì tất cả mọi người mới kịp phản ứng lại. Huấn luyện viên, mấy người Thiệu Hình Thiên nhào tới ngay lập tức. Chỉ là hai nhát dao của Diệp Lâm Quân vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không để cho hai người này có cơ hội sống. Diệp Lâm Quân anh thì hay rồi, anh toi đời rồi đó. Anh giết hai huấn luyện viên của kế hoạch Tiềm Long. Đám người Thiệu Hình Thiên trừng mắt nhìn anh. Anh điên rồi Diệp Lâm Quân. Anh không chỉ giết hai người mà hai người đó còn là người có công. Anh giết chết hy vọng của Lạc Việt đó. Anh đã tự tay phá hủy kế hoạch Tiềm Long, tự tay làm hỏng đi tương lai của Lạc Việt. Người phụ trách căn cứ tức tới nỗi hét lên. Hai người này chết rồi. Tương đương với chuyện kế hoạch Tiềm Long đã bị hủy hoại. Về tình, về lý, về quy tắc thì Diệp Lâm Quân đều không thể giết. Diệp Lâm Quân, anh đang khiêu khích sự uy nghiêm của vệ binh Viêm Long, anh đang khiêu khích Lạc Việt. Anh đã biết còn cố ý vi phạm, anh thật sự muốn đối đầu với Lạc Việt ư? Đám người kia nhìn chăm chăm vào anh. Không, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện khiêu khích Lạc Việt. Tôi một lòng vì nước, chỉ là tôi dùng cách của mình để làm một số chuyện vô cùng đúng đẫn mà thôi. Tôi đã báo thù cho anh rồi Lý Trường An à, anh cứ yên tâm mà đi đi, không cần lo lắng. Diệp Lâm Quân hét lên rồi cất bước rời đi. Các anh em cứ để anh ta đi như thế sao? Thiệu Hình Thiên hét lên. Không thể, anh ta giết huấn luyện viên, không thể nào cho anh ta rời đi.
đám người kia lao tới rồi vây quanh Diệp Lâm Quân. Giết người thì đền mạng, đám người Thiệu Hình Thiên từng bước mà ép sát vào Diệp Lâm Quân. Mẹ nó, tránh ra cho tôi. Trong đôi mắt của Diệp Lâm Quân lóe lên sự giận dữ. Chúng tôi không cho đấy, hôm nay anh đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Mấy người Thiệu Hình Thiên đã quyết định báo thù cho hai người Kim Phụng Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chằm Diệp Lâm Quân với ánh mắt tràn đầy sát khí. Không biết tự lượng sức mình. Bây giờ, trong mắt của Diệp Lâm Quân thì bọn họ còn nhỏ yếu hơn cả con sâu cái kiến. Một đầu ngón tay của anh cũng có thể làm cho bọn họ nổ tung mà chết. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Từ đã, để cho anh ta đi đi. Người phụ trách căn cứ hô lên. Chuyện này quá quan trọng, vượt khỏi phạm trù quản lý của người phụ trách. Anh ta phải báo cho cấp trên để giải quyết. Bây giờ thì chỉ có thể để Diệp Lâm Quân rời khỏi đây mà thôi. Anh ta đã giết huấn luyện viên mà cứ để cho anh ta đi như thế, à. Tôi không phục, mấy người Thiệu Hình Thiên không đồng ý. Không thể để cho anh ta đi. Tất cả học viên như phát điên lên, bọn họ muốn ngăn cản Diệp Lâm Quân. Để cho anh ta đi, đây là mệnh lệnh. Người phụ trách vệ binh Viêm Long nói một cách rất nghiêm túc. Mọi người chỉ có thể né thành một con đường cho Diệp Lâm Quân rời khỏi đây. Không thể không nói anh đã tự tay hủy đi kế hoạch Tiềm Long. Trước khi Diệp Lâm Quân bước ra khỏi cửa lớn thì người phụ trách nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lạc Việt tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo dựng lên nhưng bây giờ lại bị hủy hoại trong tay Diệp Lâm Quân. Nhưng anh lại cười cười rồi nói, ai nói kế hoạch Tiềm Long bị hủy. Tôi tặng cho các người một nhóm học viên ưu tú hơn nhiều. 100 người Tiêu Phong lại còn không mạnh hơn đám người Thiệu Hình Thiên chắc. Đây mới là người nối nghiệp chân chính của Diệp Lâm Quân trên ý nghĩa. Chuyện này anh không làm sai. Ngăn cản Kim Phụng Thiên đúng lúc, để cho 100 người Thiệu Hình Thiên không bị hãm hại. Đồng thời còn loại bỏ hai cái u ác tính là hai người Kim Phụng Thiên. Anh chờ hậu quả đi, đám người kia tức tới nỗi gào thét. Người phụ trách vội vàng báo cáo chuyện này lên cấp trên. Diệp Lâm Quân đang đi trên đường thì đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Anh nhận ra có một cao thủ rất mạnh đang âm thầm đi theo mình. Đi theo từ lúc anh rời khỏi căn cứ kế hoạch Tiềm Long. Rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh hơn Bác Ma rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đây là đối thủ mạnh nhất mà Diệp Lâm Quân từng gặp. Nếu là trước đây thì chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ tuyệt vọng khi đụng phải người này. Nhưng may sao anh có ân sư, để anh có được một cuộc sống mới. Diệp Lâm Quân mặc kệ cho người đó đi theo, về tới tận Giang Bắc, đi vào trong trụ sở huấn luyện anh chế tạo. Đám người Tiêu Phong đang luyện tập một cách nghiêm túc, 6 người hộ vệ và bé Quân cũng ở trong đó. Đám người nhìn thấy Diệp Lâm Quân về thì đều ngừng lại rồi chào anh một cách cung kính. Cao thủ chí tôn giả kia cũng vô cùng sững sờ, hóa ra Diệp Lâm Quân huấn luyện nhiều cao thủ đến thế ư. Ông ta có thể nhận ra được rằng đám người này mạnh hơn nhóm người của kế hoạch Tiềm Long nhiều. Còn có cô bé kia, lại có thiên phú cao như thế ư. Cho, dù là ở chỗ bọn họ cũng không thể tìm thấy người như thế thật sự rất kinh khủng, quả nhiên Diệp Lâm Quân có quá nhiều bí mật. Ông ta trở nên vô cùng kích động. Diệp Lâm Quân nhìn bọn họ một cái rồi nói, hôm nay tôi lại sắp xếp cho các cậu một trận thực chiến. Đối thủ rất mạnh, mạnh tới nỗi khiến cho các cậu tuyệt vọng. Các cậu cần phải dùng hết sức của mình mà giết ông ta. Ông ta không chết thì người chết chính là các cậu. Tôi sẽ không ra tay, cho dù các cậu có cận kề với cái chết cũng không. Đám người Tiêu Phong nghe thấy thế thì đều nâng tinh thần chiến đấu lên. Chúng ta phải sống, phải đánh bại đối thủ. Tiêu Phong gào thét, những người còn lại cũng bắt đầu gào thét. Được rồi bắt đầu đi. Đột nhiên Diệp Lâm Quân nhìn về một phía rồi nói, anh bạn đi theo tôi một đoạn đường rồi, ra đây đi. Hả? Chí tôn giả đang núp trong bóng tối vô cùng kinh ngạc. Hóa ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi. Không ổn, Diệp Lâm Quân không phải là người bình thường. Anh ta lừa tất cả mọi người. Chí tôn giả từ từ xuất hiện. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười, sở dĩ anh không bắt người này ngay tại chỗ chính là muốn dùng ông ta để tạo một cuộc thực chiến sống còn cho bọn người Tiêu Phong. Với thực lực của bọn họ thì cũng đã đủ để đánh với người này rồi. Nhưng bọn họ còn chưa trải qua cuộc chiến sống còn. Phải trải qua một trận chiến như thể mới có thể hoàn toàn là kẻ mạnh. Xem như đây là cuộc thi tốt nghiệp của lần huấn luyện này. Nhưng người khác thi là làm bài,
còn bọn người Tiêu Phong là dùng mạng mà thi. Đối thủ vô cùng mạnh, Chí Tôn giả cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Diệp Lâm Quân đang dùng mình để luyện tay đây mà. Diệp Lâm Quân, cậu nghĩ những thằng nhóc này có thể giết được tôi à? Nằm mơ đi, tôi đã là Chí Tôn giả rồi. Chỉ cần Chí Tôn không xuất hiện thì trên đời này chẳng có ai tổn thương được tôi. Cát ông ta hô lên. Đám người Tiêu Phong chưa từng nghe có Chí Tôn giả, nên bọn họ vô cùng giật mình. Nhưng bọn họ cũng có thể nhận ra được người này mạnh hơn Bác Ma rất nhiều. Bọn họ rất khó thắng được ông ta, trước nay chưa từng có đối thủ nào mạnh hơn ông ta, muốn sống thì nhất định phải giết ông ta. Chúc các người may mắn. Diệp Lâm Quân để lại hai câu nói rồi dẫn bé Quân và sáu người hộ vệ rời khỏi đây. Anh còn khóa trụ sở lại, không cho ai chạy ra ngoài. Người sống mới có tư cách bước ra khỏi đây. Trận chiến này diễn ra ròng rã nửa ngày trời, ngay cả vách tường làm bằng hợp kim của căn cứ cũng đầy vết xước. Có thể nhận ra là trận chiến này kịch liệt đến đâu. Diệp Lâm Quân chờ tới khi không còn có tiếng động nữa mới trở lại trụ sở huấn luyện. Khi cửa hợp kim được mở ra thì có một mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt anh. Bên trong trụ sở huấn luyện không hề có người nào đứng. Toàn bộ đều nằm trên mặt đất, có người nằm sấp, có người nửa ngồi. Khắp người đều là máu, vô cùng nhếch nhác. Thậm chí có mấy người còn đang run rẩy mà thoi thóp. Diệp Lâm Quân phát hiện Chí Tôn giả nằm ngay giữa sân, ông ta đã không còn hơi thở. Sống sờ sờ bị 100 người đánh cho chết. Mặc dù đám người Tiêu Phong này bị thương rất nặng nhưng không ai tắt thở cả. Bọn họ đã đánh thắng Chí Tôn giả trong trạng thái sống sót. Không ai biết bọn họ đã trải qua cái gì, bọn họ phải dựa vào tín niệm mất mạnh mẽ mới có thể sống sót. Sở dĩ 100 người không ai chết là vì bọn họ phối hợp rất ăn ý. Trong khoảng thời gian này, bọn họ xem nhau như anh em ruột thịt, có thể giao đằng sau lưng cho nhau. Niềm tin của bọn họ là sống thì sống hết, chết thì chết hết. Không từ bỏ bất cứ ai. Bọn họ cứ thế mà đi tới cuối cùng, giết chết một Chí Tôn giải các người không khiến tôi thất vọng. Diệp Lâm Quân gật đầu với vẻ vui mừng. Trải qua trận chiến này thì những người trẻ tuổi trước mặt sẽ tăng vọt về chất. Bọn họ đi ra ngoài có thể tự mình gánh vác một vùng trời. Trên cơ bản là có thể thực hiện suy nghĩ chế tạo ra bạ người có, thể sánh ngang với Nhất Phũ Kiên Vương của vệ binh Viêm Long và Lạc Việt. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu cho kế hoạch huấn luyện ma quỷ của Diệp Lâm Quân mà thôi. Ơ ó lẽ bọn người bố của Hắc Long cũng không ngờ rằng học viên của Diệp Lâm Quân lại giết chế Chí Tôn giả mà bọn họ phái tới. Sau khi Diệp Lâm Quân sắp xếp xong cho đám người Tiêu Phong thì người phụ trách kế hoạch Tiềm Long đã dẫn người tới, dẫn theo các biện pháp trừng phạt tới đây. Dù sao thì Diệp Lâm Quân đã làm ra một chuyện lớn, có thể nói là rất lớn. Trừng phạt anh bằng cách nào đều được. Các người tới khen ngợi tôi đấy à? Anh thật sự là quá ngông cuồng rồi. Tất cả mọi người đều rất tức giận. Giết người, hủy kế hoạch Tiềm Long mà còn muốn khen ngợi ư? Diệp Lâm Quân điên rồi à? Đến cùng là anh ta có biết rằng mình đang nói cái gì không vậy? Diệp Lâm Quân vô cùng kinh ngạc, mình cống hiến cho Lạc Việt một chuyện tốt như thế. Không khen ngợi thì thôi, sao lại còn muốn xử tội mình? Nói thật cho anh biết, chuyện này gây ra một cơn sóng rất lớn, nói sâu xa hơn một chút thì anh đã hủy đi tương lai của Lạc Việt. Mọi người trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ giận dữ. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi giết kẻ xấu, giúp Lạc Việt. Diệp Lâm Quân vừa nói được một nửa thì đã bị ngắt lời. Đừng có nói nữa, chúng tôi không muốn nghe lý do, chúng tôi chỉ biết là anh giết người thì phải chịu trừng phạt. Được. Để tôi xem các người muốn trừng phạt tôi như thế nào. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói. Theo lý mà nói thì anh chỉ có một con đường chết mà thôi, nhưng mọi người nể tình anh từng cống hiến cho Lạc Việt nên sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh công khai thừa nhận chuyện này, đồng thời xin lỗi thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười giễu cợt, không thì sao. Vậy thì anh sẽ bị tống vào tù, sống trong tù cả đời. Diệp Lâm Quân. Chúng tôi chỉ cho anh thời gian 3 ngày để xin lỗi. Chỉ cần anh xin lỗi thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Hy vọng anh biết điều. Diệp Lâm Quân đột nhiên cười lên, hay cho một câu biết điều. Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ. Lần đầu tiên, các người tin tưởng kẻ địch mà giam tôi lại, muốn tôi nhận lỗi, làm tổn thương trái tim của tôi. Lần này các người lại tin tưởng kẻ địch, muốn tôi nhận lỗi. Ha ha, vẫn ngu ngốc như cũ.
Nụ cười của Diệp Lâm Quân có chút đăng chát. Tất cả mọi người nghe thể thì đều sững cả người ra. Đúng như những gì Diệp Lâm Quân nói, nhưng lần này thì khác. Lần trước là do Tứ Tiểu Long lừa bọn họ, nhưng lần này Diệp Lâm Quân giết người, còn hủy đi kế hoạch tiêm long. Hai chuyện này khác nhau. Anh nói như thế thì có chứng cứ gì không? Bọn họ hỏi. Các người trở về điều tra Thiệu Hình Thiên là biết. Hừ, 3 ngày sau chúng tôi sẽ tới tìm anh, hy vọng chúng tôi không phải nhốt anh vào ngục. Bọn họ nhắc nhở xong thì quay người rời khỏi đây. Bọn họ cũng chẳng để những lời Diệp Lâm Quân nói vào lòng, bọn họ cho rằng Diệp Lâm Quân sai chính là sai. Cho dù có chứng cứ thì bọn họ cũng sẽ không tự mình đi tìm. Bọn họ chỉ tin vào những gì mình nghe được và thấy được. Diệp Lâm Quân cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện này lắm. Bắt anh nhận lỗi ư? Anh làm sai điều gì chứ? Người tôi giết là kẻ địch, ai dám giam tôi lại chứ? Trong căn cứ của kế hoạch tiềm long, các học viên như Thiệu Hình Thiên được đổi huấn luyện viên mà tiếp tục huấn luyện. Nhưng chẳng hề có chút hiệu quả nào cả. Khác biệt hoàn toàn so với lúc có 2 người Kim Phụng Thiên ở đây. Bọn họ rất tức giận, AI.AI cũng hận không thể giết Diệp Lâm Quân để báo thù. Trừng phạt quá nhẹ, chỉ cần xin lỗi là có thể bỏ qua mọi chuyện ư. Tôi không phục. Đám người Thiệu Hình Thiên biểu thị sự không vừa ý của mình. Đúng lúc này thì có một chuyện xảy ra. Bỗng nhiên sắc mặt của đám người Thiệu Hình Thiên trở nên trắng bệch, bọn họ đổ mồ hôi lạnh, đứng cũng chẳng đứng vững được. Những người khác cũng lần lượt xuất hiện tình huống này. Tác dụng phụ của thuốc mà Kim Phụng Thiên cho bọn họ dùng đã xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Do phút này Thiệu Hình Thiên đã cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ trong cơ thể của mình. Anh ta cảm nhận được thân thể của mình đang già đi một cách vô cùng rõ ràng. Khu khu khụt, mọi người bắt đầu ho ra máu, nhưng máu này cũng không phải là máu bình thường mà là tinh huyết của cơ thể người. Tương đương với mạng sống. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi làm sao thế, tôi không muốn chết. Thiệu Hình Thiên cảm nhận được sự thay đổi kinh khủng của cơ thể mình thì gào lên. Bác sĩ tốt nhất trụ sở huấn luyện vội vàng tới khám cho bọn họ. Không ổn rồi, có lẽ là phương pháp huấn luyện không đúng. Bác sĩ nhíu mày rồi nói. Vậy thì khôi phục phương án huấn luyện của Kim Phụng Thiên xem sao. Có người đề nghị. Thử một chút đi, cuối cùng các học viên được khôi phục phương pháp huấn luyện của Kim Phụng Thiên. Phương án này cũng bao gồm việc dùng thuốc, ông ta vẫn còn để lại thuốc trong phòng. Sau khi mọi người dùng thuốc thì chuyện thần kỳ đã xảy ra. Những tình huống vừa rồi đều biến mất. Đám người Thiệu Hình Thiên cũng không thấy khó chịu nữa. Ngược lại còn cảm thấy mình mạnh lên. Đúng là huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, sau khi sử dụng phương pháp huấn luyện của ông ta thì có tác dụng ngay lập tức. Lần này là lần đầu tiên tác dụng phụ của thuốc xuất hiện cho nên biểu hiện cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lần tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng mạnh. Đây chỉ là tạm thời đánh lừa bọn họ mà thôi. Nhìn đi, mặc dù Kim Phụng Thiên đã chết nhưng thứ ông ta để lại còn khiến cho mọi người tiếp tục tiến bộ. Hình tượng của Kim Phụng Thiên trở nên cao lớn trong nháy mắt. Vậy mà Diệp Lâm Quân lại dám giết người như Kim Phụng Thiên, hơn nữa anh ta lại còn sống. Diệp Lâm Quân không chết thì lòng tôi không yên. Lúc bọn họ đang trách móc Diệp Lâm Quân thì bên phía ba của Hắc Long cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Xảy ra chuyện gì thế? Một chí tôn giả đã biến mất trong lúc thăm dò ư? Không nhất định là biến mất, chờ một chút đi. Tôi tin chắc rằng ông ta sẽ quay lại, tôi không nghĩ ra được là Lạc Việt còn có ai có thể giết chết hay giam giữ một chí tôn giả, chỉ là 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua cũng chẳng có tin tức gì cả. Bây giờ còn lý do gì khác không? Chắc chắn ông ta đã bị giết hoặc bị giam giữ rồi, ba của Hắc Long tức điên lên. Cần bàn bạc kỹ hơn, chí tôn giả cũng biến mất cho thấy chuyện này khá là khó giải quyết. Được, tôi nghe lời các người. Mặc dù ba của Hắc Long đồng ý với chuyện này nhưng sau đó ông ta lại bí mật gọi 2 người con trai tới. Em ba của các con chết lâu như thế rồi nhưng kẻ thù lại còn sống, ba không nuốt được cục tức này. Ba của Hắc Long gào lên. Ba ơi, chúng con cũng không nhịn được từ lâu rồi. Không thể để thằng ba chết vô ích được. 2 người cũng đằng đằng sát khí. Ba mặc kệ, cho dù như thế nào ba cũng phải báo thù cho thằng ba. Ba của Hắc Long đã không kìm chế được nữa. Ý của ba là sao? 2 anh em vội nhìn về phía ba mình. Chúng ta không quan tâm tới những người khác nữa, dùng thế lực của chúng ta là đủ rồi.
Ba quyết định tự mình ra tay, dẫn người đi báo thù. Ba của Hắc Long nói ra kế hoạch điên cuồng của mình. Làm thế thì khác nào phá vỡ ước hẹn chúng thần. Hai anh em vô cùng giật mình. Vậy ba xem như là người đầu tiên phá vỡ ước hẹn chúng thần vậy. Trong đôi mắt của ba Hắc Long tràn ngập sự điên cuồng. Hai anh em thì nở một nụ cười đằng chát. Một khi ước hẹn chúng thần bị phá vỡ thì thế giới này sẽ chìm trong loạn lạc. Không chi là Lạc Việt mà là tất cả mọi nơi trên thế giới. Yên tâm đi, cho dù ba có không phá vỡ ước hẹn chúng thần thì cũng sẽ có người phá vỡ. Bọn họ đều muốn làm nhưng lại không dám mà thôi. Cũng đúng. Truyền lệnh của tôi xuống dưới, lặng lẽ tụ tập tất cả các cấp dưới của chúng ta, chuẩn bị xuất phát. Đến lúc đó có thể xảy ra chiến tranh, nếu vệ binh Viêm Long đám ngăn cản thì chúng ta sẽ tiêu diệt vệ binh Viêm Long. Ba Hắc Long ra lệnh. Một bên khác, Diệp Lâm Quân chẳng hề để cảnh cáo của vệ binh Viêm Long vào lòng. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Người phụ trách căn cứ kế hoạch Tiêm Long dẫn theo một đám người đi vào với dáng vẻ hung hăng. Tới bây giờ anh còn chưa chịu nhận sai ư? Anh vẫn cho rằng mình làm đúng à? Diệp Lâm Quân gật đầu rồi nói, đúng thế. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể tống anh vào ngục tù, dù sao những chuyện anh làm gây ảnh hưởng quá lớn tôi chẳng quan tâm, bắt thì bắt đi. Nhưng tôi sẽ để cho các người tâm phục khẩu phục. Để cho các người nhận ra mình đã phạm phải một lỗi sai 2 lần. Diệp Lâm Quân cười to rồi nói. Lúc này Diệp Lâm Quân không thể không nghe lời những người này, dù sao không ai có thể bắt anh vào ngục giam, nhưng anh muốn khiến cho vệ binh Viêm Long thua tâm phục khẩu phục. Cuối cùng Diệp Lâm Quân bị tống vào ngục giam đặc biệt, trước mắt là phán tù chung thân, rồi lại dựa vào biểu hiện cụ thể của anh mà giảm hình phạt đi. Đám học viên Thiệu Hình Thiên huấn luyện theo phương pháp của Kim Phụng Thiên, bọn họ tiến bộ ngày càng nhanh, chỉ là khi thứ thuốc mà Kim Phụng Thiên để lại đã hết. Bọn họ không có để ý tới chuyện này, bởi vì trong mắt của bọn họ thì thuốc này cũng chẳng có tác dụng gì lớn cả. Một bên khác, phía đông bắc của Lạc Việt, trong một ngọn núi bị tuyết vùi lấp ở thành Phượng Thiên. Đột nhiên xuất hiện một đội người áo đen. Bọn họ giống như U Linh, xuyên qua núi tuyết lớn nhưng lại chẳng hề để lại dấu vết gì cả, cho dù là dấu chân. Nếu có người nhìn thấy thì có lẽ sẽ cho rằng bọn họ là yêu ma quỷ quái. Tốc độ của đoàn người này vô cùng nhanh. Bọn họ hòa thành một thể với bóng đen, bóng tối sắp giáng xuống thế giới này. Ước hẹn chúng thần sắp bị phá vỡ. Diệp Lâm Quân ở trong ngục giam cũng chẳng nhàn rỗi, anh vẫn đang tu luyện. Ông lão kia để lại cho anh quá nhiều thứ, anh không thể nào tiêu hóa nó trong một thời gian ngắn được. Xem ra người đứng sau lưng Hắc Long sắp xuất hiện. Thật ra Diệp Lâm Quân cũng đã dự đoán được ba của Hắc Long sẽ xuất hiện. Không xong rồi, dựa vào báo cáo của tiểu đội thứ 7 thì có một đám người thần bí xuất hiện ở gần thành Phượng Thiên. Tiểu đội thứ 7 xin chỉ thị có ngăn cản hay không? Trong căn cứ của vệ binh Viêm Long ở Kinh Thành có một tin tức như thế. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản, điều tra thân phận của bọn họ, có cần thì bắt giam lại. Tăng nhân thủ cho tiểu đội thứ 7. Rất nhanh sau đó. Đội quân tập hợp ở con đường phái Nam thành Phượng Thiên. 80.000 chiến sĩ đã tập hợp vì ngăn cản người thần bí. Đương nhiên người thần bí là nhóm người ba Hắc Long. Bọn họ cũng chẳng thèm che giấu đường đi nước bước của mình mà nghênh ngang đi về phía Nam. Giống như là bọn họ muốn nói cho thế giới rằng bọn họ đã tới vậy. Rất nhanh bọn họ đã gặp 80.000 chiến sĩ kia. Không được đi đường này. Tất cả ngồi xuống để, chúng tôi kiểm tra. 80.000 chiến sĩ vô cùng nghiêm nghị. Không muốn chết thì mau tránh đường. Nhưng bọn nhỏ nào biết đám người bá Hắc Long mạnh tới cố nào. Sau đó thì có một cuộc chiến xảy ra. Đội quân 80.000 người bị chèn ép một cách triệt để. Cường giả cấp chí tôn xuất hiện. Lạc Việt kinh ngạc, toàn thế giới cũng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, các thế lực trên thế giới cũng đều ngo ngoe muốn động. Ước hẹn chúng thân bị phá vỡ. Chúng ta có thể xuất hiện rồi. Bóng tối trước giờ chưa từng có sắp bao trùm cả thế giới. Chẳng ai ngờ rằng trận chiến này sẽ xảy ra. Cường giả cấp chí tôn xuất hiện, hơn nữa còn chẳng phải là một hơi người. Cường giả chí tôn biến mất thật lâu, hoặc là nói bị tư liệu xóa bỏ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thật ra cường giả chí tôn vẫn luôn tồn tại, chỉ là những tài liệu liên quan tới bọn họ đã bị các quốc gia xóa đi. 99% số người trên thế giới đều không biết.
Dù là đa số thành viên của vệ binh Viêm Long nếu như không được cho xem những tài liệu ngày hôm đó thì cũng không biết rồi. Quả nhiên là thế, cường giả cấp chí tôn xuất hiện. Đừng nhìn bọn họ chỉ có 3.000 người, sức chiến đấu của 3.000 người này vô cùng kinh khủng, cho dù có phái 300.000 người cũng không thể nào chống cự được. Cường giả cấp chí tôn xuất hiện, số lượng trước mặt bọn họ chẳng có tác dụng gì cả trừ khi tụ tập bọn họ lại một chỗ rồi dùng vũ khí hạt nhân thì mới có hiệu quả. Nhưng điều này rất khó, người ta không có khả năng đứng im đấy cho mình đánh toàn bộ thành viên của vệ binh Viêm Long đều im lặng. Tôi vừa mới nghe được tin là bọn họ phá vỡ ước hẹn chúng thân. Lần này thì toàn thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, có quản lý cấp cao nói. Ước hẹn chúng thần là cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tạm thời vẫn chưa biết, vẫn đang điều tra. Có lẽ đó là óc định mà lúc trước được đặt ra để kìm chế cường giả chí tôn. Đúng rồi, các người tra được nhóm người này muốn đi đâu chưa? Bọn họ vẫn luôn đi về phía nam, đang tới gần Giang Bắc và Hải Phòng. Trong căn cứ của kế hoạch Tiềm Long ở Giang Bắc, đám người Thiệu Hình Thiên vẫn còn đang luyện tập. Đây là ngày đầu tiên bọn họ ngừng dùng thuốc của Kim Phụng Thiên. Trước mắt thì bọn họ vẫn chưa cảm thấy khó chịu. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng nỏ vang lên trên bầu trời của căn cứ. Có địch, chuông cảnh báo của căn cứ vang e lần. Tất cả mọi người trong trụ sở vội vàng tụ tập lại một chỗ. Một luồng khí đáng sợ xuất hiện, như là một ngọn núi ép cho mỗi người ở đây đều không thể nào thở nổi. Cơ thể của các học viên như Thiệu Hình Thiên bắt đầu xuất hiện thay đổi dưới sự áp lực này. Tác dụng phụ của thuốc kia sắp xuất hiện, nó bị áp lực này thúc đẩy phát hiện. Một người, hai người, ba người, 100 người, mấy ngàn người. Lúc ba của Hắc Long dân đầu đoàn quân mà đáp xuống thì toàn bộ căn cứ kế hoạch Tiềm Long đều chìm vào im lặng. Đây là sự tồn tại như thế nào? Bọn họ tới đây làm gì? Khụ khục. Hết lần này tới lần khác, đúng ngay lúc này thì cơ thể của đám người Thiệu Hình Thiên xuất hiện phản ứng. Tác dụng phụ lần này quá lớn. Mỗi người ho ra máu rồi ngã xuống, khí quản của bọn họ đang héo mòn đi, ngay cả gương mặt cũng dần trở nên già nua. Lần đầu tiên Thiệu Hình Thiên cảm giác được cơ thể mình như già đi trăm tuổi. Tôi không muốn, mau dừng lại. Ba của Hắc Long thấy thế thì nở một nụ cười lạnh lùng, đây chính là vệ binh Viêm Long à. Dùng thuốc thiêu đốt mạng sống của con người để tăng thực lực lên cơ đấy. Bây giờ có tác dụng phụ, đám người này chẳng thể sống được dù chỉ là một người. Ba của Hắc Long vừa cất lời thì mọi người nhớ tới những gì Diệp Lâm Quân nói. Diệp Lâm Quân một lần nữa rồi trước đó Diệp Lâm Quân đã nói những câu tương tự. Nhưng chẳng có ai tin vào những gì anh nói cả. Chẳng lẽ đây là thật ư? Hai ba của Hắc Long liên tục lắc đầu. Vệ binh Viêm Long dùng thủ đoạn dơ bẩn này để huấn luyện người mới à? Tôi phải nói là đầu óc của các người có vấn đề. Loại thuốc này chỉ dùng cho lúc sống còn mà thôi, sao các người lại dùng nó trong huấn luyện bình thường chứ? Đám nhóc này sẽ chết, chẳng có ai có thể sống sót được cả. Đúng, cảm nhận cơ thể của mình đi, nguyên khí đang sói mòn, ho tinh huyết ra ngoài, đây chính là cái giá phải trả cho việc thiêu đốt tuổi thọ. Những người khác cũng nói ra. Cái gì cơ? Tất cả mọi người đều giật mình. Nhất là sau khi đám người Thiệu Hình Thiên nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Bọn họ lại liên tưởng tới những phản ứng khi không dùng thuốc. Đến cùng là ai có hận thù với vệ binh Viêm Long như thế mà phải dùng cách này để hại người? Ba của Hắc Long hỏi. Không thể nào là Lý Trường An, càng không thể là Diệp Lâm Quân. Vậy chỉ có thể là Kim Phụng Thiên mà thôi. Ngay từ đầu. Sự tiến bộ của các học viên chẳng có liên quan gì tới Kim Phụng Thiên cả, bọn họ tiến bộ là vì những hạng mục huấn luyện bình thường mà đặc biệt của Diệp Lâm Quân. Về sau Kim Phụng Thiên vì muốn bảo vệ vị trí và lợi ích của mình nên đã lén lút sử dụng loại thuốc thiêu đốt sinh mệnh này để tăng hiệu quả. Hai người Kim Phụng Thiên đã lừa gạt tất cả mọi người. Trong giải thi đấu quốc tế, Diệp Lâm Quân đã nhắc nhở bọn họ, còn muốn dạy bọn họ cách kiểm tra. Chẳng qua lúc đó chẳng ai tin lời anh nói cả. Ngược lại còn cho rằng anh đang châm ngòi ly gián. Về sau Lý Trường An nhận ra điều kỳ quái nên âm thầm tìm kiếm chứng cứ. Nhưng lại bị bọn Kim Phụng Thiên phát hiện và diệt khẩu, lại còn đổ tội thông đồng với địch phản nước. Còn giết Lý Trường An. Thiệu Hình Thiên nghĩ tới đây thì lại phun ra máu. Bây giờ suy nghĩ lại thì Diệp Lâm Quân chẳng hề làm sai cái gì cả.
anh giết hai người Kim Phụng Thiên không chỉ để báo thù cho Lý Trường An mà còn trừ hại cho Lạc Việt. Chỉ là tất cả mọi người đều không tin, đều cho rằng Diệp Lâm Quân đã sai. Còn nhốt anh vào ngục giam, phán tù chung thân. Lại là vệ binh Viêm Long siêu đầu của đám người Thiệu Hình Thiên như muốn nổ tung. Hóa ra người có ân với bọn họ là Diệp Lâm Quân. Đầu tiên anh để cho bọn họ tiến bộ. Sau đó lại giết Kim Phụng Thiên để cứu tính mạng cả bọn họ. Nhưng bọn họ lại lấy oán trả ơn, lại còn muốn giết Diệp Lâm Quân. Đám người Thiệu Hình Thiên lại phun ra máu một lần nữa. Có mấy người giấy giụa mấy lần rồi chẳng còn động đậy. Tuổi thọ của bọn họ đã hết, rõ ràng là bọn họ còn chưa đến 20 tuổi nhưng đã chết. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Mau để Diệp Lâm Quân ra cứu chúng tôi đi, chắc chắn là anh ấy sẽ có cách. Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Vì sao tôi lại không nghe lời Diệp Lâm Quân chứ? Vì sao? Từng tiếng hộc máu vang lên, sau đó là tiếng người ngã xuống đất. Những người phụ trách căn cứ cũng vô cùng choáng váng. Bây giờ bọn họ mới nhớ tới Diệp Lâm Quân thì đã quá muộn rồi. Diệp Lâm Quân đang ở trong ngục giam, có đến cũng chẳng kịp. Tôi không cam lòng, Thiệu Hình Thiên hô to một tiếng rồi cuối cùng anh ta cũng ngã xuống đất. Chúng ta lại trách oan Diệp Lâm Quân thêm một lần nữa rồi. Người phụ trách căn cứ và những người khác đều vô cùng dầu dĩ. Bây giờ bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình. Diệp Lâm Quân không sai, anh đã giúp Lạc Việt. Bọn họ mới là kẻ có tội. Tội không thể đắt bây giờ bọn họ mới hiểu ra một điều rằng cho dù là lúc nào thì Diệp Lâm Quân mới là người đáng tin cậy nhất. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Lâm Quân bị giam vào tù, bọn họ lại làm tổn thương trái tim của anh thêm một lần nữa. Còn khiến cho nhóm học viên thiên tài của kế hoạch Tiềm Long bị hủy hoại. Đều là do vệ binh Viêm Long. Tất cả đều do vệ binh Viêm Long. Lỗi do tôi sẽ tự kết liễu đời mình. Đột nhiên người phụ trách muốn đâm đầu vào cột mà chết. Nhưng nào ngờ một sức lực vô cùng mạnh mẽ ngăn cản anh ta lại. Từ hãy chết, nói cho tôi biết Diệp Lâm Quân đang ở đâu trước đã. Ba của Hắc Long nói. Hả, bọn họ sững sờ. Ông là ai? Ông tìm Diệp Lâm Quân làm gì? Bây giờ mọi người mới chú ý tới ba của Hắc Long. Bây giờ thì Tê Tổng Bộ Vệ Binh Viêm Long mới gửi tin tới, bọn họ mới kịp phản ứng lại. Đây chính là đội quân thần bí đã đánh bại 8.000 người ở thành Phượng Thiên kia. Bọn họ đã tới Giang Bắc, đi tìm Diệp Lâm Quân. Chúng tôi tới giết Diệp Lâm Quân. Cái gì cơ? Sau khi người phụ trách căn cứ nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Nhóm người thần bí làm thế giới dậy sóng, có cường giả cấp chí tôn lại đến đây vì muốn giết Diệp Lâm Quân. Theo tôi được biết thì Diệp Lâm Quân chẳng có thù oán gì với các ông mà. Tại sao các ông lại muốn giết anh ấy? Người phụ trách hỏi với vẻ nghi ngờ. Nói thật cho các người biết, con trai tôi là thủ lĩnh của Liên minh báo thù, Diệp Lâm Quân đã giết con trai tôi. Ba của Hắc Long nói thẳng ra. Cái gì cơ? Bây giờ mọi người mới hiểu được, nhưng Diệp Lâm Quân giết Hắc Long thì cũng là vì Lạc Việt cả. Nghe nói các người dâm Diệp Lâm Quân lại, anh ta ở đâu, mau nói cho tôi biết đi. Nếu không tôi sẽ giết tất cả mọi người. Ba của Hắc Long nói với vẻ lạnh lùng. Người phụ trách căn cứ và những người khác nhìn nhau một cái. Mọi người đều hiểu, Diệp Lâm Quân cúc cung tận tụy vì Lạc Việt, trả giá quá nhiều. Bây giờ anh là người bình thường thì chắc chắn sẽ chết dưới tay của đám người này mà thôi. Bọn họ muốn bảo vệ Diệp Lâm Quân để đền bù sai lầm của hai lần trước. Các người đừng hòng biết được Diệp Lâm Quân ở đâu. Còn nữa, toàn bộ Lạc Việt và vệ binh Viêm Long đều sẽ che chở cho anh ấy. Các người muốn giết Diệp Lâm Quân à, không có cửa đâu. Các người tới từ đâu thì mau cút về chỗ đó. Ba của Hắc Long nghe thế thì nở một nụ cười khinh bỉ. Chỉ dựa vào vệ binh Viêm Long mà cũng đòi ngăn cản chúng tôi à. Các người cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vệ binh Viêm Long dám ngăn cản thì chúng tôi sẽ diệt sạch. Bọn họ rất ngang ngược, không thèm để ai vào mắt cả, nhưng bọn có năng lực này. Nói Diệp Lâm Quân đang ở đâu, nếu không tôi sẽ giết hết các người. Ba của Hắc Long nói với vẻ uy hiếp. Đúng có nằm mơ. Mau truyền tin đi, để vệ binh Viêm Long dùng hết tất cả lực lượng bảo vệ Diệp Lâm Quân. Dù là anh ấy chỉ là một người bình thường nhưng anh ấy là hồn của Lạc Việt. Người phụ trách căn cứ đã chuẩn bị chết rồi. Giết, ba của Hắc Long nói. Ông ta ra lệnh một tiếng. Không tốt rồi,
tổ chức thần bí tấn công căn cứ kế hoạch Tiềm Long, mọi thứ đều đã bị phá hủy. Không rõ bước tiếp theo bọn họ muốn làm gì, vệ binh Viêm Long bắt đầu hoảng loạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.